Chương 236, hộp quà nhỏ màu trắng. Đại sảnh khách sạn Á Châu. Đường Khả Hinh vừa bước đi vừa hỏi Tiêu Đồng về chuyện Nhã Tuệ trở về hỗ trợ lấy khẩu cung, sau đó nghe được một loạt tiếng bước chân, cô có chút ngạc nhiên quay đầu sang lập tức nhìn thấy Trang Hạo Nhiên dẫn đám người Lâm Sở Nhai, vẻ mặt căng thẳng và lo lắng đi tới, trong lòng của cô ấm áp, không khỏi mỉm cười, mới vừa muốn nghênh đón, lại thấy Trang Hạo Nhiên đã đi thoáng qua bên cạnh mình, bước nhanh đi ra ngoài cô sững sờ, không thể tin nổi xoay người nhìn bộ dáng trang hạo nhiên lo lắng đi ra ngoài, vừa đi vừa nghiêm túc nói với Lâm Sở Nhai, nhớ kỹ, một lát nữa lúc anh kiệt hát bài giai điệu tuôn chảy cho tinh xuyên nghe, cậu ngàn vạn lần không được sai nhịp. Phải biết rằng nhịp điệu của cậu phối hợp với tiếng hát của cậu ta vô cùng quan trọng. Tốt, bộ dạng Lâm Sở Nhai vô cùng nghiêm túc. Bọn họ, chấm ngoặc kép, đường khả hình chỉ vào bóng dáng bọn họ mau nhanh chóng đi ra ngoài, có chút tức giận nói, bọn họ muốn làm gì vậy? Tiêu đồng bật cười bất đắc dĩ nói, xem ra tổng giám đốc trang của chúng ta thật sự động chân tình rồi, sáng sớm hôm nay đã bắt đầu tổ chức biểu diễn ca nhạc, nói muốn hát cho Tinh Xuyên nghe, muốn cảm động trái tim lạnh lẽo của Tinh Xuyên, biết cuộc đời của cô ấy có rất nhiều chuyện xưa. Nhưng Tổng Giám Đốc Trang xin cô tin tưởng anh ấy nhất định sẽ mến yêu cô cả đời, đời đời kiếp kiếp, làm trâu làm ngựa, vĩnh viễn không chia cách. Đường Khả Hinh hết ý kiến, nhìn người kia dứt khoát đã nhảy lên Audi pipic của mình, nổ máy xe lao đi, cô cười một tiếng mất hồn nói, trên thế giới này, tại sao có thể có loại người như thế chứ? Dáng dấp đẹp trai, có tiền, tại sao lại như thế? Tiêu đồng cũng không nhịn cười nói, anh ấy nói mình là chiến sĩ chinh phục tình yêu. Nhưng mà lần này có thể anh ấy sẽ bị thương. Có ý gì? Đường khả hình quay đầu, nhìn tiêu đồng ngạc nhiên hỏi. Tiêu đồng nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không nói rõ nguyên nhân, chỉ đỡ nhẹ khả hình đi về phía trước ánh mặt trời hoàng hôn sắp lặn nhanh chóng chìm xuống mặt biển bầu trời đêm như bị nhà ảo thuật cầm đũa phép vèo một cái khắp bầu trời đen bắt đầu lóe lên ánh sáng rực rỡ ánh đèn neon nhiều màu sắc không ngừng nhấp nháy chiếu chiếu sáng tuyệt đẹp xe hơi nhanh chóng chạy như bay ở trên đường phố ồn ào náo nhiệt trong chợ đêm các tiểu thương người bán hàng rong bắt đầu bày bán rất nhiều thứ linh tinh có bao điện thoại đồ trang sức mỹ phẩm nhỏ nhỏ còn có nghệ sĩ guitar đường phố mặc t-shirt cách tân, đội nón len màu đen, đang cầm guitar xúc động hát, anh thật sự chỉ có hai bàn tay trắng. Audi pipic nhanh chóng dừng ở trước cửa thẩm mỹ viện, nhìn ánh mắt tiên nữ mơ mộng trong áp phích tỏa sáng lấp lánh trong màn đêm, Trang Hạo Nhiên lập tức đi xuống xe, nhìn bốn người lâm sở nhai đã nhanh chóng cải microphone, lấy nhạc cụ và cái loa nhỏ ra, Trang Hạo Nhiên thật căng thẳng cua tay múa chân nói cao một chút, thấp một chút, tốt. Cứ như vậy đi, hình ảnh này hấp dẫn rất nhiều người đi đường, bọn họ tò mò đứng ở một bên, nhìn bốn người cao lớn, trai đẹp, trong tay từng người cầm nhạc cụ và microphone, nhìn chăm chú về phía viện thẩm mỹ, liếc mắt nhìn nhau rồi cùng nhau gật đầu. Lâm Sở Nhai lập tức cầm saxophone, khom eo, cúi đầu, như nghệ sĩ biểu diễn đường phố rất thâm tình chậm rãi thổi lên giai điệu tuôn chảy. Tô Lạc Hoành cũng mang đàn điện tử, bắt đầu xúc động trình diễn. Tâm trạng của khối Băng sơn lãnh mặc hàn thật sự hết sức không tốt lắc lắc chuông. Gần đây trong nhà tới một con gián nhỏ. đã hơn một tháng anh không nấu cơm ở trong nhà, chính là muốn bỏ đói con gián này. Nhưng ngày hôm qua anh phát hiện con gián này lại còn không chết. Nghĩ đến chuyện này, sắc mặt của anh càng nguội lạnh lắc lắc chuông. Oh, my love, -E darling. -E Tào Anh kiệt tay cầm microphone bắt đầu nhìn về phía viện tiệm thẩm mỹ rất tình thâm chân thành biểu diễn, vừa hát vừa nhìn nhân viên tiếp tân trong tiệm. Bọn họ kinh ngạc nhìn mấy trai đẹp ở ngoài tiệm đang suy nghĩ không phải là lái xe thể thao quý báu đến đòi ăn chứ. Cái thứ cậu ấm chết tiệt. Lúc này Trang Hạo Nhiên giống như một người đàn ông vô cùng phong độ, tay cầm một bó hoa hồng xanh, đứng ở trước cửa thẩm mỹ viện, giống như tình thâm từ 3.000 năm trước cất tiếng gọi tinh xuyên, tôi tới đây. Nhân viên tiếp tân nghe xong lập tức loạn choạng chạy lên lầu, kêu to tinh xuyên. Xảy ra chuyện lớn. Audio điện tử võ tấn bền. Chuyện gì? Tinh Xuyên mặc một váy ngắn cúp ngực màu xanh dương, mang giày màu đen quá gối, mới vừa giúp người xăm toàn thân xong, rửa tay, tóc dài phất phới đi ra ngoài, thấy nhân viên tiếp tân chạy tới kêu mình, liền ngạc nhiên hỏi. Chị mau đi xuống nhìn đi, chấm than ngoặc kép, nhân viên kia lớn tiếng gọi. Tinh Xuyên nghe vậy có chút ngạc nhiên hỏi, chuyện gì lại hốt hoảng như vậy? Lúc này, cô đã nghe được dưới lầu truyền đến giai điệu tuôn chảy rất xúc động, cô nghi ngờ suy nghĩ một chút, liền ném khăn tay, đi xuống cầu thang xoắn ốc, đi qua đại sảnh trang nhã, đi ra cửa tiệm, đột nhiên nhìn thấy trang hạo nhiên mặc tay trang màu trắng, giống như bạch mã hoàng tử trên trời dáng xuống trần gian, đang cầm một bó hoa hồng xanh. Tình thâm nhìn mình, cô sướng sờ, lại nhìn về phía bốn đàn ông cao lớn như trâu bò ở phía sau anh, không ở nông trại lạ lại nổi điên chạy tới nơi này, cô chừng mắt chán ghét. Âu mai lắp, chấm ngoặc kép, tào anh Kiệt thấy tinh xuyên xuống, anh biểu diễn rất cảm động. Trang hạo nhiên nhìn tinh xuyên tối nay mặc váy ngắn cúp ngực màu xanh đen, mang giày bút, tóc dài phất phới, anh thoáng cảm động cười nói, thân ái, tôi tới đây. Đây là ban nhạc tôi đặc biệt sắp xếp cho cô, cô thích không? Chúng tôi đã tập cả ngày. Phốc, rất nhiều người đi đường đều bật cười. Vẻ mà tinh xuyên lạnh lùng lùng ôm vai, nhìn người này vô cùng buồn nôn đứng ở trước mặt của mình, ánh mắt của cô chợt lóe, cao mày nói, vị tiên sinh này, Bài giai điệu tuôn chảy là người chết hát cho người sống nghe. Anh chết trước rồi hãy nói. Cô nói còn chưa dứt lời, người đã nhẹ nhàng hết tóc, muốn đi vào trong tiệm. Hi, chấm than ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên lập tức cầm hoa ngăn ở trước mặt của Tinh Xuyên, hai mắt lộ ra một chút mập mờ vui vẻ, vô cùng đáng yêu nói, nguyên nhân tôi để cho bọn họ tới chính là để cho cô nghe tiếng lòng tôi một chút, đồng thời cũng để cho cô hiểu, bọn họ không bình thường, tôi mới là bình thường. Tinh Xuyên nhíu mày, nhưng mặt nhìn này bốn người đàn ông đang biểu diễn rất xúc động, vẻ mặt mọi người biểu hiện rất trung thành, rất điên cuồng, cô nở nụ cười. "Thân ái, tôi biết hôm nay tôi làm như vậy có chút mạo muội, nhưng tôi vẫn muốn làm như vậy, bởi vì lần đầu tiên sau khi tôi nhìn thấy cô, tôi đã yêu cô." Chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên xúc động nói, "Tôi muốn nói, cho dù xảy ra chuyện gì, chỉ cần cô chấp nhận ở bên tôi, tôi sẽ vĩnh viễn đối xử tốt với cô, ngậm cô trong miệng, nâng niu cô trong lòng bàn tay." ngày ngày làm công chúa. Em trai, cậu xem chị đây như công chúa, có thể chưa đủ kinh nghiệm hay không? Tinh xuyên không nhìn người đàn ông này, nói. Mẹ nó, lại là vấn đề tuổi tác. Trang hạo nhiên đã sớm có chuẩn bị bật cười nói, bảo bối, tôi cưới một người trẻ tuổi, cô ấy sẽ già, ai mà không già, nếu tôi từ chối một người phụ nữ lớn tuổi, như vậy tôi không xứng có được tình yêu. Tốt, chấm than ngoặc kép, người đi đường lập tức vỗ tay, Cả phố xá náo nhiệt vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Trang Hạo Nhiên thật sự rất cảm động nhìn mọi người, muốn nói hôm nay tôi đoạt được giải thưởng này, tôi muốn cảm ơn bản thân mình. Chấp nhận tôi đi, tôi thật lòng muốn lui tới với cô, cho dù sau này như thế nào, cho dù sinh lão bệnh tử, cho dù giữa chúng ta có bao nhiêu trở ngại, tôi tin chúng ta nhất định sẽ nắm tay vượt qua trở ngại, đi về phía cuộc sống hạnh phúc. Chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên lại xúc động nhìn về phía Tinh Xuyên, tốt chấm than ngoặc kép, người đi đường vỗ tay, cuồng nhiệt nói, nói rất hay. Rất tuyệt vời, chấp nhận anh ấy đi. Trang hạo nhiên được mọi người ủng hộ, anh cười thật đáng yêu, gửi nụ hôn gió với mọi người, cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người. Tinh xuyên tiếp tục ôm vai nhìn người đàn ông này, thân cao 1m9, rất phong độ, đẹp trai nghiêm nghị, ánh mắt giống như vì sao trong đêm tối, cô miễn cưỡng mở miệng nói, tôi nói. Lúc anh theo đuổi chị tôi cũng dùng chiêu này sao? Trang Hạo Nhiên cười, có chút ngượng ngùng nói, không khác lắm. Chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên có chút không phản ứng kịp ngẩng đầu nhìn này khuôn mặt xinh đẹp của tinh xuyên lộ ra quyến rũ tự nhiên, trong đầu đột nhiên thoáng qua hình ảnh một người phụ nữ khác, anh sụp đổ kêu, a Mẹ, một cặp xanh đôi, một nam một nữ 14 tuổi đột nhiên lao ra đám người, bật cười khanh khách nhào về phía mẹ, kêu to, mẹ, chúng con rất nhớ mẹ. Tinh xuyên có chút vui vẻ kho người xuống ôm cặp song sinh, cười nói mẹ cũng nhớ các con ở nước anh có gặp cha không ông ấy và mẹ mới có khỏe không khỏe cặp song sinh vui vẻ ôm mẹ a à, chấm ngoặc kép trang hạo nhiên chừng con ngươi giống to một tiếng suýt chút nữa đã bất tỉnh cái gì đường khả hình ngồi ở trên ghế ngồi trong một phòng hóa trang vô cùng trang nhã mặc áo ngủ màu xanh dương để cho nhà tạo mẫu ở sau lưng làm tóc cho mình cô ngẩng đầu lên khiếp sợ nhìn về phía tiêu đồng nói Cô nói Tinh Xuyên là em gái ruột của bạn gái trước của Tổng Giám Đốc Trang, còn là một người mẹ đơn thân, hơn nữa cô ấy còn thích phụ nữ. Không thể nào. Cô lập tức trừng lớn con ngươi nhớ tới đêm hôm đó, Tinh Xuyên đến gần thân thể mình thì có cảm giác mập mờ làm cho cô lập tức đỏ mặt lên. Tiêu Đồng không nhịn được bật cười nói, đúng vậy, Tổng Giám Đốc Trang vĩ đại của chúng ta hiện tại đang nhốt mình, chuẩn bị biến mất 3.000 năm. Trời à! Vậy ngày mai anh ấy có tham gia tiệc sinh nhật của Tô Thủy Kỳ với tôi không?" Đường Khả Hinh lo lắng hỏi. Tiêu Đồng nhìn về phía Đường Khả Hinh nói, "Khả Hinh, mặc kệ ngày mai tổng giám đốc chúng ta có thể tham gia tiệc sinh nhật của cậu chủ Tô hay không, cô cũng chỉ có thể một mình tham gia bữa tiệc này." "Tại sao?" Khả Hinh ngẩng đầu lên hỏi. Tiêu Đồng cúi đầu, cười nói, "Bởi vì cậu chủ Tô mời tiệc là mời cá nhân cô." "Có ý gì?" Đường Khả Hinh không hiểu thật ra thiệp mời gửi đến nhà cô, là Tổng Giám Đốc Trang yêu cầu trong phủ thủ tướng phát thiệp mời đưa đến Hoàn Cầu. Anh ấy muốn để cho cô làm vai chính một lần, Tiêu Đồng cười nói. Đường Khả Hinh ngây người như phóng, trong lòng có chút ấm áp nhìn Tiêu Đồng nói có thật không? Tiêu Đồng không nói nữa, mà xoay người, từ trong hốc tủ lấy ra một hộp đóng gói màu trắng, nhẹ nhàng đặt xuống ở trước mặt của Đường Khả Hinh, nói đây là một phần quà nhỏ hôm nay Tổng Giám Đốc chuẩn bị cho cô đường khả hình có chút ngạc nhiên nhìn cô một cái cảm thấy tò mò đưa ngón tay ngọc thon dài khẽ kéo sợi dây màu hồng phía trên mở nắp hộp màu trắng đột nhiên nhìn thấy một chiếc điện thoại di động màu trắng nằm ở trong dãy duy băng màu tím có vẻ rất đơn giản xinh đẹp cô nở nụ cười cảm động hốc mắt đỏ bừng kích động đưa tay cầm nhẹ chiếc điện thoại di động kiểu dáng mới nhất muốn mở ra chợt nhìn thấy trên màn hình điện thoại màu trắng là một nửa khuôn mặt của một cô gái đang ngủ say hình ảnh đã xử lý thành màu vàng lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của cô giống như chú heo con màu hồng, thật đáng yêu. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, đường khả hình không nhịn được bật cười, hai mắt ngân ngấn nước mắt, nhớ tới hôm nay lúc cùng anh đi ra ngoài, mình ngủ thiếp đi, nhất định là chụp ảnh khi đó, cô lại không nhịn được bật cười, nhìn mình ngủ say trong màn hình, suy nghĩ lúc người đàn ông này chụp hình cho mình, khẳng định rất tỉ mỉ tìm đúng góc độ, mới lấy được lông mi dài như vậy, đáng yêu như vậy thậm chí cô còn nhìn thấy được ánh mắt dịu dàng và hài hước của Trang Hạo Nhiên. Trong lòng của cô chậm rãi ấm áp, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời sao phía ngoài cửa sổ, giống như thấy người kia đang nói với mình, mỗi người đều là vai chính trong cuộc đời mình, chỉ cần cô dụng tâm diễn vai mình thích là đủ rồi. Giống như cô nghe được câu này, đột nhiên mỉm cười, suy nghĩ xem anh đang ở nơi nào. Khách sạn Á Châu. Khuôn mặt Trang Hạo Nhiên rất thối, không để ý mấy cầm thú sau lưng sải bước đi về phía chiếc xe của mình. Ánh đèn bên trong xe chợt lóe lên, máy chống trộm mở ra. Trang hạo nhiên tức giận ngồi vào trong xe, kéo thắt dây an toàn, xoay vô lăng vừa muốn lái xe, lúc này mới phát hiện hộp tủ trong xe, cái nút đèn thật nhỏ không có khóa, anh chớp mắt một cái, liền vươn tay ấn nhẹ xuống cái nút, hộp tủ chậm rãi mở ra, một cái hộp màu trắng trang nhã xuất hiện trước mặt của mình, anh sững sờ, liền vươn tay thò vào trong hộp, lấy cái hộp im lặng mở ra, Thật sự là chiếc cà vạt mình muốn hôm nay, anh đột nhiên mỉm cười, nhớ tới hôm nay Đường Khả Hinh mở mui xe, mình tức giận đi ra ngoài trước, để lại cô ở trong xe. Anh cẩn thận nhìn cái hộp này, phát hiện nó hơi ướt, hai mắt của anh thoáng qua dịu dàng, nhìn chiếc cà vạt nằm yên bên trong, anh thở dốc một hơi, mới ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầy sao, sâu kín nói, "Đường Khả Hinh, ngày mai, cố gắng lên." Sáng sớm, hạt xương còn đọng trên ngọn cỏ non xanh nhạt, lấp lánh trong suốt Chim nhỏ díu rít bay qua đầu cành. Hôm nay giống như là sự kiện trọng đại của thành phố, không phải là chuyện lớn của tất cả cô gái độc thân khiến người ta động lòng trong thành phố, nghe nói hôm nay là sinh nhật của Tô Thủy Kỳ, cháu yêu của thủ tướng, nghe nói anh là nhà tạo mẫu đẹp trai, tao nhã, đầy bí ẩn, đã từng là bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng nhất cả nước, hiện tại đang quản lý điều hành 37 cửa hàng tạo mẫu trong cả nước, trước mắt lập kế hoạch mở chi nhánh ở Pháp. Anh Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và các đô thị thời trang khác, tất cả nhà thiết kế Paris đều sẵn sàng đưa tác phẩm của mình trưng bày vào chuỗi cửa. Hàng thời trang này, nhưng điều này chỉ dựa vào huyền thoại cá nhân của một cậu ấm chưa đầy 30 tuổi, chứ chưa nói hoàn cảnh gia đình hiền hách của anh là cháu trai của thủ tướng, đã làm cho anh vạn người không bị kịp, cha là tổng giám đốc công ty bất động sản, nghe nói cả nước, ngẩng đầu là nhìn thấy phòng ốc của nhà họ tô, chưa kể tới mẹ là nhà cung ứng tơ lụa lớn nhất cả nước, cũng là hội trưởng hiệp hội sản xuất tơ lụa trong nước, tại Trung Quốc có tiếng là người đàn bà thép, hiện tại chị gái hỗ trợ cha mẹ trông coi sự nghiệp khổng lồ. Nhưng người thân cận của nhà họ Tô đều hiểu, tương lai kế thừa sự nghiệp hẳn là Tô Thủy Kỳ không thể nghi ngờ. Cho nên, anh chính là người đàn ông đầy kiêu hãnh. Tô Linh, cháu gái của thủ tướng được bình chọn là danh viện đẹp nhất cả nước, nổi tiếng hào phóng khéo léo, xinh đẹp hấp dẫn, tích cực với việc xã giao, nhiều lần đảm nhiệm hình tượng đại sứ từ thiện cả nước. Bên ngoài đều biết cô và em trai có tình cảm sâu sắc, quan tâm nhất là chuyện lớn cả đời của em trai, cho nên lần này nghe nói cô sẽ mời Thiên Kim danh viện xinh đẹp toàn thành phố, chọn lựa vợ cho em trai, mà khiến cho nhà họ Tô hài lòng chính là cố tình, Thiên Kim của nhà họ Cố sản xuất kinh doanh xe hơi. Nhưng chuyện duyên phận cho dù người ngoài lựa chọn như thế nào, lựa chọn cuối cùng vẫn quyết định bởi cậu chủ Tô, nghe nói anh là người vô cùng chủ kiến. Thiên Kim toàn thành phố nhận được thiệp mời tham gia tiệc sinh nhật của cậu chủ Tô lần này đều có cảm giác kích động và vinh hạnh, chính giới nổi tiếng cũng vì nhận được thiệp mời nhà họ Tô mà cảm thấy vinh dự. Ánh mặt trời chiều dường như không kịp chờ đã chìm xuống mặt biển, thuyền buồm bắt đầu nhanh chóng thu buồm. Bốn phía câu lạc bộ á châu sáng lên ánh đèn rực rỡ, ở đại sảnh giám đốc tự mình cầm bộ đàm, hô to, mở đèn. Vừa dứt lời, trên con đường hoa hồng dẫn tới đại sảnh câu lạc bộ cứ ba bước treo ngọn đèn lồng màu đỏ theo truyền thống lễ tiết của Trung Quốc người đàn ông trẻ tuổi ăn mừng sinh nhật không thể quá phô trương để tránh giảm phúc thọ đặc cảnh và đội an ninh câu lạc bộ Á Châu tự mình tiến vào câu lạc bộ vì sự long trọng tối nay Tưởng Thiên Lỗi đích thân hạ lệnh đóng tất cả khu ăn chơi ở phía tây mỗi vị khách tiến vào câu lạc bộ đều phải kiểm tra thân phận chuyển tài liệu cá nhân đến cục an toàn quốc gia tối nay sẽ rất sáng rỡ cho nên đích thân kiểm tra xe của tổng giám đốc chậm rãi chạy tới trước đại sảnh câu lạc bộ Á Châu. chương 237, tiệc sinh nhật. Tối nay tưởng thiên lỗi mặc tây trang kẻ sọc màu đen, vạt áo trước cài bông hoa tơ tầm màu trắng, đeo cả vạt màu bạc, điềm nhiên đi xuống xe, vừa lạnh lùng cài cúc áo tây trang, vừa đi xuống xe, Trần Tuấn Nam, Thấm Quân Dụ, Đông Anh và các thư ký khác theo phía sau anh, cùng nhau đi tới đại sảnh Á Châu. Tưởng thiên lỗi vừa đi vừa lạnh lùng hỏi, các bộ phận đều chuẩn bị xong chưa? Vâng, tối nay chúng ta phối hợp với Tô Tiểu Thư, sẽ tổ chức biểu diễn nhiều tiết mục đặc sắc, trong đó có múa Phật Đăng, biểu diễn mì trường thọ, biểu diễn pháo hoa, tất cả đều phối hợp hết sức thuận lợi. Lần này có sự ủng hộ mạnh mẽ của Tô Tiểu Thư, biết chuyện thị trường phu nhân rơi xuống biển khiến cho danh tiếng của câu lạc bộ bị thiệt hại cho nên đặc biệt tổ chức bữa tiệc nơi đây. Chắc rằng tối nay có rất đông ký giả, đây là một ngày quan trọng, một cơ hội tuyệt vời để cho câu lạc bộ Á Châu chúng ta cứu vãn danh tiếng. Chấm than ngoặc kép. Trần Tuấn Nam mỉm cười nói. Nhân viên lựa chọn như thế nào? Tưởng Thiên Lỗi lại lạnh giọng hỏi. Bởi vì bữa tiệc lần này tập trung cả nước, cho nên tất cả nhân viên của chúng ta đều trải qua ba lượt sàng chọn, bảo đảm không có sơ suất. Trần Tuấn Nam nói. Chuyện phòng spa chạm điện điều tra như thế nào rồi? Thấm quân dụ vừa đi vào trong, sắc mặt nghiêm túc nói, đã toàn điều tra toàn diện, theo dõi camera từ buổi trưa hôm nay tới lúc giữa hoàng hôn, chúng tôi phát hiện một chuyện rất kỳ lạ nói tưởng thiên lỗi dẫn mọi người đi vào đại sảnh tất cả nhân viên làm việc và nhân viên an ninh câu lạc bộ cùng chào hỏi thấm quân dụ nói dường như anh ta muốn giết cũng không phải khách của phòng mẫu đơn tưởng thiên lỗi đứng tới trước cầu thang xoắn ốc dừng bước lại xoay người nhìn về phía thấm quân dụ nói không phải người phòng mẫu đơn vâng thấm quân dụ lạnh giọng nói tôi mới vừa tự mình đến hiện trường xảy ra chuyện nhìn rồi phát hiện dây điện của anh ta thông qua điện áp phi xử lý giảm điện áp đến 100kV, nếu quả thật muốn giết người, không thể nào giảm sức ép, mà tôi phát hiện một hộp điện bị lỏng lẻo gần lối vào hồ tắm phòng Bạch Ngọc Lan, tôi liền mở ra xem, quả nhiên phát hiện đầu dây điện bên trong bị người động tới. Ồ, Trần Tuấn Nam bật cười nhìn về phía anh nói, anh đều nhìn mỗi gian phòng sao. Kiểm tra tỉ mỉ như vậy. Không có, thấm quân dụ lạnh lùng nói, tôi chỉ biết đường khả hình ở tại gian phòng đó, nên kiểm tra trước. Tại sao? Trần Tuấn Nam cố ý hỏi. Tưởng Thiên Lỗi im lặng không lên tiếng, nghĩ tới chuyện gian phòng Bạch Ngọc Lan, xoay người đi lên cầu thang xoắn ốc, thấy sảnh tiệc lầu hai cánh cửa chính kim loại đang đóng lại chặt kín, anh nhìn cánh cửa này một cái, sắc mặt hơi nặng nề, tự mình dẫn đám lãnh đạo cấp cao, xài bước đi về phía cửa chính sảnh tiệc. Nhân viên tiếp tân mặc sườn xám màu trắng ngà đứng ở hai bên cửa chính nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi tới, ngay lập tức mỉm cười đưa ngón tay thon trống trên cửa, lấy tư thế tao nhã đẩy cửa chính ầm ầm mở ra sảnh tiệc 3.000 mét vuông, trang trí sang trọng và cổ điển, khắp nơi có thể nhìn thấy giỏ hoa hồng trắng, ở giữa đặt đèn cầy sinh nhật nhỏ nhỏ, đúng lúc thử đèn cho nên từng chén đèn cầy nhỏ giấu ở trong giỏ hoa nhấp nháy ánh sáng rực rỡ. Nhân viên phục vụ xếp thành đội ngũ chỉnh tề, nâng trái đào mừng tuổi thật to được làm từ bột ngọc trai, nhanh chóng trật tự đặt ở giữa bàn tiệc thật dài màu trắng, bên trong trái đào mừng tuổi có chứa các món ăn chân quý, bao gồm chân giò hun khói kim hoa hảo hạng, bao ngư, tôm hùm thịt, còn có các loại sơn hào hải vị chân quý khác. Năm nay Tô Linh yêu cầu làm nhân của đào mừng tuổi không chứa thức ăn chay giống như năm trước, bởi vì chỉ có mã bề ngoài, ăn vào không ngon, cuối cùng tiếc núi vứt bỏ, như vậy cũng quá xa xỉ lãng phí, cho nên đào mừng tuổi năm nay, mời được sư phụ làm đào nổi tiếng nhất tự mình ra tay, chỉ thấy mỗi trái đào mừng tuổi trông rất sống động, giống như đào tiên thật, một loại mùi thơm đào tiên thiên nhiên lan tỏa cả sảnh tiệc. Giám đốc câu lạc bộ quách bác siêu nhìn thấy tưởng thiên lỗi tới, lập tức dẫn tất cả quản lý bộ phận sảnh tiệc, bộ phận rượu, bộ phận phục vụ, chuyên gia hầu rượu và đầu bếp trưởng cùng các đầu bếp hàng đầu dối giết tiến lên chào hỏi, mà mỗi bộ phận cùng phó quản lý gần trăm người chia ra ở các nơi nhìn về phía tưởng thiên lỗi khom lưng chào hỏi. Tưởng thiên lỗi cũng không lên tiếng, chỉ dẫn mọi người đi lướt qua một vòng, quan sát khu vực tiệc rượu, khu vực sàn nhảy, còn có khu vực biểu diễn, cũng thử hiệu hiệu của tất cả vũ điệu, lại rời bước đến khu tiệc đứng phía sau bức tường, nhìn nhân viên đang nhanh chóng mang lên từng cái đĩa thủy tinh sạch sẽ sáng bóng, rồi đứng một bên không người chào hỏi tưởng thiên lỗi, tưởng thiên lỗi im lặng đi tới trước khu vực ăn uống, đưa tay cầm một cái ly cao cổ trong đó, nhẹ xoay tròn thân ly, quan sát độ trong suốt của nó. Hai lòng mới thả xuống. Nhân viên bộ phận rượu lập tức tiến lên, đem cái ly tưởng thiên lỗi đã cầm đặt xuống xe thức ăn, rửa lại một lần nữa, thả lại chỗ cũ. Tưởng thiên lỗi nhanh chóng đến vị trí ngay chính giữa bàn dài, nhìn thấy hai bộ tách nho nhỏ trên bàn, lộ ra ánh sáng nhàn nhạt cổ kính, phía trên mặt bàn đặt một bao bột thượng đẳng, còn có một tấm bảng nhỏ màu vàng, ngay chính giữa tấm bảng, từng có vết cắt xoay tròn, hai mắt của anh khẽ đảo một vòng, duỗi ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mặt tấm bảng mừng tuổi nổi tiếng, nhớ tới ánh mắt khiêu khích của Tô Thủy Kỳ, anh chớp mắt một cái, liền xoay người, nói, ừm, bắt đầu đi, kiểm tra đạt yêu cầu, tất cả mọi người lập tức thở phào nhẹ nhõm, chỉ thấy quách bác siêu lập tức cầm bộ đàm hướng về phía các bộ phận hưng phấn nói, 7 giờ 59 phút. Bữa tiệc bắt đầu. Vâng, chấm than ngoặc kép, các bộ phận lập tức hưởng ứng. Bùm 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 bùm, chấm than ngoặc kép, cả con đường lớn hoa hồng tới cửa chính câu lạc bộ Á Châu, đột nhiên bùng lên pháo hoa rực rỡ, trói loại phóng lên không chung, mà ban tổ chức câu lạc bộ đua ngựa, còn có các ký giả. Nghe nói tối nay chuẩn bị tổ chức tiệc sinh nhật cho cháu trai của Thủ tướng, hết sức tò mò văn hóa Trung Quốc, Sơ lên cao ống nhòm xem náo nhiệt, thậm chí có không ít ký giả trong và ngoài nước chụp được cảnh tượng vui mừng này, trong lòng cảm thán văn hóa Trung Quốc nhiều màu sắc, làm cho người ta bị hấp dẫn. Lúc 8 giờ tân khách nhanh chóng có mặt, vô số thiên kim tiểu thư, trong từng làn pháo hoa rực rỡ, mặc dạ phục khéo léo, đoan trang, hào phóng, đi cùng cha mẹ, tự hào bước trên thảm đỏ, dọc theo con đường lớn hoa hồng, đi về phía bốn trụ đèn đại sảnh câu lạc bộ chỉ thấy ở giữa đài phun nước trước đại sảnh đang phun ra ngọn nước bảy màu lấp lánh, phun lên cả đêm như thế. Một chiếc xe Mercedes màu đen phiên bản dài, chậm rãi dừng ở trước câu lạc bộ Á Châu. Nhân viên tiếp tân khách sạn mặc đồng phục màu trắng, mang bao tay trắng, lập tức mở cửa xe cho vị tiểu thư. Cố Tình mặc bộ lễ phục cúp ngực màu xanh dương đáng yêu, đeo chân châu màu trắng, buộc bím tóc nhỏ hai bên, toàn bộ dùng chân châu cố định chặt, vùng trán bên trái đội chiếc mũ màu trắng kiểu Anh viền nón cắm một cây lông dài màu trắng, hết sức tinh xảo động lòng người, cô mang bao tay màu xanh dương, tay cầm túi sách sanen, ở trong ánh đèn flash ngọt ngào nheo mắt một mí bật cười, hết sức xinh đẹp đáng yêu. Hai người trưởng bối nhà họ cố cũng đi xuống xe, cố tình lập tức nhẹ nhàng đi đến bên cha, đôi tay cất vào trong cánh tay cha, cùng bước đi về phía trước. Một chiếc Rolls Royce màu trắng chậm rãi dừng ở thảm đỏ trước. Tối nay nhậm tử hiền mặc váy dài màu da gợi cảm, búi tóc thật cao, diện phong cách thời trang Paris đang thịnh hành năm nay, tay cầm túi sách Gucci, đeo đồ trang sức kim cương hàng triệu đô, vẻ mặt vẫn kiêu ngạo bước đi về phía trước. Một chiếc xe hơi màu đen chính phủ chậm rãi dừng ở trước thảm đỏ. Tần Vĩ Nghiệp mặc tây trang màu xám cho, bước nhanh xuống xe, mở cửa xe bên kia đỡ vợ. Tối nay như mặt mặc váy dài điểm cánh hoa hồng xanh, vén lên mái tóc bồng trang nhã, đeo vòng tay pha lê, trên cổ đeo một dây chuyền kim cương vô cùng linh động, mỉm cười theo chồng, đi về phía thảm đỏ thật dài. Pháo hoa vẫn nở rộ, tân khách đi dọc theo thảm đỏ thật dài đi về phía trước. "Thủ tướng, người Tô phủ đến." Có người hô to. Tất cả tân khách đang muốn đi về phía trước, lập tức chia ra ở hai bên thảm đỏ, trong ánh đèn lồng màu đỏ chập chờn, sau lưng pháo hoa rực rỡ, dối rít vỗ tay. Một chiếc xe chính phủ chậm rãi dừng ở thảm đỏ. Đặc cảnh lập tức tiến tới gần, sẵn sàng đợi lệnh, vệ sĩ thân cận lập tức mở cửa xe cung kính gọi thủ tướng. Ừ, chấm ngoặc kép, âm thanh trầm thấp vang lên, thủ tướng mặc tây trang màu đen, vẻ mặt hiền lành đi xuống, hai mắt già nua vẫn lấp lánh có thần, nhìn cảnh sang trọng xung quanh, mặc dù hài lòng nhưng vẫn lắc đầu một cái, mỉm cười nói, vẫn còn quá xa xỉ rồi. Ông nội, chấm than ngoặc kép, tô linh từ chỗ ngồi của mình, mặc sườn xám màu hồng bó sát người, cổ đeo dây truyền ngọc trai quý giá, tay cầm túi sách sanen. núng nịu mỉm cười đi về phía ông nội, nói cháu không có dùng tiền của quốc gia. Đây là tiền riêng của cháu thật vất vả kiếm được, chi ra làm tiệc sinh nhật cho em trai cháu. Tô Thủ tướng chỉ mỉm cười một cái, không nói gì. Đi theo sau là cha mẹ Tô, Tô Vân Tường và Chu Anh, cùng nhau mỉm cười đi xuống xe, hướng về phía cha khẽ cúi đầu. Tô Thủ tướng nhìn bọn họ một cái, mới mỉm cười hỏi, sao không thấy Ricky? Tô Linh lui về phía sau liếc mắt nhìn, có chút nghi ngờ nói, lúc nảy xe của cậu ấy còn đi theo phía sau cháu, tại sao bây giờ không thấy? Chiếc Rolls-Royce màu trắng phiên bản dài, ở trong màn đêm chậm rãi chạy về phía trước. Tô Thủy Kỳ mặc tây trang màu trắng, trước vạt áo cài bông hoa hình cánh chim, cổ áo mở ra, rất phong cách, lịch lãm, hấp dẫn ngồi ở sau xe, vẻ mặt cô đơn cầm điện thoại di động, ngón cái nhẹ nhàng trượt nhẹ số điện thoại của Nhã Tuệ, nhớ tới nụ cười dịu dàng xinh đẹp có chút dí dỏm của Đường Khả Hinh lộ ra một chút tư vị cô vợ nhỏ, anh không nhịn được cười, nhưng nghĩ tới đến tối nay cô không đến, tim của mình xẹt qua một chút ảm đạm, anh thở dốc một hơi, quay đầu nhìn về phía câu lạc bộ Á Châu gần trước mắt. Pháo hoa rực rỡ trong đêm tối nhưng trong lòng lại trống trải. Chương 238, tiệc sinh nhật 2. Cậu chủ Tô đến, chấm ngoặc kép, có người khẽ hô một tiếng. Thủ tướng và mọi người cùng quay đầu lại, Nhìn thấy Tô Thủy Kỳ ngồi chiếc xe chậm rãi dừng ở trước thảm đỏ câu lạc bộ Á Châu, một loạt ánh đèn flash mãnh liệt lóe lên giống như ban ngày, ánh kim loại của chiếc Rolls-Royce chiếu sáng lấp lánh. Mười mấy tên vệ sĩ nhà họ Tô lập tức tiến lên, ngăn chặn ký giả muốn xông tới, vệ sĩ thân cận của Tô Thủy Kỳ lập tức nghiêm túc tiến lên, tự mình kéo cửa xe ra. Tô Thủy Kỳ mặc tây trang màu trắng, ở trong từng loạt ánh đèn flash bước ra thảm đỏ, đẹp trai, lịch lãm, phong cách, lần đầu tiên xuất hiện trước mắt người ngoài. Các cô gái trên thảm đỏ nhìn thấy Tô Thủy Kỳ, cảm giác trái tim mình đập loạn, có một chút cảm xúc nho nhỏ len vào tim vì người đàn ông Tuấn Mỹ ở trước mặt, có chút mơ mộng về hoàng tử ngọt ngào làm cho sắc mặt của các cô lập tức hửng hồng, hai mắt không nhịn được dõi theo người đàn ông trước mặt. Nhưng đối diện với mọi thứ xung quanh, Tô Thủy Kỳ chỉ mỉm cười, nhẹ sửa lại cúc áo Tây Trang, bước lên thảm đỏ, đi về phía người nhà. Thủ tướng nhìn cháu trai rất phong độ đi tới, ông hài lòng mỉm cười, vô luận ở nơi nào, Thái độ xử sự, sự ôn nhu, chu đáo, thông minh, khiêm tốn của cháu trai vẫn luôn là cá tính ông thích nhất. Tô Thủy Kỳ mỉm cười đi tới trước mặt ông nội, vươn tay nhẹ dắt ông đi về phía trước. Tưởng Thiên lỗi nghe nói thủ tướng cùng người nhà họ Tô đã đến, lập tức dẫn tất cả lãnh đạo cấp cao tập đoàn Á Châu bước ra khỏi đại sảnh Á Châu, đi lên thảm đỏ thật dài, nghênh đón thủ tướng, cung kính xin lỗi nói, "Thủ tướng, Tô tổng cùng Tô phu nhân, Tô tiểu thư, cậu chủ Tô, thật sự xin lỗi, đã tới chậm." hôm nay lại để cho cậu bận rộn rồi chấm ngoặc kép thủ tướng mỉm cười nói tưởng thiên lỗi chỉ mỉm cười gật đầu tô thủy kỳ giống như không nhìn thấy anh chỉ nhìn về phía trước tô linh đứng ở bên cạnh ông nội tao nhã động lòng người mỉm cười nhìn về phía tưởng thiên lỗi nói tưởng tiên sinh một ngày kiếm tỷ bạc công việc bận rộn còn đích thân giám sát tiệc sinh nhật tối của ricky cả nhà chúng tôi thật sự rất cảm động tôi đại diện người cả nhà cảm ơn anh Tưởng thiên lỗi lập tức mỉm cười nói, tô tiểu thư, cô nói chuyện quá khách sáo, cô có thể để cho cậu chủ tô tiệc tổ chức tiệc sinh nhật ở câu lạc bộ Á Châu của chúng tôi, đây là vinh hạnh của chúng tôi. Tô Vân Tường cũng mỉm cười nói, mặc kệ như thế nào, lần này thật sự vất vả cho Tổng Giám Đốc Tưởng rồi. Tô tổ Tổng, ngài quá khách sáo, mời, chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi biết khách quý đứng lâu mệt mỏi, liền hơi nghiêng người giơ tay mời bọn họ đi về phía trước. Tô Linh vừa đi về phía trước, Vừa quay đầu nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của em trai, liền hơi nghiêng người tới gần nói, "Em trai, cậu làm sao vậy? Không thích chị tổ chức tiệc sinh cho cậu sao? Xem cậu có vẻ khó chịu, không vui." Tô Thủy Kỳ mỉm cười nhìn về phía chị nói, "Không phải, em rất thích." Tô Linh nghe vậy lập tức mỉm cười nói, "Chị tỉ mỉ chuẩn bị cho cậu, tối nay cậu chính là hoàng tử, có thể tùy ý chọn lựa công chúa của cậu." Tô Thủy Kỳ mỉm cười đi về phía trước. Nói, nếu như em chọn là cô bé lọ lem thì sao? Ánh mắt Tô Linh lóe lên một cái, mới cười nói, nếu cậu chọn lựa cô bé lọ lem, vậy chị thật muốn nhìn xem là một cô bé lọ lem như thế nào, tối nay cô bé lọ lem này có tới chưa? Không có tới." chấm ngoặc kép, Tô Thủy Kỳ nói đùa. "Thiệt sao?" Tô Linh cũng nói đùa với em trai. "Chú anh, người phụ nữ này bên ngoài cứng rắn, bên trong hết sức dịu dàng hào phóng, tối nay bà mặc sườn xám màu xanh nhạt." Đeo dây chuyền phỉ thúy màu xanh lục, ung dung quý phái mỉm cười nói, "Con đừng nghe nó nói bậy, mấy năm gần đây mẹ chưa từng nhìn thấy cô gái nó thật lòng tiếp cận, nhưng đứa bé Tình Tình kia thật đúng là làm người ta ưa thích." "Mẹ, nếu như mẹ ưa thích thì để cho làm con dâu đi. Gần đây con nhìn thấy Ricky và Tình Tình cũng thường tán gẫu điện thoại, sáng nay hai người vẫn còn tán gẫu." Tô Linh mỉm cười nói. Tô Thủy Kỳ chỉ mỉm cười một cái, liền dắt tay ông nội đi về phía trước. Tưởng thiên lỗi hơi chậm lại bước chân, nhưng mặt nhìn về phía vẻ mặt ẩn nhẫn của Tô Thủy Kỳ, con người anh khẽ chấp mới cùng nhau đi về phía trước. Lúc này tân khách đã ngồi đầy sảnh tiệc, tất cả đều là chính giới nổi tiếng, thiên kim danh viện, bọn họ dối giết nâng ly đứng ở khu sảnh tiệc, cầm kê vĩ tử, trò chuyện với nhau thật vui, có không ít khách nước ngoài, bao gồm cả chủ tịch hội đua ngựa cũng được mời tham gia, đối với bữa tiệc tối nay hết sức mong đợi, thậm chí còn cùng ly với Trần Tuấn Nam, cười to hết sức vui vẻ thủ tướng tới, có người nói nhỏ. Cả hội trường lập tức yên tĩnh lại, rất nhiều tân khách lập tức kê vĩ tử để xuống, cung kính đứng ở một bên, vẻ mặt lộ ra nụ cười nhìn về phía cửa chính của sảnh tiệc. Mười nhân viên tiếp tân xinh đẹp mặc màu trắng sườn xám mỉm cười đi vào trước, phân ra ở hai bên sảnh tiệc, đôi tay đặt dưới bụng trái, cung kính khẽ cúi đầu. Một loạt tiếng bước chân truyền đến. Suốt cuộc, nhìn thấy thủ tướng một nước, mặc tây trang màu đen, vẻ mặt hiền lành nhưng không mất uy nghiêm, dẫn người nhà họ Tô đi vào hội trường. Toàn trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Người nhà họ Tô nhìn tất cả tân khách, mỉm cười chào hỏi, Tô Thủy Kỳ lấy thân phận người chủ bữa tiệc sinh nhật, tiến lên hai bước, hướng về phía tất cả tân khách tao nhã mỉm cười gật đầu nói, "Cảm ơn các vị tham gia sinh nhật của tôi tối nay, cảm ơn mọi người." Toàn trường lại vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, tất cả tân khách kêu lên, "Sinh nhật vui vẻ." Tô Thủy Kỳ đứng trong sảnh tiệc xa hoa, ánh mắt dịu dàng lóe sáng như ánh sao trên bầu trời đêm, nhìn về phía tất cả tân khách nói cảm ơn. Thiên kim thiếu nữ toàn trường, có một số người chưa từng thấy qua Tô Thủy Kỳ tuyệt đối không ngờ rằng cháu trai của thủ tướng đẹp trai như vậy, nhất là trên người anh lộ ra phong cách quý tộc khiến cho các cô gái cảm thấy nhộn nhạo trong lòng, cố tình đứng ở đầu kia, dí dỏm nheo mắt một mí của mình nhìn Tô Thủy Kỳ, thậm chí bỏ bao tay, đưa ngón trỏ và ngón cái đặt ở trong môi, huyết sáo một tiếng. Tô Thủy Kỳ vừa muốn xoay người, nghe tiếng huyết sáo, anh chậm rãi quay đầu, nhìn về phía cố tình, hôm nay mặc quần áo theo phong cách của bản thân, rất dí dỏm đứng ở trước mặt của mình, sợi lông vũ trên mũ bay bay làm cho anh không khỏi bật cười, dịu dàng nhìn về phía cô. Tân khách chưa đủ, bữa tiệc sắp bắt đầu, mời thủ tướng cùng tô tổng, phu nhân, tiểu thư, cậu chủ rời bước đến chỗ ngồi khách quý vị nghỉ ngơi một lúc, tưởng thiên lỗi mỉm cười giơ tay. Tốt! Thủ tướng nghe xong liền mỉm cười rời bước đi vị trí hình vành khuyên ngồi xuống trên ghế salon đỏ thẫm, Tô Thủy Kỳ ngồi xuống bên cạnh ông nội, người nhà họ Tô ngồi xuống phía dưới bên phía trái, phía dưới bên phải là Tưởng Thiên Lỗi, Tần Vĩ Nghiệp cùng với các quan chức, Như Mạt ngồi ở bên cạnh chồng, dịu dàng nhìn Tưởng Thiên Lỗi một cái. Tưởng Thiên Lỗi chỉ nhìn cô một cái, phong độ mỉm cười liền tiếp tục trò chuyện với thủ tướng về việc liên quan tổ chức thành công cuộc đua ngựa. Như Mạt vẫn thật dịu dàng nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Cô thích nhất nhìn bộ dáng anh đầy hấp dẫn, nhất là đường nét khuôn mặt hoàn mỹ, càng nhìn càng động lòng. Lúc này Nhậm Tử Hiền mỉm cười tay cầm hộp nhung màu xanh dương đập, xinh đẹp phong tình đi tới trước mặt của Tô Thủy Kỳ, nhìn anh. Tô Thủy Kỳ ngẩng đầu lên nhìn cô một cái, lạnh nhạt đứng lên, nhìn cô bạn thân này. Nhậm Tử Hiền nhìn ánh mắt của anh, rốt cuộc có chút tức giận bản thân mình. Tô Thủy Kỳ cũng nhìn ánh mắt cô, hiểu ý của cô, hai người đồng thời không nhịn được bật cười nhậm tử hiền có chút tức giận mà đem hộp quà đặt ở trong tay của anh nói tặng anh trên thế giới này chỉ có tôi mới bị anh mắng như vậy còn có thể tha thứ cho anh tô thủy kỳ cầm hộp quà nhìn cô bạn thân mỉm cười nói thật ra người khác không biết miệng lưới cô rất tổn hại nhưng không quá làm người ta tức giận thôi đi nhậm tử hiền liếc anh tô thủy kỳ mỉm cười cúi đầu mở hộp quà ra thấy một cái chìa khóa anh ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía nhậm tử hiền Nhậm Tử Hiền nhìn về phía anh nói, nói thật, tôi rất ghét anh lái chiếc xe kia, cho nên mua cho anh một chiếc xe mới, một màu trắng như anh thích, tặng cho anh xe thể thao Lotus. Tô Thủy Kỳ dịu dàng nhìn về phía cô, chớ nhìn tôi như vậy, tôi không chịu nổi. Nhậm Tử Hiền cố ý không để ý tới anh. Tô Thủy Kỳ im lặng không lên tiếng, bước lên ôm lấy cô bạn thân, có chút áy náy thở dài nói, Tử Hiền, thật xin lỗi, ngày đó tôi rất kích động hai mắt nhậm tử hiền hơi đỏ bừng nói có thể là tôi không tốt sau khi tôi bình tĩnh lại có lẽ chuyện cai thuốc làm cho người ta rất cáu kỉnh tôi cũng cảm thấy chúng ta kích động tôi quyết định không cai nữa nếu như ông trời thật muốn tôi chết tôi sẽ chết đừng nói nhảm như thế tô thủy kỳ đau lòng ôm cô bạn thân nói ánh mắt nhậm tử hiền lộ ra một tia buồn bã cô miễn cưỡng mỉm cười ôm bạn thân nói anh bạn sinh nhật vui vẻ cảm ơn tô thủy kỳ mỉm cười Nhậm Tử Hiền nhẹ nhàng đẩy Tô Thụy Kỳ ra, tiếp tục cùng Tô Linh và từng người nhà họ Tô ôm nhau, cùng dán mặt chúc mừng, sau đó lấy thân phận nữ chủ nhân của nhà họ Tưởng ngồi ở bên cạnh Tưởng Thiên Lỗi, đưa tay cất vào trong khuỷu tay của anh, ánh mắt lập tức lạnh lẽo, liếc về phía Như Mạt. Như Mạt có chút đau lòng lập tức cúi thấp đầu. Tử Hiền cười lạnh, "Tổng giám đốc Trang đến." Có người hô nhỏ một tiếng. Mọi người xoay người, lập tức nhìn thấy Trang Hạo Nhiên tối nay mặc tây trang màu xám bạc, Áo sơ mi màu đen, cổ áo mở ra, vạt áo trước cài hoa hồng xanh, nở nụ cười ấm áp, dẫn đám người Lâm Sở Nhai đi về phía trước mặt thủ tướng, lấy tư thái một người chủ thứ hai, hướng người nhà họ Tô cười nói, "Xin lỗi. Thủ tướng, tôi tới đã muộn, vừa rồi có chút việc phải xử lý." Thủ tướng ngẩng đầu lên nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, mỉm cười nói, "Tới là tốt rồi. Ngồi đi." "Vâng." Trang Hạo Nhiên gật đầu đáp lời, sau đó sẽ xoay người hướng về phía Tô Thủy Kỳ vươn tay cười nói, cậu chủ Tô, chúc anh sinh nhật vui vẻ, thân thể khỏe mạnh, cuộc sống tiến xa hơn. Cảm ơn, Tô Thủy Kỳ cũng đứng dậy, bắt tay với anh. Bữa tiệc vẫn tiếp diễn, các bartender khu tiệc đứng, trong tay cầm bình cơ ném lên không trung, rồi đón lấy, sau đó rót dịch rượu màu đỏ thẫm vào trong ly cao cổ, rồi nhanh chóng đặt trong khay, nhân viên phục vụ lập tức nâng lên đưa đến cho từng tân khách, mà quản lý đại sảnh cùng Lưu Nhã Tuệ tới đây giúp một tay căng thẳng cầm bộ đàm, nói tân khách sắp đông đủ, lập tức vào vị trí, đèn múa đã chuẩn bị xong chưa? Tất cả đều chuẩn bị xong. Giám đốc nhanh chóng đi tới Tào Ngọc Tinh nói, đợi lát nữa nhất định phải chú ý, lúc đưa món ăn lên, mỗi một món chỉ 10 giây. Vâng, Tào Ngọc Tinh vội vàng đi ra ngoài hội trường chuẩn bị. Vô số thiên kim tiểu thư dưới sự hướng dẫn của cha mẹ, dối dít đi tới trước mặt thủ tướng chúc mừng, thuận tiện thầm liếc về phía Tô Thủy Kỳ, Tô Thủy Kỳ chỉ lặng lẽ ngồi ở trên ghế salon, thừa dịp thời gian ở không, lấy điện thoại di động ra, ngón cái lại nhẹ nhàng trượt số điện thoại của Nhã Tuệ, nghĩ tới bữa tiệc tối nay có thật nhiều món ngon đặc biệt đích thân anh chọn cho Khả Hinh, nghĩ tới cô nhất định sẽ thích ăn, mà tiệc biểu diễn cốc tai cũng đặc biệt chuẩn bị vì cô, cho đến bây giờ Tô Thủy Kỳ mới phát hiện. Thì ra đường Khả Hinh là một cô gái hoạt bát đáng yêu, đối với cái gì cô cũng thích, đối với cái gì cũng mới mẻ, đối với cái gì cũng tò mò anh không nhịn được cười. Xung quanh càng không ngừng truyền đến tên của Lưu Tiểu Thư, Đồng Tiểu Thư, Tiêu Tiểu Thư, anh đều chỉ lạnh nhạt đáp lễ, tiếp tục cúi đầu nhìn điện thoại di động trong tay của mình. Tô Linh cũng chú ý tới em trai không yên lòng, liền ghé sát bên người, khe khẽ hỏi, em trai, cậu không sao chứ? Tại sao không vui vậy? Không có, chấm ngoặc kép, Tô Thủy Kỳ sâu kín nhìn điện thoại di động. Người đang đợi điện thoại của ai? Không có đang chờ người. Không có, chấm ngoặc kép, ánh mắt Tô Thủy Kỳ lộ ra một chút ảm đạm nói, tối nay cô ấy không khỏe. Trang Hạo Nhiên ngồi ở một bên đang nói cười với Thủ tướng, vừa nói vừa ngẩng đầu lên nhìn về phía tân khách toàn trường, gần như tất cả đều có mặt rồi, sao lại không thấy đường khả hình. Anh lại gần bên cạnh Lâm Sở Nhai, hỏi khẽ hả? Đường khả hình đâu, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi, tại sao còn không thấy người đến? Lâm Sở Nhai cũng ngạc nhiên nói, tôi đi ra cửa trước, đã cho Huyền Đình gọi điện thoại, nói cô ấy đã ra cửa, tính thời gian, cô ấy nên đến sớm hơn so với chúng ta mới đúng. Sẽ không Lâm Trận rút lui chứ, Tô Lạc Hoành nói. Không thể nào, Trang Hạo Nhiên khẳng định nói. Quản lý sảnh tiệc, Lý Tú Lệ mặc đồng phục màu đen, nhanh chóng đi tới, hướng về phía tưởng thiên lỗi cùng tân khách nói, Tổng Giám Đốc, một vị tân khách cuối cùng, đường tiểu thư của Hoàn Cầu đã đến tưởng thiên lỗi hơi giật mình ngẩng đầu lên. Cái gì, Tô Thủy Kỳ đột nhiên không nén được nụ cười vui mừng, đứng lên nhìn về phía Lý Tú Lệ vui vẻ nói, cô nói người nào đến. Thư ký Tổng Giám Đốc Hoàn Cầu Đường Khả Hinh Tiểu Thư, thượng khách của cậu chủ Tô Ngài, Đường Tiểu Thư đã đến. Chấm ngoặc kép, Lý Tú Lệ mỉm cười nhắc lại, chương 239, tiệc sinh Nhật 3. Một chiếc xe Mercedes màu đen phiên bản dài, chậm rãi chạy nhanh tới trước thảm đỏ, ngừng lại. Tài xế nhanh chóng đi xuống xe, mở cửa xe phía sau. Một làn gió đêm hè mang hơi lạnh thổi qua. Một đôi giày cao gót màu bạc khẽ luồn ra đạp lên thảm đỏ, lụa mỏng màu trắng nhẹ rũ xuống, phủ lên đôi chân trần trắng nõn hấp dẫn, rốt cuộc người bên trong xe mỉm cười nhẹ đi ra khỏi xe, dưới cánh tay nâng đỡ của tài xế, ngẩng đầu lên nhìn về phía bốn trụ đèn câu lạc bộ Á Châu, cô lại xúc động cười một tiếng, tối nay cô chải mái tóc đuôi ngựa uốn xoăn buông tới bên eo mái tóc trước chán nhẹ uốn cong che đậy vết sẹo màu hồng bên má trái, lông mi thật dài nhẹ nhàng trước một cái, bầu mắt phủ nhẹ bóng mắt phấn kim cương màu vàng chiếu sáng lấp lánh. Làn thu ba lay động, phát ra vô hạn tình ý, đường cong hoàn mỹ, lỗ mũi cao nhọn giống như người lai, tối nay tố giác thân phận cô đã từng là một thiên kim kiêu ngạo, đôi môi nhấp nhẹ như cánh hoa anh đào không cần tô thêm son môi, thêm một chút bột phấn kim cương quét nhẹ trên môi hình cung tuyệt mỹ, trơn bóng, ở trong màn đêm nhẹ nhàng nhấp nháy. Hết sức hấp dẫn động lòng người, cô mặc váy hoa nhỏ bằng gen màu trắng kiểu cúp ngực thật dài, bả vai khoác tấm lụa mỏng trong suốt tạo hình giống như mặc sườn xám. Lụa mỏng bao quanh nhẹ rũ xuống váy hoa, rất tươi mát nhưng không mất đoan trang tao nhã, một làn gió thổi qua, mảnh lụa mỏng nhẹ bay lên. Trong màn đêm dễ dàng để lộ ra bí mật, dễ dàng để lộ ra vẻ đẹp say lòng người, cô đã từng chán nản cuộc sống, khiến cho vẻ xinh đẹp tan thành bụi, không có ai chú ý đến cô gái dưới lớp quần áo và thân phận tầm thường thật ra có một khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ, đúng như cha đã từng nói, từ nhỏ Khả Hinh đã là một con kim phượng hoàng xinh đẹp, cô chỉ thiếu một đôi cánh, nhất định có thể dương cánh bay cao. Tài xế cũng không khỏi than thở nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh nắm túi sách Sanen, mỉm cười nhìn thoáng qua tài xế nói cảm ơn, trong màn pháo hoa rực rỡ, nhẹ kéo đuôi váy, từng bước từng bước đạp thảm đỏ đi về phía trước, nhân viên làm việc lui tới ở bên cạnh và vô số khách ra vào câu lạc bộ cũng không khỏi nhìn về phía cô gái xinh đẹp giống như tiên nữ trong cổ tích. Cô chỉ cười nhẹ, chập đôi mắt to như hai vì sao sáng trong đêm tối, yêu nhã thản nhiên cất bước đi trên thảm đỏ, hai tay nắm nhẹ tấm lụa mỏng và đuôi váy từng bước từng bước đi lên bậc thang. Nhân viên an ninh lập tức tiến lên, cung kính mời cô đưa ra thiệp mời, đường khả hinh mỉm cười đứng trên bậc thang, nhẹ mở túi sách pha lê thêu bảy sắc cầu vồng, từ bên trong lấy thiệp mời ra, đưa về phía an ninh. Nhân viên an ninh nhận lấy thiệp mời, xác nhận xong giao cho đặc cảnh, sau khi đặc cảnh xem xong, liền gật đầu cầm bộ đàm thông báo với cấp trên đường tiểu thư của Hoàn Cầu đã đến. Lúc này đường khả hình mỉm cười nhẹ kéo đôi váy, đi vào trong đại sảnh trang nhã, trong ánh mắt kinh ngạc của đám đồng nghiệp, dọc theo cầu thang xoắn ốc, từng bước từng bước đi lên sảnh tiệc. Tôi không có nghe lầm chứ, Tô Thủy Kỳ vui mừng nhìn về phía vị quản lý kia, không kịp chờ đợi cười nói cô ấy tới thật sao không phải cô ấy đã nói không tới sao hỏi những lời này làm cho vị quản lý kia không biết trả lời thế nào chỉ mỉm cười hiện tại cô ấy ở đâu tô thủy kỳ lại kích động hỏi quản lý lý lập tức nói lúc tôi mới vừa tới đây thông báo cô ấy đã đi đến đại sảnh câu lạc bộ đoán chừng hiện tại người đã lên tới tô thủy kỳ nghe vậy lập tức kích động vui vẻ cười một tiếng cũng không kịp chờ muốn đi vòng qua ghế salon, chạy như bay ra ngoài, lại thấy cánh cửa kim loại thật lớn sảnh tiệc ầm ầm mở ra, Đường Khả Hinh mặc váy dài màu trắng, tao nhã động lòng người, giống như tiên nữ, khẽ nở nụ cười nhìn về phía Tô Thủy Kỳ, mắt to xinh đẹp hơi nheo lại, giống như vầng trăng lưỡi liềm, khuôn mặt nhỏ nhắn bôi chút son phấn, tình xảo đến nổi khiến cho người ta rung động, anh nhìn ngây người, choáng ngợp đứng tại chỗ. Cũng không nhúc nhích. Tưởng Thiên Lối cũng hơi lạnh nhạt xoay người, đón làn gió mang mùi thơm giống như hoa đào, nhìn về phía bóng người xinh đẹp đứng ở bên trong cửa, hai mắt của anh đột nhiên chợt lóe lên mãnh liệt, cũng có chút không tin nổi nhìn về phía cô. Nhậm Tử Hiền cũng quay mặt sang, hai mắt đột nhiên chợt lóe lên mãnh liệt, nhìn về phía Đường Khả Hinh chỉ lộ ra nửa khuôn mặt khuynh thành, trái tim của cô bị vặn chặt. Như mặt cũng hơi xoay người nhìn về phía Đường Khả Hinh, ánh mắt cô cũng lóe lên mãnh liệt. Trang Hạo Nhiên xoay người, hơi mỉm cười nhìn về phía Đường Khả Hinh, Hai mắt phát ra ánh sáng vui vẻ. Tô Thủy Kỳ có chút không tin nhìn về phía Đường Khả Hinh trang điểm nhẹ, buộc tóc ngắn, tóc trên trán hơi uốn cong, có chút thẹn thùng nhìn mình, ánh mắt dường như biết nói, giống như ngôi sao nhỏ động lòng người, ngọt ngào nhìn mình, lóe ra nụ cười dí dỏm, anh cũng cười, cười thật kích động, rốt cuộc nhẹ bước đi tới. Đường Khả Hinh cũng đi vào sảnh tiệc, theo sự mời mọc của tổ trưởng, nhẹ nhàng nới lỏng nơ kết nơi cổ, tấm lụa mỏng buông ra, tổ trưởng lập tức cởi xuống vải lụa như đôi cánh thần tiên cho cô, cũng cởi bỏ vẻ tao nhã, trở nên xinh đẹp hấp dẫn, kết hợp với nét trẻ trung thanh lịch của cô, cô mặc váy ren hoa nhỏ thật dài, cổ đeo dây chuyền kim cương bạc triệu, cổ tay đeo vòng tay kim cương màu xanh hơn trăm triệu, tỏa sáng lấp lánh, uyển chuyển bước về phía Tô Thủy Kỳ. Mấy cô gái cẩn thận chú ý đến, thì ra bên trong váy dài lấp lánh thu hút như thế, còn có lớp vải lụa mỏng đính từng viên kim cương nhỏ li ti, làm cho váy ren dài lung linh tỏa sáng lấp lánh, trời ạ, à, chiếc váy này, trang sức này, cách ăn mặc này, rốt cuộc trị giá bao nhiêu tiền. Tô Thủy Kỳ đứng ở ngay chính giữa sảnh tiệc, nhìn Đường Khả hình nhẹ nắm đuôi váy, lộ ra đôi vai trắng nón hấp dẫn, giày cao gót màu trắng bước đi về phía mình, mỗi tiến lên, váy dài nhẹ rũ xuống, lại bước lên một bước, váy dài che kín chân trần của cô, bước đi vô cùng hấp dẫn làm cho trái tim của anh cũng nhộn nhạo dâng lên từng cảm xúc ngọt ngào. Đường khả hình cầm túi sách nhỏ, rốt cuộc nhẹ nhàng đi tới trước mặt của anh, nhìn anh, khẽ mỉm cười, ngọt ngào gọi nhỏ, sinh nhật vui vẻ, Tô Thủy Kỳ. Tối nay cô hấp dẫn như thế, Tô Thủy Kỳ có chút ngượng ngùng không dám nhìn xuống, chỉ nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, có chút trách móc nhưng cũng cười ngọt ngào rung động hỏi, không phải cô đã nói không đến sao. Đường khả hình có chút đỏ mặt cúi đầu, cười khẽ một tiếng, mới ngẩng đầu lên nhìn về phía anh, hơi hờn dỗi nói, không phải tôi muốn cho anh một bất ngờ sao bất ngờ này thật đúng là vừa mừng vừa sợ chấm ngoặc kép tô thủy kỳ không nhịn được nhìn đường khả hình đôi gò bồng đào như ẩn như hiện trong váy dài cúp ngực còn có eo thon tim của anh đập loạn lại xấu hổ mặt cũng hơi đỏ lên nhưng vô cùng vui mừng tay nắm nhẹ eo của cô ngón tay nhẹ nhàng chạm vào vòng eo mảnh khảnh của cô cúi đầu cụm nhẹ vào chán cô giọng khàn khàn cười nói đẹp quá chấm ngoặc kép mặt của đường khả hình cũng đỏ lên đứng trước mặt của anh cảm giác tối nay Tô Thủy Kỳ buông lỏng bản thân, ăn mặc tùy ý, phong độ nhẹ nhàng như thế mới đẹp trai, cô cũng không nhịn được cảm thán, nói tối nay anh cũng rất đẹp trai. Đẹp trai ngây người. Tô Thủy Kỳ thật sự rất vui vẻ, lại đưa tay ra, ôm chặt đường khả hinh vào trong ngực, không nhịn được hôn lên trán của cô, chân thành nắm bàn tay nhỏ bé của cô, nhìn cô vội vàng nói cô đến đây. Tôi dẫn cô đi gặp người nhà của tôi. À, đường khả hình có chút lo sợ nhìn anh nói, gặp gặp người nhà của anh. Ừm, Tô Thủy Kỳ vui vẻ nắm bàn tay nhỏ bé của cô, nói, gặp ông nội của tôi, ba mẹ của tôi, chị của tôi. Chấm ngoặc kép. Không, mặt của đường khả hình đỏ bừng, có chút căng thẳng rút lại tay của mình, nói, không được. Tôi, tôi, tôi chỉ tới đây tham gia sinh nhật của anh, tôi không có nghĩ tới gặp người nhà của anh. Như vậy quá mức chính thức rồi. Không được. Không chính thức, tôi đâu thấy gì. Tô Thủy Kỳ lại kích động cười một tiếng, lập tức nắm chặt bàn tay nhỏ bé của đường Khả Hinh, kéo cô đi nhanh về phía trước. Tô Thủy Kỳ, không nên như vậy, đường Khả Hinh mang giày cao gót 12cm, bị anh lôi kéo đi nhanh, chỉ đành phải nâng đuôi váy, theo phía sau anh, bước nhanh về phía trước, vừa đi vừa nhìn người đàn ông sang lạn ở bên cạnh, trong lòng của cô ấm áp, nhưng vẫn rất lo sợ. Tô Thủy Kỳ không để ý đường Khả Hinh hoảng sợ lo lắng, bởi vì kể từ lúc anh nhìn thấy cô, cô đều giống như một con thỏ nhỏ dễ dàng bị thương. Anh nắm tay đường khả hình bước nhanh, đi qua trước mặt đông đảo tân khách, trước mắt bao người, đi tới trước mặt ông nội của mình, cùng cha mẹ và chị, kích động mỉm cười nói, ông nội, ba, mẹ, chị. Cháu muốn giới thiệu, bạn của cháu cho mọi người biết. Mặt của đường khả hình, lập tức đỏ bừng, nhanh chóng chớp mắt, không dám nói gì, chỉ thấp thỏm đứng ở trước mặt của thủ tướng, trái tim đập thình thịch thủ tướng và người nhà họ tô kinh ngạc cùng nhau nhìn về phía đường khả hinh. Ánh mắt tưởng thiên lỗi chợt lóe lên mãnh liệt, nhìn về phía đường khả hinh. Trang hạo nhiên cười khẽ cũng nhìn về phía cô. Thủ tướng đang nghi hoặc, mỉm cười gật đầu, nhìn cháu trai nói Pricky, vị tiểu thư này là. Chấm ngoặc kép, tô thủy kỳ lập tức thật kích động nhiệt tình nhìn về phía đường khả hinh. Tưởng thiên lỗi nhìn cô, bàn tay nắm tay vịn hơi cứng lại. Hai mắt trang hạo nhiên sáng lên, vẫn mỉm cười nhìn về phía cô đường khả hình khẽ cắn môi dưới biết có rất nhiều người đang nhìn về phía mình cô nhanh chóng chớp mắt mới nói nhỏ chào thủ tướng cháu tên là đường khả hình chấm ngoặc kép tô thủy kỳ lại kích động nói cô đừng gọi thủ tướng gọi ông nội mau lên đường khả hình có chút kinh ngạc quay đầu nhìn về phía tô thủy kỳ mới vừa muốn kêu lên thất thanh trang hạo nhiên nhanh chóng chớp mắt tay vừa nắm chặt tay vịn của ghế, chỉ sợ ở trước mặt bao nhiêu người lại thất lễ sợ hãi kêu lên. chương 240, tiệc sinh nhật 4 Phật Quang Vũ. Đường khả hình cứng rắn thu hồi lại âm thanh kia, căng thẳng nở nụ cười, nhìn về phía ông già hiền lành ở trước mặt, cung kính khéo léo gọi nhỏ ông nội. Chấm ngoặc kép. Một tiếng gọi này, tất cả tân khách có mặt từng người có vẻ mặt khác nhau, chỉ có tưởng thiên lỗi nhìn chằm chằm đường khả hình. Nhậm tử hiền cũng lạnh lùng nhìn về phía cô, cố tình đứng ở một bên nhìn Tô Thủy Kỳ, kể từ lúc cô gái này xuất hiện, cả khuôn mặt trở nên vui vẻ sáng lạn, bình thường cô lui tới nói chuyện với anh, cũng không thấy anh có nhiệt tình này, đối với mình luôn lạnh nhạt, cô có chút ủy khuất cúi thấp đầu. Tới đây, hiện tại tâm trạng của Tô Thủy Kỳ rất tốt, rất tốt, đỡ nhẹ đường khả hinh đi tới trước mặt cha mẹ của mình nói, hai vị này là cha, mẹ của tôi, mau gọi người. Tô Vân Tường và Chu Anh thấy con trai nhiệt tình như vậy, cũng có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn cô gái trước mặt, mắt to linh động, sống mũi thật cao, môi nhỏ xinh đẹp, mặc dù người hơi gầy nhưng khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn đầy đặn, hồng nhuận, có lẽ hai ông bà có chút hiểu ý con trai, liền mỉm cười nhìn về phía Khả Hinh. Tâm trạng Khả Hinh có chút căng thẳng nhìn về phía vợ chồng Tô Vân Tường, cung kính gọi nhỏ, "Chào chú." "Chào gì?" "Tốt." Tô Vân Tường mỉm cười. "Chú anh nhìn về phía Đường Khả Hinh, mặc dù mắt to có chút ngượng ngùng, lại lộ ra hiền lành và chân thành, bà cũng mỉm cười nói tốt. Tới đây, Tô Thủy Kỳ lại đỡ đường khả hình đến trước mặt người chị mình thương yêu nhất, kích động nói, chị tôi cô cũng biết, mau gọi chị. Đường khả hình nhìn về phía Tô Linh Tao nhã hào phóng, kín đáo hơi mỉm cười nhìn mình, cô cũng hơi cúi người gọi nhỏ chị. Chấm ngoặc kép, Tô Linh dịu dàng thương yêu mỉm cười nói, khó trách hôm nay Ricky có vẻ buồn buồn không vui, thì ra là đang chờ người, lúc này khả hình chưa tới, Cậu ấy vẫn không ngừng nhìn điện thoại trong tay của mình, giống như trong điện thoại di động sắp nhảy ra một người. Thật là, mặt Đường Khả Hinh hơi ửng hồng, quay đầu nhìn về phía Tô Thủy Kỳ một cái. Tô Thủy Kỳ cũng nhìn cô một cái, hai người cùng nở nụ cười ngọt ngào. "Ngồi đi, tôi sắp xếp cho em trai xem một buổi biểu diễn nho nhỏ, sắp bắt đầu rồi." Tô Linh mỉm cười nói. "Tới đây, ngồi bên cạnh tôi." Tô Thủy Kỳ dắt nhẹ Khả Hinh ngồi xuống ghế salon phía bên phải ông nội vừa vặn đường khả hinh ngồi kế bên tưởng thiên lỗi, cô im lặng không lên tiếng ngẩng đầu lên, tay cầm túi sách đặt ở bên chân, tư thế tuyệt đẹp nhìn về phía sàn nhảy. Tưởng thiên lỗi im lặng không lên tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía sàn nhảy. Thủ tướng lướt qua cháu trai, nhìn về phía khả hinh, hiền lành mỉm cười nói, khả hinh. Chấm ngoặc kép. Vâng, ông nội, chấm ngoặc kép, đường khả hinh lập tức cung kính khẽ gật đầu, đáp nhẹ, Thủ tướng nhẹ nhàng chậm rãi nhìn về phía đường khả hình cười nói, mới vừa tới, bữa tiệc lại sắp bắt đầu, cho nên muốn uống gì thì để Ricky bưng tới cho cháu. Chấm ngoặc kép, đường khả hình không nghĩ tới thủ tướng lại quan tâm mình như vậy, cô cảm thấy được yêu mà sợ, cười nói cảm ơn ông nội quan tâm, cháu không khát. Tới đây tham gia tiệc sinh nhật, đừng khách sáo, những người già chúng tôi đều hết sức thông thoáng, cho nên tùy ý vui vẻ là được rồi, không cần phải quá băn khoăn. Thủ tướng lại mỉm cười nói. Vâng, trong lòng của đường Khả Hinh ấm áp đáp lời. Tô Thủy Kỳ lại dịu dàng ngọt ngào quay đầu nhìn Khả Hinh ở bên cạnh. Cập nhật nhanh nhất ở thích chuyên com. Ánh mắt của Khả Hinh khẽ chuyển động, cũng dịu dàng nhìn Tô Thủy Kỳ, có chút bật cười hỏi khẽ thế nào. Tô Thủy Kỳ im lặng không lên tiếng, chỉ rất cưng chiều nhìn cô, thậm chí vươn tay sờ nhẹ lên trán đường Khả Hinh, hạ thấp giọng, không nhịn được cười ngọt ngào nói, rất đẹp tôi nhìn thấy cũng ngây người. Không phải chúng ta thường xuyên gặp mặt sao? Hôm nay tôi mới dễ nhìn à? Đường Khả Hinh cố ý nhìn anh. Muốn đọc nhanh hãy đọc ở thích đọc chuyên com. Hôm nay đẹp hơn, Tô Thủy Kỳ lại duỗi thẳng ngón tay, nhẹ nhàng quét qua chán cô, lướt tới má bên phải, khẽ chạm vòng tay của cô. Khả Hinh có chút xấu hổ muốn đẩy nhẹ tay của anh ra, ai ngờ bị Tô Thủy Kỳ nắm nhẹ bàn tay nhỏ bé của cô, cúi xuống hôn lên u bàn tay của cô ngoặc kép chấm chấm ngoặc kép mặt của đường khả hinh lại đỏ lên muốn rút tay lại tô thủy kỳ cầm bàn tay nhỏ bé của cô ôm nhẹ eo nhỏ của cô để cho cô dựa vào mình mới cúi đầu ở bên tai của cô nhẹ nhàng nói tôi cho là đêm hôm đó sau khi tôi hôn cô ở trong xe cô sẽ không thật lòng với tôi nữa đường khả hinh nhớ tới nụ hôn kia hơi ngượng ngùng cúi thấp đầu không lên tiếng tô thủy kỳ nhìn dáng vẻ cô thẹn thùng liền không nhịn được vươn tay véo nhẹ cầm của cô nâng mặt lên đường khả hình không nhịn được hai mắt mê ly nhìn anh muốn đọc nhanh hãy đọc ở thích đọc chuyên com tô thủy kỳ nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô đột nhiên dâng lên cảm giác xúc động mới vừa muốn hôn xuống lại thấy ánh đèn trong hội trường tối sầm lại mọi người có chút kinh ngạc kêu nhỏ lại thấy ngay chính giữa sàn nhảy đã phát ra một luồng ánh sáng màu vàng sau đó bốn phía sàn nhảy khói mù uốn lượn trong lúc nhất thời Khả Hinh tò mò nhìn về phía trước, nhẹ nhàng hỏi, đây là... Chấm ngoặc kép. Tô Linh nghe Khả Hinh nhẹ nhàng nói, liền mỉm cười nghiêng người tới trước, giải thích cho cô nghe, đây là Phật Quang Vũ tôi chuẩn bị cho Ricky. Bởi vì cậu ấy sinh vào ngày 19 tháng 6 âm lịch, chúc thọ quan âm, hơn nữa mẹ theo đạo Phật, ngày Ricky ra đời, cố ý đưa cậu ấy đến miếu quan âm làm lễ rửa tội, cho nên hôm nay sinh nhật của cậu ấy, tôi mời Vũ giả, nhảy một bài, quan âm linh cảm ca, hy vọng khả hình tận tình thưởng thức một chút, nếu như lĩnh ngộ được quan điểm tốt đẹp, nhất định phải nói ra để mọi người cùng chia sẻ. Đường khả hình nghe xong, không nhịn được nhìn về phía Tô Linh, cô gái này tao nhã, xinh đẹp, đầy trí tuệ, nhớ tới khúc huyền đình nói Tô Linh là một danh viện Trung Quốc nổi tiếng thế giới đã từng nhiều lần tiếp nhận lời mời tham gia yến tiệc và hôn lễ của hoàng tử các quốc gia, là một cô gái hiếm có, cô cung kính mỉm cười nhìn về phía người chị gái xinh đẹp của Ricky, nói, vâng, cảm ơn chị. Tô Linh mỉm cười gật đầu, quay đầu chăm chú nhìn biểu diễn trong sàn nhảy. Đường Khả Hinh cũng có chút tò mò nhìn về phía sàn nhảy, một đám khói mù bí ẩn từ xung quanh thổi về phía vị trí chính giữa, tất cả mọi người xem đều yên lặng lại, lúc này Phật quang đột nhiên tắt ngấm, cả hội trường đột nhiên tối tăm, đang lúc mọi người mong đợi thì trong sảnh tiệc đột nhiên vang lên tiếng sáo kỳ ảo, kéo dài sâu thẳm, từ xa tới gần, đưa tới hội trường, mười mấy thiếu nữ xinh đẹp mặc váy lụa màu trắng thật dài, buộc tóc đuôi ngựa thật cao. Nở nụ cười thuần khiết, hai tay dâng đèn hoa sen. Bước từ trong khói mù, phất phới đi ra, cuối cùng chia thành hai hàng, cùng giơ lên đèn hoa sen, duyên dáng xoay tròn một vòng, rồi nhẹ nhàng ngồi trên đất, một cao một thấp, nhẹ nâng chung đèn hoa sen, ánh mắt dịu dàng sâu xa nhìn vào ánh nến lung linh như Phật quang ở giữa hoa sen. Trong lòng của Khả Hinh hơi chấn động, rất say mê nhìn điệu múa lung linh, nghe tiếng đàn tranh du dương, làm cho tâm hồn người ta không khỏi tươi vui rộng mở. Tô Thủy Kỳ quay đầu, nhìn bộ dáng đường Khả Hinh rất say mê và kinh ngạc, thuần khiết giống như đóa sen, trong lòng ngọt ngào, ghé sát người dựa vào cô, dịu dàng nói: "Thích không?" "Ừm." Um, đường Khả Hinh vội vàng gật đầu. Tô Thủy Kỳ nghe thế, hài lòng mỉm cười, vươn tay kéo nhẹ bả vai của cô, cảm giác bả vai cô lộ ra có chút lạnh lẽo, liền cưng chiều hỏi: "Ăn mặc mỏng manh như vậy, lạnh không?" Đường Khả Hinh vẫn chăm chú nhìn điệu múa, lắc đầu nói: "Không lạnh." "Đứa ngốc" Tô Thủy Kỳ khẽ mỉm cười, nắm tay của cô, cùng cô chăm chú xem biểu diễn. Tưởng Thiên Lỗi ngồi ở một bên, mượn ánh nến trong sàn nhảy chiếu tới, soi dọi ánh mắt anh mãnh liệt chớp lóe. Tiếng sáo vẫn nhẹ nhàng bay đến. Trong sàn nhảy, trong lúc các vũ giả nhẹ nhàng ngồi xuống nâng đèn lên, thì một thiếu nữ dẫn đầu đột nhiên đưa hai tay nâng niu chung đèn hoa sen lên cao, đứng trong sàn nhảy, bắt đầu xoay tròn 360 độ, dáng vẻ tuyệt đẹp, càng xoay càng nhanh, càng xoay càng nhanh, múa xong ống tay áo như mây càng không ngừng tung bay lộ ra cánh tay thon dài trắng tinh của cô quấn vào nhau toàn trường vang lên tiếng vỗ tay sôi động chín vũ giả đôi tay nâng phật đăng lúc thiếu nữ dẫn đầu xoay tròn đứng thành một hàng từng bước từng bước chập trần đi về phía tô thủy kỳ một thiếu nữ trong đó mắt phượng xinh đẹp tỏa sáng thật dịu dàng nhìn về phía anh ánh mắt tô thủy kỳ chợt lóe hơi bối rối quay đầu nhìn khả hinh một cái khả hinh không nhịn được cười Tô Thủy Kỳ lập tức nắm tay của cô, cùng cô nhìn xem, chín vũ giả ở trước mặt của Tô Thủy Kỳ đột nhiên chuyển thành hình thiên thủ quan âm kinh điển, giống như thấy vô số cánh tay trắng tinh nâng đèn hoa sen, trước mặt của tất cả tân khách, nhìn như rối loạn nhưng rất chỉnh tề, toàn trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, các cô cũng lập tức chụp tay theo rồi xoay tròn 360 độ trở về trong sàn nhảy, lại xếp thành hai hàng, cùng nâng đèn, đong đưa cánh tay tuyệt đẹp, xếp chồng lên nhau, cuối cùng xoay tròn mở ra đôi tay nâng đèn hoa sen đột nhiên ném lên trên không trung, trong tiếng hoan hô, bọn họ lập tức ngồi dưới đất, xoay tay cầm đèn hoa sen, cũng không ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng tiếp nhận đèn hoa sen từ không trung rơi xuống. Ô, chấm ngoặc kép, chúng tân khách lập tức vỗ tay cuồng nhiệt, hoan hô. Đường khả hình cũng vỗ tay kêu lên, thậm chí cười khẽ một tiếng. Tưởng thiên lỗi nghe tiếng cười giống như chuông bạc, quay đầu nhìn cô một cái, đúng lúc nhìn thấy đôi mắt to của cô tỏa sáng lấp lánh, anh im lặng không lên tiếng, tiếp tục xem biểu diễn. Như Mạt ngồi ở đầu kia nhìn cảnh tượng này, hai mắt của cô chợt lóe, có chút mất hồn. Mười vũ giả tiếp tục nở nụ cười trong trẻo, cầm đèn hoa sen, xoay thành một vòng tròn sinh động, đôi tay cùng mở đèn hoa sen đang cầm, tạo thành chữ thập, nâng lên phía trên, cô gái dẫn đầu ở giữa khói mù lượn quanh, bên hông đã quấn chặt sợ dây cáp rơi xuống sàn nhảy, tay nâng đèn hoa sen, giống như tiên dáng trần bay múa giữa không trung. Đuôi váy thật dài lúc cô nhanh chóng xoay tròn mở ra giống như đóa hoa sen thuần khiết. Toàn trường vang lên tiếng vỗ tay cuồng nhiệt. Từ trước đến giờ Tô Linh rất hiếu thuận, cũng biết ông nội thích xem giáo lý của đạo Phật, liền lại gần ông nội, nhẹ nhàng hỏi ông nội. Xem có được hay không? Rất đẹp, con bé rất đáng yêu. Thủ tướng vươn tay nhẹ nhàng nắm khuôn mặt mềm mại của cháu gái. Chu Anh cũng hết sức hài lòng xem điệu múa này. Vũ giả xoay tròn xong, chậm rãi đáp xuống trong sàn nhảy, lúc này, vang lên một hồi chuông chùa, bong, 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 một tia sáng màu vàng y hệt vật quang mãnh liệt phát ra từ giữa sàn nhảy, chiếu vào trên mặt của mỗi người, ở trong âm nhạc kết thúc 10 vũ giả bày ra kỹ thuật nhảy huyền chuyển, làm cho ánh nến yếu ớt trong tay lại lóe sáng hừng hực, tất cả điều này có liên quan rất nhiều đến tín ngưỡng. Toàn trường lại vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, đường khả hình cũng kích động vỗ tay, trong lòng ấm áp nói thật đẹp. Tô Thủy Kỳ quay đầu, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vui vẻ của Khả Hinh, cười rất rực rỡ, anh cũng mỉm cười, nói, chỉ cần cô thích, vui vẻ là được rồi, không chỉ có ma thuật mới có thể sáng tạo ra kỳ ảo. Chấm ngoặc kép, đường Khả Hinh lập tức quay đầu nhìn về phía anh. Tô Thủy Kỳ cũng xúc động nhìn về phía cô, mươi 241, tiệc sinh nhật năm. Ánh đèn thủy tinh chợt sáng lên toàn trường, một chàng tiếng vỗ tay cuồng nhiệt vang lên như sấm. Tân khách có mặt không khỏi vỗ tay khen ngợi, Tô Thủy Kỳ mỉm cười đứng lên, hướng tân khách gật đầu ngỏ ý cảm ơn, trong hội trường lại vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, một bài hát mừng sinh nhật lãng mạn của Pháp cũng vang lên, khách quý có mặt hướng về phía Tô Thủy Kỳ chúc sinh nhật vui vẻ, đưa quà tặng của mình, Tô Thủy Kỳ bảo quản ra thu nhận nói tiếng cảm ơn, sau đó thấy cố tình cũng lộ ra nụ cười có chút mất mát đi về phía Tô Thủy Kỳ. Tô Thủy Kỳ cũng mỉm cười nhìn về phía cô, giống như anh trai nhìn em gái. Lúc này cố tình mới hiểu được ánh mắt của anh, có chút đau lòng cười cười, tay nâng hộp quà của mình đưa đến trước mặt của Tô Thủy Kỳ, nói anh Tô cô luôn gọi như vậy đây là quà của em tặng cho anh. Chấm ngoặc kép. Tô Thủy Kỳ mỉm cười nhận lấy này hộp quà, nhìn cô một cái, mới thật cẩn thận mở ra, nhìn thấy ở bên trong chỉ là một tấm thiệp đơn giản, toàn bộ dùng các loại nụ hoa nhỏ làm thành thiệp, anh có chút ngạc nhiên lấy tấm thiệp mở ra, liền thấy có một tấm hình mình và cô chụp chung, cắt thành hình trái tim, xung quanh vòng hoa dán đầy hoa forget me not màu xanh nhạt lòng của anh hơi ấm áp ngẩng đầu nhìn về phía cố tình. Cố tình hơi miếu máu, ủy khuất cúi đầu, nghẹn ngào nói, em thật rất ưa thích anh Tô, em không biết có nhiều thích anh, mỗi buổi tối, ít nhất gọi anh 100 lần, mới ngủ được, em cũng không biết tại sao em lại thích anh như vậy, tôi nghĩ thật lâu, rốt cuộc em cũng không nghĩ ra tặng cho anh một phần như thế nào, nhưng em biết rõ anh không thiếu cái gì, nên em muốn dùng tấm lòng của mình. Làm một tấm thiệp nói một tiếng với anh, nếu như anh chấp nhận tiếp nhận em, em sẽ tặng bản thân mình cho anh. Chấm ngoặc kép. Tô Thủy Kỳ đột nhiên mỉm cười, có chút đau lòng và bất đắc dĩ nhìn cố tình. Cập nhật nhanh nhất tại thích đóc chuyên chấm com nhé. Anh Tô, chấm ngoặc kép, cố tình dương mắt nhìn hướng Tô Thủy Kỳ, thật lòng hỏi, nếu như quay ngược lại 10 năm, anh có yêu thích em không? Tô Thủy Kỳ lại bị cô hỏi vấn đề kỳ lạ mà cảm thấy mơ hồ, cười hỏi có ý gì? Quay ngược lại 10 năm, không có chị gái vừa rồi, cũng không có chị gái trước kia, anh sẽ thích em sao?" Cố Tình đáng thương hỏi. Tô Thủy Kỳ im lặng không lên tiếng, nhìn tấm thiệp được làm thật lãng mạn, anh cầm lên người, cũng cảm nhận được một mùi thơm, mới nhìn hướng Cố Tình dịu dàng nói, "Không cần 10 năm trước, hiện tại anh cũng rất thích em. Chỉ là duyên phận là một điều rất kỳ lạ, có đôi khi không tới phiên chúng ta lựa chọn, cho nên Tình Tình là một cô gái tốt, tương lai nhất định sẽ có người đàn ông thích em cưới bạch mã tới tìm em." em không có điều gì không tốt, anh trai rất ưa thích em. Chỉ là không thể ở chung một chỗ, anh rất xin lỗi. Chấm ngoặc kép, cố tình đột nhiên kích động mỉm cười, nhào vào trong ngực Tô Thủy Kỳ, không dám rơi lệ, nhưng hốc mắt đỏ bừng tựa vào trên bả vai, hít mũi một cái. Tô Thủy Kỳ ôm khẽ thân thể nhỏ bé của cô, lấy khăn tay của mình nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Đường Khả Hinh ngồi ở trên ghế salon nhìn cảnh tượng này, nhớ tới chuyện nào đó trong lòng của cô không khỏi đau xót tưởng thiên lỗi cũng ngồi ở một bên nhớ tới chuyện nào đó hai mắt của anh chợt lóe trang hạo nhiên cũng bật cười nói đúng vậy muốn từ chối người khác tại sao phải ác tâm như vậy dịu dàng an ủi cô gái đã từng ngưỡng mộ và thưởng thức anh thích anh không tốt sao tưởng thiên lỗi hơi nghiêng mặt lạnh lùng nhìn về phía trang hạo nhiên trang hạo nhiên quay đầu đi giả vờ như không nhìn tới anh cập nhật nhanh nhất tại thích đóc chuyên chấm com nhé. Đường Khả Hinh mất hồn một lúc, liền thấy thủ tướng nhìn náo nhiệt ở trước mặt mới mỉm cười quay đầu hỏi Khả Hinh, Khả Hinh. Chấm ngoặc kép. Vâng, ông nội, chấm ngoặc kép, đường Khả Hinh lập tức cung kính đáp lời. Ở Hoàn Cầu, công việc của cháu là. Chấm ngoặc kép, thủ tướng có chút không hiểu hỏi. Cháu là thư ký hành tránh của Tổng Giám Đốc Trang, trông coi bộ phận rượu đỏ. Khả Hinh mỉm cười nói. Hả, Thủ tướng cảm thấy hơi hứng thú nói, nếu trông coi bộ phận rượu đỏ vậy, nhất định rất quen thuộc rượu đỏ chứ? Đường Khả Hinh lập tức khiêm tốn cười nói, không thể nói là quen thuộc, bởi vì từng giờ từng phút, rượu đỏ cũng sẽ xảy ra thay đổi, chúng ta chỉ có thể khiêm tốn học tập theo mà thôi, chỉ mong có thể hiểu nhiều một chút. Thủ tướng mỉm cười gật đầu, nói, sự nghiệp rượu đỏ ở nước ta không có phát triển như ở nước ngoài được, nhưng ông biết, tương lai rượu đỏ sẽ trở thành đồ uống được hoan nghênh ở Trung Quốc. Nhưng trang trại rượu của Trung Quốc chúng ta thật không nhiều lắm. Đường Khả Hinh mỉm cười nói, đất nước chúng ta có quốc tử của riêng mình, thật không nên quá tăng bốc đồ uống của nước ngoài thần kỳ, mà phải có một loại tâm lý thản nhiên đón nhận nó. Chấm ngoặc kép, thủ tướng nghe nói như vậy, ngược lại có chút giật mình nhìn về phía Khả Hinh, hai mắt lộ ra hứng thú nhìn cô gái nhỏ này nói, nghe cháu nói như vậy, cũng có giải thích của mình. Bàn luận với ông nội một chút nhé. Tưởng thiên lỗi ngồi ở bên cạnh, Nghe lời xong, hai mắt cũng không nhịn được lộ ra dịu dàng, nâng nhẹ ly rượu đỏ. Trang hạo nhiên chống cằm, mỉm cười nhìn về phía cô. Đường khả hinh mỉm cười nói, cha của cháu nói, văn hóa trưng cất rượu của Trung Quốc đã có hơn 3.000 năm, so với truyền thuyết lãng mạn của rượu đỏ, rượu mạnh của Trung Quốc phối hợp với cá tính mạnh mẽ của người châu Á chúng ta, một ly vào bụng, mạnh mẽ thiêu đốt niềm đam mê của chúng ta. Thủ tướng nghe đến đó, hết sức vui vẻ nhìn về phía đường khả hinh cập nhật nhanh nhất tại thích đóc chuyên chấm com nhé. Đường Khả Hinh lại cười nói, rượu vang của Trung Quốc chúng ta rất phong phú, nổi tiếng trong và ngoài nước, nhất là rượu vàng của Trung Quốc chúng ta, là một trong những loại rượu cổ xưa nhất trên thế giới, mà văn hóa rượu tiến bộ, cũng đại biểu cho trí tuệ của người châu Á chúng ta tiến bộ, văn hóa rượu đa dạng phức tạp, toàn bộ thẩm thấu tình cảm sâu sắc, trước kia cha của cháu thích dùng những cánh hoa khác nhau trưng cất thành những loại rượu khác nhau, mỗi lần cháu nhìn thấy cánh hoa xinh đẹp ngâm thành từng loại rượu khác nhau thì cháu rất tự hào vì đang sống ở một đất. Nước có hơn 3.000 năm lịch sử, bởi vì tổ tiên mang đến cho chúng ta không chỉ là loại rượu quý giá nhất, mà sự tiến bộ của nó, nói cho chúng ta biết, theo thời gian dịch rượu không ngừng thay đổi và phát triển, sẽ làm cho người ta theo đuổi nó nhiều hơn, hơn nữa còn đổi mới việc trưng cất rượu. Đây là một loại kế thừa, một loại kế thừa quý giá nhất. Thủ tướng hơi kinh ngạc nhìn cô gái nhỏ này, mặc trang phục hoa lệ, đeo kim cương lấp lánh nhưng không có cách nào che giấu hòa quang của bản thân cô, vẻ mặt ông lộ ra tán thưởng, mỉm cười hỏi cô, vậy cháu cảm thấy nên làm thế nào để phát triển sự nghiệp rượu của đất nước chúng ta? Khả Hinh lại mỉm cười nói, từ nhỏ cháu cảm thấy món ngon trên thế giới cũng không có ngon bằng một bát mì do cha cháu tự tay nấu cho cháu, ăn vào miệng có mùi thơm nồng. Lúc cháu đang khoái trá ăn mì thì cha luôn tỉ mỉ nói với cháu một chút đạo lý, khi đó cháu cũng không có hiểu rõ ràng lắm, nhưng cháu cũng vui sướng gật đầu, cho nên cháu nghĩ, trong tương lai, tinh thần của rượu đỏ còn quan trọng hơn nhiều so với bản thân dịch rượu. Nhưng cháu cảm thấy đây là một quá trình lâu dài. Cháu chấp nhận cố gắng vì quá trình lâu dài này sao? Thủ tướng đột nhiên hết sức yêu thích cô gái nhỏ này. Ánh mắt Đường Khả Hinh lộ ra ánh sáng trong trẻo nhìn về phía thủ tướng, nói cháu chấp nhận vì quá trình lâu dài này mà cố gắng, cháu chỉ lo lắng, cháu không có cơ hội này chỉ cần cho cháu cơ hội cháu sẽ rất cố gắng. Bởi vì việc dốc hết tinh thần sẽ mang đến cho con cái của chúng và tương lai chúng ta thật nhiều thật nhiều câu chuyện truyền kỳ và rượu ngon. Thủ tướng hết sức vui vẻ gật đầu, mỉm cười, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên nói, "Hạo Nhiên, xem ra ánh mắt dùng người của cậu thật sự là hạng nhất." Trang Hạo Nhiên lập tức cười nói, "Thủ tướng, hôm nay ngài khen tôi có chút không công bằng, vì cô gái nhỏ này không phải do tôi khám phá, mà do tổng giám đốc tưởng của chúng tôi phát hiện." là tôi giành được. Hả, Thủ tướng cười nói, Tổng Giám Đốc tưởng rất yêu thích nhân tài, tại sao chịu buông tha một cô gái nhỏ như vậy? Sắc mặt của đường khả hình hơi thay đổi, ngồi ở một bên, không dám lên tiếng. Tưởng thiên lỗi im lặng một lúc, mới mỉm cười nói, Thủ tướng, ngài cơ trí sáng suốt, tự nhiên biết tôi. Tôi, không giữ được cô ấy. Chấm ngoặc kép, đường khả hình nghiêng mặt nhìn về phía anh, cập nhật nhanh nhất tại thích đóc chuyên chấm com nhé. Thủ tướng cũng hiểu được vài phần, mỉm cười nhìn về phía Đường Khả Hinh nói, mới vừa nghe cháu nói rất nhiệt tình, vậy cháu nói cho ông biết, cháu thích rượu đỏ hay thích rượu trắng? Đường Khả Hinh trầm mặt một lúc lâu, ánh mắt lộ ra xa xăm, sâu kín nói, so với rượu trắng mạnh mẽ, cháu là con gái nên thích rượu đỏ nhiều hơn một chút. Chấm ngoặc kép. Thủ tướng nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh lại nói, rượu đỏ vẫn thật thần bí hấp dẫn cháu, cháu muốn mở cánh cửa này ra muốn đem văn hóa rượu đỏ phổ biến cho bạn bè cháu, người thân, người yêu, bao gồm con cái của cháu sau này. Cháu thấy hàng năm Trung Quốc chúng ta nhập khẩu rượu đỏ Lapi hàng đầu phụ thuộc rất nhiều vào thế giới, mà những loại rượu đỏ hàng đầu phải là người có đẳng cấp rượu nhiều năm mới có thể phẩm ngửi ra mùi vị của nó được giấu kín theo thời gian. Người bình thường nếm không ra được, nhưng bởi vì chúng ta quá sùng bái rượu đỏ, có lúc làm cho chúng ta mất đi vị giác của mình mà đi sùng bái nhãn của nó nhưng trên thực tế, cháu thật sự không quá tin tưởng, những người nâng chén uống một cách hào phóng thật sự hiểu được một chai rượu đỏ giá hàng trăm ngàn có mùi vị như thế nào. Thật ra ở nước ngoài, chai rượu đỏ giá một hai trăm đô la đối với bọn họ đã xem như xa xỉ phẩm rồi. Cháu muốn nói cho người khác biết nhiều hơn, thật ra rượu đỏ không có thần bí như vậy, nó là một loại rượu chân thật, không giống như giá tiền, mang đến cho chúng ta mùi vị khác nhau. Chúng ta đừng mù quáng sùng bái nó, nên học chân thành gần gũi nó trong tương lai nếu có thể cháu hy vọng quốc gia có thể có phổ biến rộng rãi văn hóa rượu đỏ cho người dân để cho nhiều người trưng cất rượu nâng cao hiểu biết học tập nước ngoài có thái độ chân thành lãng mạn đối đãi với rượu đỏ chỉ có dũng cảm tiếp nhận ưu điểm của người khác chúng ta mới có tiến bộ suốt cuộc thủ tướng lộ vẻ xúc động nhìn về phía đường khả hình nói cháu gái năm nay cháu bao nhiêu tuổi đường khả hình vẫn còn đắm chìm trong lý tưởng của mình nghe thủ tướng hỏi như vậy Cô hơi mỉm cười trả lời, ông nội, năm nay cháu 23 tuổi. Chấm ngoặc kép, 23, chấm ngoặc kép, thủ tướng cảm thán kêu nhỏ, trên mặt lộ ra vui vẻ nói, quốc gia chúng ta thật sự có rất nhiều người trẻ tuổi có lý tưởng, phải bảo vệ những mầm non này. Chấm ngoặc kép, trang hạo nhiên hài lòng nở nụ cười. Ánh mắt tưởng thiên cũng lộ ra nụ cười. Cháu gái, đối với tương lai, cháu có lý tưởng gì không? Thủ tướng đột nhiên cười hỏi khả hinh. Trang Hạo Nhiên vội nhìn về phía đường Khả Hinh, hai mắt lộ ra ánh sáng nóng bỏng, căng thẳng nhìn cô. Đường Khả Hinh dí dỏm cười một tiếng, chân thành nói, cháu hy vọng, quốc gia chúng ta có thể giống như nước ngoài, khắp nơi là phong cảnh trang trại rượu đỏ xinh đẹp, khắp núi đồi đều nở đầy hoa nho, kết thành quả trong suốt, sau đó ủ ra hương vị rượu đỏ của người Trung Quốc chúng ta và phải mở rộng ra cả châu Á, để cho thế giới biết đến văn hóa rượu đỏ hơn 1.000 năm của Trung Quốc, nói cho người khác biết chúng ta không sợ quá khứ huy hoàng, mà phải dũng cảm đi trên con đường mới, đón nhận tương lai của mình. Trang Hạo Nhiên buông lỏng cười một tiếng. Cuối cùng Thủ tướng hài lòng gật đầu nói, rất cảm ơn cháu. Cập nhật nhanh nhất tại thích đóc chuyên chấm com nhé. À, đường khả hình không hiểu nhìn về phía Thủ tướng. Ánh mắt Thủ tướng lộ ra thâm ý sâu xa, khẽ luồn tay vỗ vỗ cánh tay khả hình, nói, đứa bé ngoan, phải tiếp tục cố gắng. Có lúc, ông nội thân là Thủ tướng một nước, luôn khát vọng nghe được nhiều người trẻ tuổi giống như cháu nói ra lý tưởng, như vậy tương lai quốc gia chúng ta mới có hy vọng. Chấm ngoặc kép, ông, ông nội, chấm ngoặc kép, đường khả hình có chút căng thẳng nhìn về phía thủ tướng, cô không nghĩ nhiều như vậy. Thủ tướng lại không nói gì thêm với đường khả hình mà quay đầu nhìn về phía trang hạo nhiên, đứa bé đầy mưu trí, cười nói, đem hạng mục đầu tư phát triển trên mảnh đất vừa đấu thầu xong năm nay, còn có phương án chi tiết đưa đến phòng thư ký của tôi. Vâng, chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên cười rất vui vẻ. Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng nhìn anh, khinh thường anh chơi chiêu mở ám. Đường Khả Hinh mờ mịt nhìn ba người bọn họ đột nhiên nói chuyện gì mình không hiểu được. chương 242, tiệc sinh nhật 6. Bữa tiệc sắp bắt đầu. Danh viện đưa quà tặng xong, dối rít ngồi chờ, đường Khả Hinh cũng đi theo Tô Linh, muốn đi về phía khu tiệc. Tô Thủy Kỳ ở trong đám người, nhẹ nhàng bắt được cánh tay của cô, cô ngạc nhiên quay đầu, mỉm cười nhìn về phía Tô Thủy Kỳ. Tô Thủy Kỳ cũng mỉm cười nhìn về phía cô, hai mắt lộ ra một chút hy vọng nói, khả hinh. Có phải cô có đồ vật gì đó, chưa đưa cho tôi hay không? Đường khả hinh suy nghĩ một chút, liền a hát một tiếng, không hiểu hỏi tôi. Tôi còn có đồ vật gì chưa đưa cho anh? Tô Thủy Kỳ có chút mất mắt nhìn khả hinh nói, không có sao. Ví dụ như, một tấm thiệp làm bằng hoa cỏ, cũng có thể là chấm ngoặc kép. Đường khả hình đột nhiên nhớ ra, rất ngượng ngùng cười nói, thật xin lỗi, tôi quên. Chấm ngoặc kép, quên, cô, cô quên, Tô Thủy Kỳ rất căng thẳng nhìn về phía khả hình nói, cô quên chuẩn bị quà sinh nhật cho tôi. Một tấm thiệp cũng không có sao. Đường khả hình lắc đầu một cái, cười nói, không phải. Mới vừa trò chuyện với thủ tướng, lập tức quên mất quà sinh nhật của anh rồi. Tô Thủy Kỳ nhìn bộ dáng cô, trong trong lòng máy động, không nhịn được cười nói ý của cô nói. Tôi có quà tặng. Ừm, chấm ngoặc kép, đường khả hình không nhịn được cười nhìn anh, cô ý xị mặt nói căng thẳng như vậy. Quà tặng đâu, lúc này Tô Thụy Kỳ mới căng thẳng nhìn lên nhìn xuống trang phục của cô, không có chỗ nào giấu được quà, anh hơi nghi ngờ nhìn cô. Đường khả hình mỉm cười quay đầu, nói nhỏ với nhân viên phục vụ, cô vui lòng nói với tài xế của tôi ở đại sảnh lầu dưới, đưa quà tặng lên đi. Vâng. Nhân viên phục vụ đi xuống ngay, cập nhật full và nhanh nhất tại thích chuyên com Trong lòng của Tô Thủy Kỳ ngọt ngào, đứng ở trong đám người náo nhiệt nhìn bộ dáng cô tối nay xinh đẹp, rực rỡ, mới dịu dàng nói, lúc này cùng ông nội tôi tán gẫu chuyện gì? Đường Khả Hinh chớp mắt, hơi ngượng ngùng nói, thủ tướng hỏi tôi một chút chuyện liên quan đến rượu đỏ, tôi trả lời cho ông ấy. Tôi cảm thấy ông ấy thật hài lòng. Tô Thủy Kỳ nhìn cô, cười nói, Đường Khả Hinh nghe vậy, Cô ý bướng bỉnh nói, làm sao thủ tướng có thể hài lòng. Ông ấy là thủ tướng một nước, tôi chỉ nói ra quan điểm của tôi, ông ấy không phá vỡ mặt mũi của tôi mà thôi. Tô Thủy Kỳ cũng cố ý nói, đúng vậy, bởi vì tôi đứng ở bên đó, không chỉ một lần nghe cô nói muốn giữ lại một chút gì cho con của mình sau này, bây giờ ngay cả bạn trai cũng không có, cô còn dám nói con của mình. Đường Khả Hinh nghe vậy, chừng to con ngươi, không nhịn được vươn tay, đánh mạnh vào bờ vai của anh một cái, mới nói biết rõ không có ai muốn tôi còn chê tôi như vậy vậy tôi có thể rồi tô thủy kỳ nắm quả đấm nhỏ của cô không nhịn được cười nói đi đường khả hình lập tức rút lại bàn tay nhỏ bé tô thủy kỳ cầm thật chặt đặt ở trái tim của mình sắc mặt có chút mê ly mập mờ nhìn cô mặt của đường khả hình đỏ lên ngẩng đầu lên nhìn về phía tô thủy kỳ tại chỗ ngồi tưởng thiên lỗi ngồi tại chỗ hai mắt lạnh lùng nhìn cảnh tượng phía xa chậm rãi mở khăn ăn ra, hơi chuyển mắt. Như mạt ngồi ở một chỗ khác, nhìn cảnh tượng này, trái tim hơi buộc chặt, mơ hồ bị đau nhói, theo bản năng cô chặn ngực, sắc mặt đột biến. Thế nào, tần vĩ nghiệp nhìn về phía như mạt, có chút lo lắng hỏi. Sắc mặt như mà tái nhợt nhìn chồng, mỉm cười lắc đầu, dịu dàng nói không có việc gì. Quản lý sảnh tiệc cầm một cái khay màu vàng, phía trên để một hộp nhung màu xanh dương đậm, nhanh chóng đi về phía đường khả hình, Nói, Đường Khả Hinh, quà tặng của cô đã đưa tới. Cảm ơn, Đường Khả Hinh mỉm cười đưa hai tay nhận nhung hộp, nắm chặt ở trong tay, hai mắt sáng lấp lánh nhìn về phía Tô Thủy Kỳ, không nhịn được cười. Tô Thủy Kỳ cũng bị cô trêu chọc, liền nhanh chóng nói, mau cho tôi, cập nhật full và nhanh nhất tại thíchdocchuyen.com. Đường Khả Hinh cố ý liếc anh, mới thật lòng đưa quà tặng đến trước mặt của Tô Thủy Kỳ, mỉm cười nói, tôi chỉ là một cô gái đơn giản cho nên chỉ có thể tặng cho anh một phần quà đơn giản, cho nên nếu như quà tặng không tốt, xin anh bỏ qua cho. Chấm ngoặc kép. Tô Thủy Kỳ ngẩng đầu lên nhìn cô một cái, mỉm cười kéo nhẹ sợ dây màu xanh nhạt, cái hộp lỏng ra, mới chậm rãi mở nắp hộp, nhìn thấy bên trong là một chiếc đồng hồ bạch kim nhãn hiệu Royal Green Reason, nổi tiếng trăm năm của anh, dây đồng hồ đeo tay màu đen sang trọng, thiết kế thời trang, thanh lịch, năng động, anh đã từng nghĩ tới rất nhiều loại quà khả hình sẽ tặng, nhưng anh không có nghĩ đến Khả Hinh có thể tặng cho mình đồng hồ đeo tay quý giá. Anh cảm động ngẩng đầu lên, nhìn Khả Hinh, đau lòng nói. Đứa ngốc, tại sao mua quà tặng quý giá như vậy? Một nghìn đồng đối với đường Khả Hinh mà nói, đã rất quý giá, cô liền mỉm cười nói, vẫn tốt mà, phát tiền lương xong liền lấy tiền mua. Mặc dù tôi ở chung với nhã tuệ nhưng cũng chưa từng mua món quà quý trọng như vậy tặng cho cô ấy. Chấm ngoặc kép. Cô cố ý nói nhỏ. Tô Thủy Kỳ thật vui vẻ, thật dịu dàng mỉm cười, không nhịn được cầm cái hộp, nhìn chiếc đồng hồ đeo tay nằm trong hộp nhung chiếu sáng lấp lánh, có một chút cảm động tràn chạy lên não làm cho anh nhất thời nói không ra lời. Khả Hinh nhìn vẻ mặt anh, có chút lo lắng nói Tô Thủy Kỳ. Có phải anh, không thích hay không? Tô Thủy Kỳ vẫn chăm chú nhìn chiếc đồng hồ, thật rất thích hợp với mình, anh ngẩng đầu nhìn cô, cảm động nói thích. Chấm ngoặc kép, đường Khả Hinh yên tâm. Lập tức cười nói tôi đeo giúp anh nhé. Ừ, chấm ngoặc kép, Tô Thủy Kỳ nhìn cô, cười gật đầu. Đường Khả Hinh lập tức nhận lấy chiếc đồng hồ, kéo tay của anh, hai người ngồi chung trên ghế salon, cô cẩn thận cầm đồng hồ, cởi nhẹ khóa, mới nói tôi vẫn cảm thấy đàn ông đeo đồng hồ rất đẹp trai. Thật sao, Tô Thủy Kỳ dịu dàng nhìn cô. Ừm, đường Khả Hinh mở nút khóa, đặt đồng hồ đeo tay ở trên đầu gối mình, rồi cầm cổ tay Tô Thủy Kỳ sắn ống tay áo lên, lộ ra cổ tay trắng sáng khỏe mạnh của anh, cô cẩn thận đem đồng hồ đặt nhẹ vào cổ tay, rồi hơi cúi thấp, cài khóa đồng hồ cho anh. cập nhật full và nhanh nhất tại thích đóc chuyên .com. tô thủy kỳ yên lặng ngồi ở chỗ đó, mặc cho ngón tay của cô thật cẩn thận di chuyển trên cổ tay mình, xẹt qua từng trận mềm mại ấm áp và cảm giác nhồn nhột, thật thoải mái. tim của anh hơi ấm áp, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn khả hình. đường khả hình cẩn thận cài khóa dây đồng hồ cho tô thủy kỳ xong mới vui vẻ nhìn đồng hồ bạch kim đeo vào cổ tay trắng tinh của anh thật rất đẹp mắt, cô hơi kích động ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn anh. Tô Thủy Kỳ cũng mỉm cười nhắc cổ tay, nhìn chiếc đồng hồ đắt tiền, ấm áp bám vào trên cổ tay của mình, trong trong lòng anh đột nhiên máy động, ngẩng đầu nhìn đường khả hinh, dịu dàng nói cô biết. Cô gái tặng đồng hồ cho đàn ông là có ý nghĩa gì không? Đường khả hinh không hiểu ngẩng đầu nhìn anh, ngây ngốc lắc đầu một cái, nói không biết. Chấm ngoặc kép. Tô Thủy Kỳ nhìn Đường Khả Hinh thật sâu, nói là làm cho đối phương từng giờ từng phút nhớ tới cô ấy. Chấm ngoặc kép mở ngoặc đơn cập nhật full và nhanh nhất tại thíchđoctruyen.com. Trong lòng Đường Khả Hinh hoảng hốt, mặt lập tức ửng hồng nói thật xin lỗi tôi, tôi, tôi không nghĩ nhiều như vậy. Chấm ngoặc kép mở ngoặc đơn cập nhật full và nhanh nhất tại thíchđoctruyen.com. Tô Thủy Kỳ đột nhiên cười một tiếng, nhìn chăm chăm Đường Khả Hinh giọng nói khàn khàn cảm tính nói, nếu em nghĩ nhiều như vậy thì tất cả mọi thứ đều thay đổi, anh thích em mọi thứ đều tự nhiên như vậy đến gần anh, giống như ngày em mặc áo bệnh nhân màu trắng, mái tóc dài đến eo, hoảng sợ đứng ở trước cửa tiệm của anh, hai mắt ngập tràn nước mắt. Khi đó, anh đã chú ý đến em rất nhiều, muốn gọi em đi vào, nhưng lại không dám quấy nhiễu em. Thật ra em không biết, khi đó em thật đẹp, chấm ngoặc kép. Hai mắt đường khả hình dương dương nhìn Tô Thủy Kỳ, muốn cười, lại quá cảm động nghẹn ngào cúi thấp đầu không lên tiếng tô thủy kỳ nhẹ nâng mặt của khả hinh nhìn ánh mắt cô mê ly mộng ảo nhìn má bên phải xinh đẹp trong lòng anh thầm nói cô gái này tuyệt đối xinh đẹp thật lòng nói khả hinh hôm nay cảm ơn món quà sinh nhật của em cảm ơn em ăn mặc hoàn mỹ xuất hiện ở trước mặt của anh như vậy anh muốn tặng lại cho em một món quà hy vọng em có thể tiếp nhận chấm ngoặc kép đôi mắt đẫm lệ của đường khả hinh nhìn chằm chằm ánh mắt tô thủy kỳ có chút không hiểu nhìn anh, nói anh. Anh muốn tặng cho em món quà gì? Chấm ngoặc kép. Tô Thủy Kỳ nhìn khả hình tối nay đẹp như vậy, hai mắt của anh phát ra bình tĩnh, sâu sắc nói anh muốn tặng cho em một món quà xinh đẹp. Chấm ngoặc kép. À, tặng cho em một món quà xinh đẹp, nghĩa là sao? Đường khả hình không hiểu nhìn anh hỏi. Cập nhật full và nhanh nhất tại thích đóc chuyên com. Tô Thủy Kỳ nhìn đường khả hình thật lòng nói, anh đã từng thề với trời, cuộc đời này không cầm dao giải phẫu nữa, cũng sẽ không cứu giúp bất kỳ ai. Nhưng sự xuất hiện của em nhiều năm qua nói cho anh biết, trên thế giới này, mỗi người có quá nhiều cơ hội nhưng thật ra không cần người khác cứu giúp, em chỉ có má phải cũng có thể sống rất tốt. Cuộc đời của anh đã từng gánh nặng cuộc đời của một người khác, anh quá mệt mỏi, quá mệt mỏi. Nhưng ở trong thế giới của em, anh thấy em không có gì cả, anh cảm thấy mình hạnh phúc. Thật sự cảm thấy mình hạnh phúc, chấm ngoặc kép. Đường Khả Hinh nhìn Tô Thủy Kỳ có một chút đau buồn, cô cũng không nén được đau buồn, rơi lệ nhìn anh. Tô Thủy Kỳ đột nhiên mỉm cười nhìn cô, xúc động bưng mặt của cô, nói, Khả Hinh. Bởi vì bây giờ em là hạnh phúc của anh, cho nên, anh cũng khát vọng em được hạnh phúc. Nếu em chấp nhận, anh quyết định vì em cầm lại dao giải phẫu, trả lại cho em một má trái hoàn mỹ. Đường Khả Hinh kinh ngạc nhìn anh, trong lòng chấn động thật mạnh. mươi 243, Nâm Rồng Vàng anh nói cái gì, đường khả hình cho rằng mình nghe lầm, lại nhìn Tô Thủy Kỳ, không thể tin, nghẹn ngào nói, anh nói. Anh nói trả lại má trái cho em. Tô Thủy Kỳ khẳng định cười gật đầu, nói, đúng vậy. Anh có thể trả lại cho em má trái hoàn mỹ, em chấp nhận không? Đường khả hình đột nhiên thật kích động nở nụ cười, nhưng lại không dám vui mừng quá sớm, lại nhìn Tô Thủy Kỳ, nghẹn ngào nói, anh nói thật sao? Em có thể, em có thể giống như quá khứ sao? Tô Thủy Kỳ cũng kích động gật đầu nói, đúng vậy. Em có thể giống như quá khứ. Anh bảo đảm, chấm than ngoặc kép. Nước mắt đường khả hình từng viên lăn xuống, trái tim kích động run rẩy cô cũng không dám tin tưởng ngẩng đầu nhìn Tô Thủy Kỳ. Tô Thủy Kỳ cũng không nhịn được cười, nhìn cô thật lòng nói, ngày mai, anh sẽ đưa em đến bệnh viện, làm kiểm tra lần nữa, sau đó anh mời bác sĩ ngoại khoa chỉnh hình tốt nhất, phân tích tình trạng da của em, chỉ cần không phải là da quá nhạy cảm, anh sẽ có biện pháp để cho em đẹp hơn so ngày trước, mọi chuyện đều giao cho anh, em tin tưởng anh không? Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, vui vẻ nhìn Tô Thủy Kỳ, nghẹn ngào gật đầu, cười nói, em tin anh. Em rất tin tưởng anh, cảm ơn anh, cập nhật full và nhanh nhất tại chuyên com Tô Thủy Kỳ cũng đau lòng, bưng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, lau đi từng viên nước mắt lăn xuống trên mặt cô, dịu dàng nói, được rồi, đừng khóc, hả? Đừng khóc. Đường khả hình nhất thời cảm thấy cuộc sống của mình tràn đầy hy vọng, thật vui vẻ nghẹn ngào nở nụ cười, cầm khăn tay trắng, lau nhẹ nước mắt trên mặt, lau lau, lại vui vẻ cười nói, nếu mặt của em có thể tốt hơn, em. Em có thể vui vẻ và buông lỏng đi thăm cha của em rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Thủy Kỳ lại nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, cảm động nói, anh đã từng hứa với em, sau này có thời gian, anh cùng em đi gặp cha của em một chút. Đến lúc đó mặt của em đã hoàn chỉnh, anh cùng em đi gặp cha. Chấm ngoặc kép, đường khả hình lại vui vẻ nở nụ cười, cười thật xinh đẹp. Tô Thủy Kỳ cũng cười thật vui vẻ nói, được rồi, hiện tại buổi tiệc sắp bắt đầu, chúng ta cùng đi ngồi. Chấm ngoặc kép mở ngoặc đơn, cập nhật full và nhanh nhất tại thích chuyên com. Khả Hinh nhìn Tô Thủy Kỳ dắt mình đi tới bên cạnh thủ tướng, mặt của cô có chút ửng đỏ, vội kéo tay lại, nói, không được. Em không thể ngồi ở nơi đó thật làm cho người ta căng thẳng. Chấm ngoặc kép. Tô Thủy Kỳ nắm bàn tay nhỏ bé của cô, nhìn bộ dáng cô xấu hổ, trêu đùa cô nói, em mới vừa trò chuyện với ông nội anh rất tốt, hơn nữa còn có con cái, cũng đâu có xấu hổ. Chẳng lẽ em không nhìn ra, lúc ấy ông nội anh nghe em nói đến đứa bé thì ông nội của anh cười mừng rỡ sao? Ôi chao, em không có ý này." Đường Khả Hinh lập tức đỏ mặt nói. Cập nhật full và nhanh nhất tại chấm com ôi chao là có ý gì xem em còn gấp hơn anh đấy tô thủy kỳ nói vừa xong một tay cũng đã ôm lấy eo nhỏ của cô một tay nắm bàn tay nhỏ bé của cô mập mờ dắt cô đi về phía buổi tiệc sau đó nhỏ tiếng kêu ông nội thủ tướng ngẩng đầu lên đầu tiên liếc mắt nhìn cháu trai lại nhìn bộ dáng đường khả hình xấu hổ căng thẳng ông hơi suy nghĩ mới mỉm cười nói ngồi đi chấm ngoặc kép tô thủy kỳ rất vui vẻ lập tức đỡ đường khả hình ngồi ở bên cạnh ông nội của mình mình ngồi ở bên cạnh cô. Tô Vân Tường cũng mỉm cười nhìn về phía Khả Hinh, nói, Khả Hinh, đừng căng thẳng, mặc dù con nhìn Thủ tướng rất nghiêm túc, nhưng chỉ cần con không làm chuyện xấu, ông sẽ không bắt con. Tất cả tân khách có mặt đều bật cười. Đường Khả Hinh cũng đỏ mặt không nhịn được bật cười, ngẩng đầu lên nhìn về phía mọi người, tất cả tân khách cũng xem cô như cháu dâu của Thủ tướng, cùng nhau bật cười, trong lúc nhất thời, cô không nhịn được đưa hai tay ra, khẽ che mặt lại thẹn thùng mỉm cười. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người đều bật cười. Trang Hạo Nhiên không nhịn được, cười nói, thủ tướng, tất cả mọi chuyện đều là lỗi của ngài, ngài làm cho cô gái nhỏ nhà tôi hoảng sợ. Ai, người trẻ tuổi, da mặt mỏng như vậy làm sao được. Tuy rằng thủ tướng nói như thế, cũng đã cầm đũa lên, đưa tay tới bàn tiệc, gắp một khối bánh ngọt trứng muối, đặt xuống ở trong chén Khả Hinh, mới nói. Ăn đi, chấm ngoặc kép người trên bàn tiệc lại trêu chọc vỗ tay hoan hô. Đường Khả Hinh rất cảm động, lập tức vươn tay mỉm cười muốn cầm đôi đúa, Đột nhiên trong vòng tay đinh một tiếng vang lên giọng nói của khúc Huyền Đình đang theo dõi ở đầu bên kia truyền tới. Đường Khả Hinh không phải cô cảm động đến ngu ngốc sao? Cô quên tôi đã nói với cô trong bữa ăn tây khi ăn bánh ngọt nhất định phải dùng muống. Cô sướng sờ thiếu chút nữa quên mất khúc Huyền Đình sợ mình ở trong bữa tiệc làm rối loạn mọi thứ liền cứng rắn lấp tai nghe trong lỗ tai mình, bất cứ lúc nào cũng dám sát mình, hai mắt của cô xoay tròn, mặt nhìn thủ tướng, mỉm cười cúi đầu nói cảm ơn thủ tướng. Chấm ngoặc kép, cầm muỗng lên, chấm ngoặc kép, giọng nói khúc huyền đình truyền đến, cập nhật full và nhanh nhất tại thích chuyên com. Đường khả hình chớp mắt, liền cẩn thận cầm cái muỗng nhỏ, không ngờ cầm quá lỏng, cái muỗng soảng một cái, rớt trong chén. Mặt của cô đỏ lên, ngẩng đầu lên thật căng thẳng nhìn về phía mọi người người toàn trường không nhịn được bật cười tôi đã nói cô là thứ vô dụng cầm muỗng cô cũng cầm không xong đợi lát nữa ăn tiệc cô sẽ hiểu được chấm than ngoặc kép giọng nói khúc huyền đình lạnh lùng truyền đến nói lập tức cầm muỗng lên sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía mọi người mỉm cười nói thật xin lỗi chấm ngoặc kép đường khả hình lập tức cầm muỗng lên nhìn về phía mọi người xin lỗi mỉm cười nói thật xin lỗi chấm ngoặc kép ăn nhanh đi đừng căng thẳng chấm ngoặc kép chu anh mỉm cười nói vâng chấm ngoặc kép đường khả hình cầm muống lên theo thói quen muốn múc từ giữa cái bánh ngọt để ăn đây là phương pháp thưởng thức cô thích nhất tối hôm qua không phải tôi đã nói với cô rồi sao lúc dùng bánh ngọt trừ tình huống đặc biệt không thể ăn bánh ngọt từ chính giữa chấm than ngoặc kép khúc huyền đình lại lạnh lùng nói đường khả hình không dám lên tiếng lập tức cầm muỗng cẩn thận múc nhẹ một góc bánh ngọt trứng muối bỏ vào trong miệng, đôi môi nhấp nhẹ, nhai khẽ, ánh mắt lộ ra vui vẻ nhìn về phía thủ tướng, nhẹ nhàng nuốt bánh ngọt xuống, thật dịu dàng tán thưởng cười nói, bánh ngọt ăn thật ngon, thật tuyệt vời, cảm ơn ông. Thủ tướng chấm ngoặc kép. Tưởng Thiên Lỗi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Đường Khả Hinh, nụ cười kia, thần thái kia, nét mặt kia, bộ dáng kia, anh a hát một tiếng, bật cười. Trang Hạo Nhiên suýt chút nữa không nhịn được bật cười cúi đầu, chân không cẩn thận đạp chúng tưởng thiên lỗi. cập nhật full và nhanh nhất tại thích đóc chuyên .com. tưởng thiên lỗi đưa chân lên hung hăng ra sức đạp lên trên giày da của anh một cái. a, à, trang hạo nhiên đột nhiên cao giọng kêu lên. người toàn trường đều nhìn về phía anh. đường khả hình cũng nhẹ nhàng ăn uống, cảm thấy có chút may mắn thoát khỏi tai hỏa vụng về, muốn mở miệng trêu chọc hỏi anh có chuyện gì, sau đó nghe giọng nói của khúc huyền bình lập tức truyền đến, cô dám mở miệng thử xem chấm than ngoặc kép. Cô vừa nghe, liền dùng vẻ mặt rất kinh ngạc và quan tâm nhìn về phía anh. Quả nhiên toàn trường không có một cô gái nào mở miệng nói chuyện, ngay cả tử hiền bình thường phách lối, nói chuyện không có cân nhắc, ở trong trường hợp này cũng không dám nói gì. Quả nhiên thủ tướng mở miệng quan tâm hỏi, hạo nhiên, cậu làm sao vậy? Tôi, chấm ngoặc kép, trang hạo nhiên rút lại giày của mình, hơi thất lễ cười nói, tôi không cẩn thận quẹt chúng góc bàn. Chấm ngoặc kép, Thật sao, tôi xem một chút, tưởng thiên lỗi cố ý giả bộ tốt bụng nói. Không cần, tôi không sao, Trang Hạo Nhiên lập tức nói. Mọi người lại mỉm cười gật đầu. Trang Hạo Nhiên quay đầu, nhìn về phía tưởng thiên lỗi, nói nhỏ, thân ái, đừng như vậy mà. Tưởng thiên lỗi lạnh lùng nâng rượu khai vị, uống một ngụm mới nói, cậu dùng phương pháp này cướp dự án đầu tư của tôi, có quá là hèn hạ hay không? Tôi nào có, mọi người đều có bản lãnh mà nếu tôi không phải là một người có năng lực siêu phàm, làm sao có tầm nhìn làm chuyện lớn. Trang hạo nhiên liếc về phía anh, mềm mỏng nói. Tưởng thiên lỗi lạnh lùng trừng mắt về phía anh. Quản lý sảnh tiệc và lưu nhã tuệ nhanh chóng đi tới, mỉm cười nói tổng giám đốc, đã đến giờ đãi tiệc. Cập nhật full và nhanh nhất tại thích đóc chuyên com. Ừ, tưởng thiên lỗi mỉm cười gật đầu, hai người bọn họ nhanh chóng đi về phía chính giữa hội trường đứng tại hai bên bục điều hành, vỗ vỗ tay. Cả sảnh tiệc lập tức tối sầm lại, toàn trường nhất thời yên tĩnh, tiếng nhạc êm ái nồng nàn vang lên, tất cả chung đèn cầy nhỏ đặt trong giỏ hoa hồng tại sảnh tiệc, nhất thời từ màu đỏ chuyển sang xanh, lại chuyển sang màu vàng, vốn lúc đầu là hoa hồng màu trắng, sau đó giống như bị phủ lên một màu hồng tuyệt đẹp, nhất thời từ phía sau sân khấu, ba luồng ánh sáng chiếu tới trước sảnh tiệc, lập tức xuất hiện khói mù mờ ảo, lúc này, tất cả tân khách không có chú ý đến, giỏ hoa hồng chậm rãi bay lên, trong lúc tân khách xôn xao, không tập trung, càng không ngừng di chuyển vị trí, cuối cùng ba luồng ánh sáng hội tụ trước sàn nhảy, lúc này, ở bên trong màn ảnh lớn, xuất hiện một rừng trúc thiên nhiên xanh tươi thơ mộng, con đường nhỏ uốn lượn dẫn tới phía trước, có một cô gái xinh đẹp mặc sườn xám màu đỏ, chống cây dù cổ màu trắng, từng bước từng bước đi ra phía trước, đang lúc cô bước đi trên con đường trúc xanh nho nhỏ, càng đi càng xa thì đột nhiên bóng dáng xinh đẹp chống cây dù, như có chuyện vui, xoay người mỉm cười dịu dàng xinh đẹp hai mắt lấp lánh nhìn mọi người phía trước mặt tân khách đang bị thiếu nữ trong màn hình hấp dẫn thì đột nhiên từ hai bên màn hình bước ra nhiều thiếu nữ sắp hàng chỉnh tề người mặc váy dài màu đỏ xinh đẹp dáng dấp động lòng người tay nâng bốn cái mâm hình con rồng vàng bay lên tất cả chỉnh tề tư thế giống như người đẹp trong tranh cùng đi về phía bàn tiệc trong đó thiếu nữ mới vừa xuất hiện trong màn hình tự mình cầm một cái mâm rồng vàng hơi mỉm cười hé đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng nói thưa các vị khách quý món ăn thứ nhất kim ngọc mãn đường. Cầu chúc cho cậu chủ tô tương lai thắng lợi, cập nhật full và nhanh nhất tại thích chuyên com Cô mỉm cười nói xong, liền đem mâm rồng vàng đặt nhẹ ở giữa bàn, nhẹ nhàng mở nắp, liền nhìn thấy gạo nếp thượng đẳng Giang Nam, kết hợp nước suối trong lành của Giang Nam vào đầu mùa xuân, dùng ngũ cốc Trung Quốc phối hợp, cộng thêm bạch quả, táo đỏ, kỳ tử, táo tàu, đặc biệt có thể chế biến một số món ăn ngọt tráng miệng. Trường 244, Endless Love, Đường Khả Hinh hết sức tò mò nhìn về phía mâm, kim ngọc mãn đường, đặt ở giữa bàn tiệc, nghĩ tới cho dù là món ăn Trung Quốc hay món ăn Tây, bình thường đều là đồ ngọt ăn sau, tại sao hôm nay ăn đồ ngọt trước? Tô Linh giống như hiểu thắc mắc của đường Khả Hinh, liền mỉm cười nói với cô, Khả Hinh, bởi vì từ nhỏ mẹ của chị hết sức thương yêu chị và Ricky, cũng bởi vì ông nội là thủ tướng một nước, cho nên mẹ thành tâm khấn trước mặt Đức Phật, mong ông nội chị nước thuận lợi mong chị và Ricky có thể bình an khỏe mạnh lớn lên, nếu Phật chứng dám tâm nguyện, bà nguyện cả đời ăn chay, cho nên hôm nay món ăn thứ nhất là chị và Ricky cùng cảm ơn mẹ, cảm ơn bà chịu đủ khổ sở mà người thường không thể chịu được khi Ricky ra đời. Cũng dùng món ăn này kính chúc cho những người mẹ trên thế giới, cầu nguyện họ bình an, khỏe mạnh, hạnh phúc. Toàn trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Lúc này Tô Thủy Kỳ đột nhiên mỉm cười đứng lên, đi tới sau lưng mẹ, ôm nhẹ mẹ, nhẹ nhàng hôn ở trên mặt của bà chu anh cảm động vui vẻ vỗ nhẹ mặt của con trai nói ngoan hôm nay sinh nhật của con mẹ chúc ricky sinh nhật vui vẻ bình an khỏe mạnh mẹ không có mong muốn gì lớn chỉ mong con có thể vui vẻ là tốt rồi chấm ngoặc kép cảm ơn mẹ chấm ngoặc kép hai mắt tô thủy kỳ hiện ứa lệ cảm động lại hôn trên mặt mẹ toàn trường lại vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt đường khả hình cũng kích động vỗ tay hai mắt dưng dưng nhìn Tô Thủy Kỳ và mẹ rất thân mật, cô đột nhiên nhớ tới bong dáng tiểu tụy của mẹ, lòng của cô không khỏi nhói đau. Trong tiếng vỗ tay, Tô Thủy Kỳ trở lại ngồi ở bên cạnh đường Khả Hinh, nhẹ đỡ hông của cô, cúi đầu, nói khẽ chúng ta chúc mẹ của Khả Hinh cũng bình an khỏe mạnh, sau khi mặt của em tốt rồi, chúng ta cùng đi thăm cha, sau đó đi thăm mẹ. Đôi mắt đường Khả Hinh đẫm lệ nhìn chầm chầm anh. Ba cô gái mặc sườn xám màu đỏ bước nhẹ lên trước, Dùng muỗng vàng nhẹ nhàng múc một phần sôi táo đỏ, để xuống trong đĩa, đưa đến trước mặt của Tô Thủy Kỳ, Tô Thủy Kỳ tự mình nhận lấy cái đĩa, đưa đến trước mẹ, Tô Linh cũng nhận lấy một cái đĩa vàng đưa đến trước mặt mẹ, lại múc một phần, đưa đến trước mặt ông nội, sau đó mới ngồi vào chỗ. Tô Thủy Kỳ lại tự mình múc một phần cho Khả Hinh, đưa đến trước mặt cô. Đường Khả Hinh cảm ơn nhận lấy, liền dùng muỗng, nhẹ nhàng ngậm một chút chợt cảm thấy sôi táo đỏ vào miệng tan đi, cảm giác không quá ngọt ngấy cô hơi kinh ngạc mùi vị này, vừa muốn trực tiếp phát biểu ý kiến của mình. Khụ, trong tai nghe truyền đến giọng của khúc huyền đình. Đường khả hinh khẽ chớp mắt, hơi gật đầu tán thưởng món ăn này, rồi dịu dàng nói, món ăn xôi táo đỏ này khi tan vào trong miệng, mềm mà không đặc, em xin phép muốn thỉnh giáo một chút, có phải đặc biệt dùng nước suối trong sạch trên đỉnh núi tuyết cao, được người dân địa phương hứng lấy, chứa ở trong ống tre, sau đó chôn ở trong tuyết, bảo quản một vài ngày mới lấy ra, táo đỏ đã dần dần mềm đi, cho nên ở bên trong xôi táo đỏ này phảng phất có một mùi hương tre ở trong núi sâu. Chấm ngoặc kép, Tô Linh hết sức kinh ngạc nhìn về phía đường Khả Hinh, mỉm cười nói, Khả Hinh thật là cao thủ thưởng thức, không sai, món ăn này chính là món ăn chay chị mời đầu bếp nổi tiếng nhất Giang Nam, cố ý nấu ra. Món ăn này nhìn như đơn giản, nhưng rất khó, nhất là nước tuyết, bảo quản trong ống tre, nhiều không thể nhiều, ít không thể ít, chỉ cần chứa 8 phần, như vậy trong ống tre mới có thể giải phóng mùi thơm kết hợp với nước, tỏa ra hương vị tuyệt vời và ngọt ngào, là mùi vị mà mẹ của chị thích nhất. Chấm ngoặc kép. Đường khả hình thật lòng nhìn về phía Tô Linh, mỉm cười nói, có thể có một người con gái tốt như Tô Tiểu Thư, em nghĩ gì nhất định cảm thấy rất an ủi và hạnh phúc, bởi vì quá trình chế luyện này nhất định do chị Đích Thân thực hiện. Tô Linh cảm thán đường khả hình quá thông minh sáng suốt, cũng hơi ngượng ngùng nói, chị chỉ đúng lúc đến Giang Nam đi một chuyến xem sắc rất xinh đẹp như tranh vẽ, nên muốn mang về tặng cho mẹ. Chu Anh vui vẻ gắp lên một viên táo đỏ, thả vào trong chén con gái, mới cưng chiều nói, mẹ biết con ngoan. Chấm ngoặc kép. Cảm ơn mẹ, Tô Linh giúp vào trong ngực mẹ. Đường Khả Hinh nhìn cảnh tượng này, trong lòng không khỏi chua sót, mới vừa cảm thán thì đột nhiên toàn trường tối lại, Ba luồng ánh đèn chợt sáng lên chiếu vào tấm bảng chúc mừng sinh nhật cổ xưa trước bàn, rồi chuyển đến chiếc bàn chế luyện mì trường thọ ở bên cạnh, trông rất sống động. Một tiếng sáo đột một vang lên trong cả hội trường. Đang lúc mọi người mê hoặc thì trước bàn tiệc sáng lên ánh đèn màu hồng. Một cô gái xinh đẹp mặc váy lụa màu hồng thật dài, buộc tóc đuôi ngựa thật cao, cầm cây sáo dài nửa thước thổi lên khúc nhạc dịu êm, dịu dặt trầm bỗng, hơi thở nhẹ nhàng chậm rãi cao thấp phập phồng, nhưng không có chút rối loạn lúc này trong màn hình trước bàn tiệc xuất hiện phong cảnh nam sơn trùng điệp xa xăm rừng xanh biên biếc đầy sức sống thác nước chảy róc rách dòng chảy cuồn cuộn không ngừng tô thủy kỳ nhìn cảnh tượng này đột nhiên quay đầu nhìn về phía chị tô linh cũng hết sức thương yêu nhìn em trai mỉm cười tô thủy kỳ cảm động xoay người nhìn về phía màn hình khổng lồ thì lại thấy trên đỉnh nam sơn đột nhiên xuất hiện một con đường nhỏ thật dài một người đàn ông trung niên cả người mặc áo truyền thống trung hoa màu trắng Quần dài màu đen, giống như trang phục võ thuật, từ đầu núi kia đi tới, bước chân vững vàng nhanh nhẹn, chân đạp đá nhọn, mặt không chút đổi sắc, vẻ mặt thận trọng, ánh mắt chăm chú. Một đám sương mù nhào tới, nhất thời cảnh sắc xinh đẹp trước mặt trở nên mông lung, người đàn ông trung niên giống như từ trong tranh đột nhiên xuất hiện ở trong sảnh tiệc, cúi người thật sâu chào mọi người. Các tân khách kêu lên xôn xao, tiếng vỗ tay cuồng nhiệt vang lên. Ở trong sáu miên man của cô gái, Người đàn ông trước mặt lập tức đi tới trước bàn chế luyện mì trường thọ, nhanh chóng đổ bột mì ra, bàn tay ở trong bột mì, giống như luyện võ thuật, xoay tròn một vòng, rồi rót nước sạch, ông ta bắt đầu nhanh chóng cầm bột mì lên xoay tròn, từng khối bột mì ở trong lòng bàn tay màu đồng của ông ta nhanh chóng nhào nặn thành một khối, sau đó nhìn thấy ông ta đột nhiên ném khối bột lên không trung, đôi tay tiếp được, phịch một tiếng nện ở trên bàn, đôi tay dùng sức nhà nhào nặn bột. Mạnh mẽ nhào nặn bột. Tiếng vỗ tay vang lên liên tiếp lúc tiếng sáo sắp dừng lại thì một cô gái xinh đẹp khác, mặc váy màu hồng nhạt, đứng ở giữa màn hình, dịu dàng hát ca khúc Endless Love, sư phụ đứng ở phía dưới phối hợp tiếng nhạc, nắn mì sợi, thì phía dưới sảnh tiệc đột nhiên có một nam một nữ dương đôi cánh trắng thiên sứ bay lên, khiến cho các tân khách xôn xao một lúc, bọn họ chỉ nắm một sợi dây lụa màu trắng bay lượn giữa không trung, hạnh phúc lãng mạn lượn vòng tròn, nam tuấn mỹ, nữ ngọt ngào động lòng người. Hai chân bọn họ cùng quấn chặt sợi dây buông người xuống phía dưới, đôi tay mở ra, giống như thần tiên bay lượn. Tô Thủy Kỳ nhìn cảnh tượng này, trong lòng đột nhiên đau nhói, nhớ tới nhiều năm trước, mình muốn buông xuống giao giải phẫu thì người chị của mình luôn luôn yêu thương đứng ở trước phòng làm việc của mình tại bệnh viện, nước nở rơi lệ khóc nói, em trai, chị biết, giấc mộng của cậu giống như ông nội, dùng biện pháp khác nhau để cứu giúp nhiều người, nhưng... Hôm nay cậu lại vì một mình cô ấy mà buông tha giấc mộng của mình, buông tha hy vọng của chúng tôi đối với cậu sao? chị vì cậu có thể trông non nhà của chúng ta chỉ cần cậu thực hiện mơ ước là được em trai nghe chị nói một câu tình yêu tuyệt đối không phải là tất cả trong cuộc đời nếu cậu đánh mất bản thân cô ấy cũng không sẽ yêu cậu đến cùng cậu hãy vì chị vì niềm hy vọng của cả nhà đối với cậu cậu suy nghĩ lại một chút đi chị cầu xin cậu tương lai nhất định sẽ có một người rất yêu cậu xuất hiện trong cuộc đời cậu cùng chung lý tưởng với cậu nhưng người kia không phải là cô ấy Cậu hãy tin tưởng chị, cô ấy chỉ làm tổn thương cậu, em trai tốt của chị. Chấm ngoặc kép, hai mắt Tô Thủy Kỳ nhất thời ươn ướt, nhìn một nam một nữ mặc trang phục màu trắng, bay múa ở giữa không trung bày tư thế lãng mạn. Anh biết chị mình khát vọng có một ngày, mình khôi phục lại, có thể tìm được tình yêu đích thực, cùng đi về phía hạnh phúc ngọt ngào nhất. Anh đột nhiên thở dài một hơi, quay đầu, nhìn về phía chị. Tô Linh cũng hai mắt dương dưng nhìn em trai, khích lệ nở nụ cười. Tô Thủy Kỳ lại chậm rãi nhìn khả Hinh, Lúc này cô lộ ra gò má xinh đẹp mộng ảo, vô cùng kinh ngạc nhìn về phía đôi nam nữ trên không trung. Đột nhiên quấn vào nhau, rồi xoay tròn trên không trung, điệu bộ múa tuyệt đẹp. Toàn trường lại vang lên tiếng vỗ tay. Lúc này vị sư phụ đã nhào nặn xong một cây mì trường thọ, bất thình lình ném cây mì trường thọ lên không trung, tạo thành hình cung xinh đẹp. Cô gái xinh đẹp mang đôi cánh trật từ không trung bay qua bắt lấy, cuối cùng thành công rơi xuống đất. Ồ chấm ngoặc kép, đường khả hình cùng tất cả tân khách, kinh ngạc vỗ tay. Tô Thủy Kỳ nhìn cô vui vẻ như vậy, cũng vui vẻ cười với cô, nhìn về phía điệu múa kia nói thích không? Thích, đường khả hình lại nhìn Tô Thủy Kỳ, hai người cùng nở nụ cười. Tô Linh mỉm cười nhìn về phía em trai và khả hình, giống như một đôi tình nhân bé nhỏ ngây ngô cười khúc khích, thậm chí nhìn em trai lộ ra nụ cười rất vui vẻ trong nhiều năm qua, lòng của cô cũng không nhịn an ủi, Người nói, đã thật lâu tôi không thấy em trai vui vẻ như vậy, xem ra đường khả hinh là một cô gái thật đáng yêu, lúc này ông nội cũng hết lời khen ngợi cô ấy. Chấm ngoặc kép, tử hiền ngồi tại chỗ, nhàm chán nở nụ cười nói, dĩ nhiên. Má trái bị hỏng, không cố gắng lấy lòng người khác, làm sao mà sống. Sắc mặt của tô linh khẽ thay đổi, quay đầu nhìn về phía tử hiền, có chút nghiêm túc mượn tiếng nhạc hỏi nhỏ cô nói cái gì. Cô nói mặt đường khả hinh, thế nào, Tử Hiền quay đầu nhìn về phía Tô Linh, có chút giật mình bật cười nói chị không biết sao. Lần trước em nghe chị hỏi thăm tình hình của cô ấy. Chấm ngoặc kép, tôi chỉ muốn biết cô ấy làm việc ở nơi nào, tôi cũng không thích hỏi thăm chuyện riêng của người khác, đó là quá khứ của cô ấy, tôi vô ý biết được. Chấm ngoặc kép, Tô Linh lạnh nhạt kiêu ngạo nói. Ba năm trước đây, không biết cô chọc ra chuyện gì, sau đó má trái đã bị hủy, cả một bên, nhìn rất kinh khủng, nghe nói là bị tạt axit. Ba năm sau, đầu tiên thầm lén vào khách sạn Á Châu làm nhân viên rửa ly tách, sau đó bởi vì cô ấy thật có chút tài hoa, ngay cả em cũng thán phục sự hiểu biết của cô ấy về rượu đỏ, nên được thiên lỗi coi trọng, vốn muốn phái cô ấy đến Anh Quốc học tập, không ngờ bị hạo nhiên đoạt đi. Chấm ngoặc kép, vẻ mặt của Tô Linh dần dần thay đổi, hai mắt lộ ra ánh nhìn trong trẻo, nhìn về phía đường khả hinh ngồi ở bên cạnh em trai, vui vẻ nở nụ cười xinh đẹp, quả thật bên má phải rất xinh đẹp, nhưng khó trách trên người cô phát ra một loại khí chất khác lạ cô lại chậm rãi nhìn hai mắt em trai lộ ra cưng chiều tình cảm thật sâu không muốn xa rời giống như nhiều năm trước lòng của cô hơi run rẩy có chút xúc động nói chẳng lẽ lịch sử lại tái diễn nhậm tử hiền hiểu rõ cô nói gì cũng cười khổ nói lúc ấy em đã lo sợ chuyện này cho nên mới cảnh cáo đường khả hinh cũng đã khuyên ricky nhưng bọn họ vẫn càng ngày càng gần hơn nếu như bọn họ yêu thật lòng thì thôi nhưng cố tình đường khả hình không chỉ có tai tiếng với Ricky, còn thiếu chút nữa xảy ra mập mờ với thiên lỗi chúng tôi. Ai? Tô Linh quay đầu, cuối cùng mặt lộ vẻ không vui nhìn về phía cô nói cái gì. Tử Hiền cười lạnh nói, mặc dù em chỉ suy đoán mọi chuyện, nhưng em xem hiện tại đường khả hình ít nhất cũng xúc động đối với hai người đàn ông. Trong lòng của Tô Linh căng thẳng, nhanh chóng nhìn về phía đường khả hình. mươi 245, không có âm thanh. Buổi tiệc xong, tiếp theo thời gian khiêu vũ lúc này thủ tướng và ông bà tô cùng một số người lớn tuổi mỉm cười rời bước đi lên một phòng khách trang nhã ở trên lầu để cho người trẻ tuổi ở chung một chỗ vui chơi tự nhiên thoải mái ricky tự mình cùng đường khả hình đỡ ông nội đi về phía cầu thang xoắn ốc sảnh tiệc lúc này sắc mặt tô linh trong trẻo lạnh lùng nâng ly thay một bộ váy dài thắt lưng màu tím nhạt nhìn về phía đường khả hình đang đỡ ông nội vẻ mặt lộ ra rất khéo léo cũng không giống như tiệp dư đã từng làm nhậm tử hiền cầm một ly cốc tai màu đen sập hớp một ngụm nhỏ mới ngẩng đầu lên nhìn trang phục đường khả hình mặc tối nay cô chắt lưỡi một tiếng hơi chế giễu nói chị xem tối nay cô ấy rất xinh đẹp nhưng cha đang chịu khổ trong tù mẹ vẫn còn ở chỗ nào đó trên quảng trường quét đường phố vừa rồi cô ấy nhìn thấy cả nhà chị hòa thuận vui vẻ không biết nghĩ thế nào em càng ngày càng không thích cô ấy chấm ngoặc kép chấm tô linh quay đầu mỉm cười nhìn về phía tử hiền nói từ trước đến nay cô cũng không có thích qua người nào cho dù là nam hay nữ chấm ngoặc kép tử hiền nâng ly nhịn cười nhìn bộ dáng tô linh hơi cười trúng chím biết cô có chút tức giận ngay lập tức nói chị chấm ngoặc kép tối nay tôi rất vui vẻ cô không thể nói cho tôi biết chuyện này sau một ngày sao khó trách thiên lỗi luôn trốn tránh cô đây cũng là một nguyên nhân một phụ nữ luôn nói chuyện sát phong cảnh như thế người nào yêu thích chứ không giữ cho mình một chút vui vẻ tặng cho người khác và cho chính mình như vậy cuộc sống của cô làm sao sống thoải mái. tô linh lấy thái độ của một người chị nhìn về phía tử hiền nói. tử hiền im lặng không lên tiếng cầm rượu đỏ hớp một ngụm nhỏ. tôi luôn tin tưởng lúc ấy thiên lối lựa chọn cô không phải vì nguyên nhân dòng họ tôi có chút hiểu rõ anh ấy đối với những gì không thích sẽ biểu hiện hết sức rõ ràng cô đừng bỏ lỡ cơ hội làm cho anh ấy động lòng. tô linh tốt bụng nhắc nhở cô tử hiền hơi nghiêng mặt nhìn tưởng thiên lỗi vẫn phong độ nghiêm nghị ngồi tại chỗ trò chuyện cùng một tân khách trò chuyện một chút anh giống như cảm thấy có người nhìn mình anh nhàn nhạt quay đầu thấy vợ chưa cưới đang nhìn mình anh hơi sướng sở nhìn về phía cô tử hiền không lên tiếng quay đầu đi tiếp tục uống rượu đỏ tô linh tiếp tục dạy dỗ cô sau này tôi hy vọng cô cẩn thận mở miệng nói chuyện nhất là đối với đường khả hinh một người rất nhạy cảm nói chuyện lưu một con đường sống nếu không cô sẽ làm cho ba người đàn ông chán ghét cô. Về chuyện của cô ấy, tôi tự điều tra, cho dù cô không cho Ricky mặt mũi, vẫn phải cho thiên lỗi mặt mũi, nói chuyện với cô ấy cũng khách khí một chút, bởi vì cô cũng biết cá tính của em trai tôi, mặc dù cậu ấy khéo hiểu lòng người, nhưng đối với người mình luôn luôn bảo vệ, vô cùng coi trọng, nếu cô không muốn mất đi tình bạn cuối cùng. Từ trước đến giờ Tử Hiền rất kính trọng Tô Linh, ngay lập tức lấy lòng cười nói, ôi chao, chị, chị cũng không phải không biết cá tính của em, từ trước đến giờ thích nói thật, nhưng em... Chấm ngoặc kép. Vậy cô có thể tiếp nhận lời nói thật của người khác sao? Tô Linh hỏi cô. Tử Hiền lập tức không lên tiếng. Cô làm tổn thương sau lưng cô ấy, tôi có chút cảm giác không giống cô. Giữ cho tốt phong cách tiểu thư cao quý của cô đi, một cô gái không phải dựa vào chinh phục cô gái khác để chinh phục người đàn ông của mình, mà dựa vào bản thân mình đi chinh phục đàn ông của mình. Tô Linh nói xong, cũng đã lạnh lùng nâng ly đi khỏi, vừa đi về phía trước, vừa mỉm cười nâng ly cùng với tất cả tân khách, lại căn dặn người giúp việc ở sau lưng, nói, lập tức đem tài liệu của đường khả hình truyền tới di động của tôi, tôi muốn xem ngay. Vâng, người giúp việc lập tức trả lời, sau đó liền lui xuống. Tử Hiền cầm ly đứng ở trong đám người, nghĩ tới câu nói sau cùng của Tô Linh, một cô gái không phải dựa vào chinh phục cô gái khác để chinh phục người đàn ông của mình, mà dựa vào bản thân mình đi chinh phục đàn ông của mình lòng của cô lại đau, rất đau, nâng rượu đỏ uống xuống, rồi huyền chuyển cất bước đi về phía tưởng thiên lỗi, cô vừa nhìn khuôn mặt kiên nghị của tưởng thiên lỗi, vừa nhìn về phía như mặt đang ngồi ở đó với chồng, đang đắm đuối đưa tình nhìn chồng chưa cưới của mình, cô đột nhiên kích động, cười khổ, loạn trọn ngã nhào ở bên cạnh chồng chưa cưới, đầu gối ở trên bả vai của anh. Tưởng thiên lỗi ngạc nhiên quay mặt sang, nhìn bộ dáng vợ chưa cưới, sau đó xin lỗi nhìn về phía vị khách ở bên cạnh, anh lập tức nâng ly, lễ phép cười một tiếng, rồi đứng lên bước đi. Em làm sao vậy? Tưởng thiên lỗi cao mày nhìn tử hiền luống cuống, liền hỏi. Tử hiền ngẩng đầu lên nhìn tưởng thiên lỗi, sâu kín nói tưởng thiên lỗi. Cuối cùng anh cũng sẽ kết hôn chứ? Anh vẫn sống chứ? Cái gì? Tưởng thiên lỗi nhìn cô, có chút phiền não nói em nổi điên làm gì? Rốt cuộc em phải làm thế nào mới có thể chinh phục được anh? Nhậm tử hiền nhìn về phía tưởng thiên lỗi, trong lòng đột nhiên đau nhói nói, anh dạy em có được không? Anh nói cho em biết, phải làm thế nào em sẽ làm thế đó, được không? Trừ cai thuốc, cái gì em cũng đồng ý với anh. Em không muốn cô gái khác đến chinh phục anh, em chỉ muốn một mình anh là đủ rồi. Rốt cuộc em làm sao vậy? Tưởng Thiên Lỗi vô cùng thiếu kiên nhẫn hỏi. Hai mắt nhậm tử hiền dương dương nhìn về phía anh, nghẹn ngào nói, cho dù em và anh chia tay, về sau anh sẽ kết hôn chứ? Dù sao sau này cũng phải có con chứ. Anh tính cả đời không thương mẹ đứa bé chỉ thích sự nghiệp của anh, con của anh, còn người yêu của anh sao? Có thể cả đời anh cũng không chiếm được cô ấy, đối với em công bằng sao? Tưởng Thiên Lỗi im lặng nhìn về phía cô, lạnh nhạt nói, em sai rồi. Nhậm Tử Hiền thở dài một hơi, cảm giác rất một ngạt, hai mắt của cô rưng rưng, tối nay rất khổ sở nói, được rồi. Em không nói nữa, chỉ cần em nói với anh một chút chuyện của em thì anh nhất định nói em uống say rồi, em nổi điên làm gì, anh định giam mình bao lâu, nhốt em bao lâu, em cảm thấy em không nên trở lại, chỉ cần em trở lại, em sẽ cảm thấy hít thở không thông. Em trở nên không giống chính mình, em trở thành một kẻ rất đáng sợ. Em đột nhiên có cảm giác thì ra tình yêu sai lầm sẽ làm cho một phụ nữ điên cuồng. Tử Hiền, chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi đột nhiên vươn tay ôm nhẹ cô. Em không có chút đáng yêu nào sao? Tử Hiền rơi lệ nghẹn ngào nhìn anh, tối nay có thể hơi bị say, làm nũng nhìn về phía tưởng thiên lỗi, nói không có chút đáng yêu nào sao. Tưởng thiên lỗi nhìn vợ chưa cưới bình thường rất kiêu ngạo, lúc này như đứa bé, nước mắt lăn xuống, anh đột nhiên bất đắc dĩ cười cười nói, đáng yêu. Chấm ngoặc kép, tử hiền rất đau lòng tựa vào trong ngực chồng chưa cưới, nghẹn ngào nói, em thừa nhận lời nói của em hơi độc, em sai rồi. Chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi nghe vợ chưa cưới nói vậy, cười nói anh lại cảm thấy em không sai. Tử Hiền lập tức ngẩng đầu lên nhìn tưởng thiên lỗi. Tưởng thiên lỗi mỉm cười xoay người, dịu dàng lau nhẹ nước mắt trên mặt cô, Tử Hiền vì sự dịu dàng của tưởng thiên lỗi, đột nhiên thật vui vẻ nở nụ cười, lại liếc mắt nhìn ánh mắt đố kỵ của Như Mạt, hai mắt của cô lập tức lộ ra ánh sáng hung hăng. Chuyện gì? Tưởng thiên lỗi nhìn cô hỏi. Không có, chấm ngoặc kép, nhậm Tử Hiền không lên tiếng. Chỉ giống như đứa bé hít mũi một cái, tựa vào trong ngực tưởng thiên lỗi, nhìn như Mạt trầm chầm, chầm lại quên mất lời của Tô Linh. Hội trường nhất thời tối xuống, hai luồng ánh đèn lập tức sáng lên ở trên sàn nhảy, dưới bục sân khấu màu trắng, chậm rãi bay lên một con thiên nga trắng khổng lồ bằng thủy tinh, theo ánh đèn từ bên trong tới bên ngoài, phun ra bọt nước màu hồng xinh đẹp lấp lánh, hết sức mộng ảo. Các thiên kim cẩn thận chú ý mới giật mình kinh ngạc cười nói, đài phun nước màu hồng này không phải hiệu ứng ánh sáng, mà là đài phun nước hoa thật sự. Trời à, chấm ngoặc kép, Tô Linh ngồi ở giữa ghế salon, mỉm cười nhìn về phía Tất Cả Thiên Kim nói, "Các vị tiểu thư đến tham gia tiệc sinh nhật, tất nhiên tôi sẽ đưa lên quà tặng sau cùng tối nay, cảm ơn mọi người tham dự tiệc sinh nhật của em trai tôi làm cho bữa tiệc tối hôm nay thêm nhiều màu sắc." "Cảm ơn mọi người." Cạn ly. chấm ngoặc kép. "Cạn ly." chấm ngoặc kép. Tất Cả Thiên Kim cũng vô cùng vui vẻ nâng ly. Tô Thủy Kỳ mới vừa trò chuyện với ông nội trên lầu một lúc, nhiều năm qua lần đầu tiên anh vui vẻ trò chuyện với ông nội như thế có khả hình ở bên cạnh nhắc nhở muốn mình ở lại một lúc cô đi thay quần áo sẽ tới ngay nhưng anh trò chuyện với ông nội thật lâu cũng không nhìn thấy cô trong lòng của anh gấp gáp liền xuống lầu tìm người lúc này đã phát hiện bắt đầu khiêu vũ không ít thiên kim đã thay quần áo hấp dẫn hơn xuất hiện tại sàn nhảy khắp nơi bóng hình xinh đẹp diễm lệ anh đứng ở trên lầu càng không ngừng tìm kiếm bóng dáng của đường khả hình nhưng nhìn khắp nơi không thấy bóng dáng cô trong lòng của anh có chút nóng nảy, đang lúc này, ánh đèn giống như biết tâm tư mình, đuổi theo bóng hình xinh đẹp. Anh cùng với người toàn trường nhất thời nhìn về phía trước. Trong hội trường xuất hiện một cô gái xinh đẹp, tạo hình mái tóc như cổ xưa, hơi cuốn về bên trái, 13 đóa hoa nhỏ bằng gen trắng nhẹ cuốn búi tóc của cô, tinh khiết giống như giọt sương sớm động trên đóa hoa nhỏ, cô nở nụ cười say lòng người, mặc váy lụa cổ yếm màu trắng, theo hoa văn tiên hạc, những chiếc lông vũ nhỏ bé nhẹ nhàng tung bay như chim tiên hạc dương cánh để cho cô trở nên rất mộng ảo cô từng bước từng bước tao nhã uyển chuyển bước về phía tô thủy kỳ kiểu váy yếm làm cho người ta nhìn thấy đôi vai trần và bóng lưng hấp dẫn của cô bước đi tới phía trước cái mông ngúng nguẩy vóc người chữ s lộ ra không bỏ sót mỗi bước cô đi về phía trước chúng tân khách nhìn thấy tấm lưng trơn mềm trắng nõn của cô lấp lánh một hình xăm ngọn lửa màu đỏ thẫm sau đó nhìn thấy một đôi cánh rất sống động như thật ở trong ngọn lửa tạo hình của cô giống như nàng tiên nữ, mọi người lại bắt xôn xao thì thầm to nhỏ. Sốt của cô ấy là thiên kim nhà nào? là thư ký của tổng giám đốc trang. một người thư ký xuất sắc thế này sao? hai mắt đường khả hình ẩn chứa một chút mông lung buổi sớm, ảo mộng đi về phía tô thủy kỳ. tưởng thiên lỗi quay đầu nhìn hai mắt đường khả hình lấp lánh, lộ ra nụ cười trong vắt, rất xinh đẹp đi về phía tô thủy kỳ. hai mắt của anh khẽ chớp nhìn chằm chằm cô đi qua bên ghế salon quét tới một mùi hoa hồng thơm ngát vóc người uyển chuyển làm cho cô nhẹ ngàng vặn người như rắn nước bầu ngực sữa chắc nịch cũng hấp dẫn trí mạc, ánh mắt anh không có cách nào rời khỏi trên người của cô cho đến khi anh nhìn thấy ngọn lửa đỏ thẫm như muốn bốc cháy lên trên bả vai cô ánh mắt anh đột nhiên ngưng tụ mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về phía cô nhưng đường khả hinh đi qua bên cạnh anh không quay đầu lại mà từng bước từng bước đi về phía tô thủy kỳ Tô Thủy Kỳ cũng đứng ở trên cầu thang, chăm chăm chú nhìn đường Khả Hinh, hai mắt lộ ra ánh sáng dịu dàng. Đường Khả Hinh cười nhẹ, ngẩng đầu lên, hơi có chút tinh nghịch nhưng vẫn vô cùng hấp dẫn mỉm cười, khẽ luồn tay ra, nhìn về phía Tô Thủy Kỳ, dịu dàng nói, hoàng tử vô cùng đẹp trai của em, tối nay, có chấp nhận nhảy một bản với em không? Tô Thủy Kỳ nhìn cô thật sâu, đột nhiên cười một tiếng, dọc theo cầu thang từng bước từng bước đi xuống, đi về phía đường Khả Hinh, nắm nhẹ tay của cô. Trong sàn nhảy, vang lên tiếng nhạc du dương. Tô Thủy Kỳ nhẹ nhàng dắt Đường Khả Hinh đi về phía trung tâm sàn nhảy, trong từng làn hương thơm nước hoa từ đài phun nước, hai người ôm nhau, bước theo điệu nhạc, một trước một sau, phối hợp rất ăn ý. Tất cả tân khách toàn trường đều trầm ngâm nhìn cảnh tượng này, phát hiện đây là câu chuyện hoàng tử và cô bé lọ lem xinh đẹp nhất trên thế giới. Tưởng Thiên Lỗi ở phía dưới nhìn cảnh tượng này, đột nhiên hai mắt chợt lóe lên nhớ tới điệu tango kích tình đêm đó, anh thở dài một hơi. Tô Thủy Kỳ và Đường Khả Hinh nhìn nhau, nhẹ nhàng khiêu vũ. Anh chấm ngoặc kép, Tô Thủy Kỳ có chút ngạc nhiên mỉm cười, nắm nhẹ tay Khả Hinh, ôm vòng eo rất mềm mại của cô, có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn vui vẻ hỏi, anh giống như nhớ, em không? Biết khiêu vũ chứ? Ừm, chấm ngoặc kép, Đường Khả Hinh khẽ gật đầu, theo anh kéo đi, nhẹ bước tới, cố gắng mỉm cười dùng giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi che giấu trong lòng mình không bình tĩnh, nói trước đó em không biết khiêu vũ, nhưng tối hôm qua, em được cô giáo ép buộc luyện tập 3 giờ, rốt cuộc học xong. Nhưng chưa được, thành thảo. Ép buộc luyện tập, Tô Thủy Kỳ có chút ngạc nhiên cười nhìn cô nói, cái gì gọi là ép buộc luyện tập. Chấm ngoặc kép, chính là, chấm ngoặc kép, đường khả hình khẽ chớp trong mắt, dịu dàng nói, chính là nếu em nhảy sai, cô ấy sẽ cầm cây roi vừa dài vừa to, quất mạnh trên chân của em. Chấm ngoặc kép lúc cô nói câu này trong mắt lộ ra dí dỏm khẽ cắn môi làm cho mình cười vô cùng đáng yêu và thông minh biết bao nhiêu trên thực tế lại là vừa đáng thương vừa uất ức vừa tức giận tô thủy kỳ ngưng lại bước chân kinh ngạc nhìn đường khả hình một cái đường khả hình cũng nhìn anh chớp chớp mắt to anh nhớ tới chuyện hai ngày trước mình gọi điện thoại cho cô mới biết cô chịu uất ức anh đột nhiên cười to đau lòng vươn tay ôm nhẹ thân thể của cô vào trong ngực nói thật xin lỗi em đã chịu khổ người nào quất em anh sẽ hung hăng quất lại cô ấy phốc khúc huyền đình ở trước máy giám sát phía sau sàn nhảy nghe nói như thế phun ra cà phê ra phía trước máy vi tính đột nhiên xèo một tiếng bốc cháy tách một tiếng tắt ngấm xoẹt trong lỗ tai đường khả hình vang lên tiết xít bén nhọn cô cao mày a hát một tiếng tay đè lỗ tai khó chịu kêu nhỏ thế nào tô thủy kỳ nhìn cô lo lắng hỏi đường khả hình mỉm cười lắc đầu không có việc gì lại nhân mày hơi nghiêng mặt muốn nghe âm thanh trong tai nhưng không có chút âm thanh cô nhíu mày trợn to hai mắt nhìn tô thủy kỳ anh cũng đang nhìn mình cười dịu dàng cô miễn cưỡng nở nụ cười cắn răng nói nhỏ một câu chỉ có mình nghe hiểu khúc tiểu thư cô không có sao chứ cô vẫn còn đó chứ vẫn không có chút âm thanh nào cô có chút tuyệt vọng thở ra một hơi lại ngẩng đầu nhìn tô thủy kỳ cùng anh vui vẻ khiêu vũ Trang Hạo Nhiên mới vừa tán gẫu với thủ tướng xong, đi xuống lầu, lại nhìn thấy nét mặt của đường khả Hinh, anh cũng kỳ lạ nhìn về phía cô. Audio điện tử võ tấn bền chương 246, trò chuyện với tôi một lát. Khúc Huyền Đình đã từng nói, lúc bắt đầu tiệc tối, cô không cần lo lắng, bởi vì tất cả mọi thứ cô làm, toàn bộ tân khách tại bữa tiệc sẽ để ý, cho nên chỉ cần có một cơ hội nhỏ, bọn họ sẽ thử thách phản ứng và năng lực của cô, sau khi bữa tiệc đi qua, nói sai một chút, từ nơi này có thể truyền ra khắp nơi, cho nên nếu cô muốn giữ vững thân phận thư ký tổng giám đốc, nhất định phải chú ý đến buổi khiêu vũ, vào lúc đó sẽ có rất nhiều người tò mò vì thân phận của cô hôm nay hoặc mang theo ý đồ đến gần cô. Đường khả hình cầm ly rượu, sau khi Tô Thủy Kỳ cùng mình nhảy xong thì đến nơi khác để giữ khách, cô mỉm cười đi về phía trước, vừa đi vừa nhìn ngắm, cha mẹ Tô vẫn còn ở trong một phòng trang nhã nhìn xuống, lại nhìn về phía Tô Linh, cô đang ngồi ở trên ghế salon giống như công chúa trò chuyện với một vị thiên kim vừa trở lại anh quốc lần này lại vô tình gặp được một danh viện nghe nói cô ấy sắp kết hôn gả cho một con trai của một công tước vị thiên kim kia hơi lộ ra nụ cười kinh ngạc nói có thật không cô ấy chuẩn bị gả cho go đen thật sao ừ nghe nói nữ hoàng anh cũng hết sức thích hôn sự này tô linh mỉm cười nói xong liền nhìn về phía đường khả hình đang nâng ly chạm cốc với một vị nam sĩ trước mặt uống một hớp nhỏ, liền lách mình đi, cô suy nghĩ một chút, sau đó quay đầu lại nói chuyện phiếm với vị tiểu thư kia. Đường khả hình đi lướt qua đám khách quý, mới phát hiện bọn họ đều là người có thân phận hiển hách, nghĩ tới mình và bọn họ khẳng định không thích hợp nhau, liền từng bước từng bước đi đến ghế salon ngồi xuống, an ổn vượt qua buổi tối gian nan. Khi, đường tiểu thư, chấm ngoặc kép, có cô gái xinh đẹp mặc lễ phục xinh đẹp cùng mỉm cười, tay nâng cốc tai đi về phía đường khả hình, vẻ mặt lộ ra hâm mộ, nhỏ giọng gọi cô. Chào các chị, chấm ngoặc kép, đường khả hình lập tức nâng ly, dựa theo lời khúc huyền đình chỉ dạy cho mình, khẽ gật đầu dịu dàng chào hỏi. Lúc này cô và cậu chủ tô nhảy thật sự rất đẹp. Chấm ngoặc kép, có một tiểu thư mặc lễ phục màu đỏ, thật lòng cười nói. Cảm ơn các chị, đường khả hình ngẩng mặt lên cười đến khuôn mặt muốn cứng ngắc, dịu dàng nói tôi cũng chỉ mới học khiêu vũ chưa được mấy ngày. Ba Thiên Kim nghe xong liếc nhìn nhau một cái, liền miễn cưỡng cười nói, học mấy ngày lại tốt như vậy. Chấm ngoặc kép, Đường Khả Hinh dương mắt nhìn ba người các cô, lập tức biết mình nói sai, liền mỉm cười nói, "À. Ồ, thật ra tôi không biết Khiêu Vũ, chỉ nhờ cậu chủ Tô hỗ trợ kéo tôi đi." Ba Thiên Kim nhìn nhau một cái, liền nở nụ cười nói, "Xem ra, cậu chủ Tô rất thích cô." Chấm ngoặc kép, Đường Khả Hinh nhìn vẻ mặt của bọn họ, Cảm giác họ nghe không hiểu tiếng người sao? Cô cũng không có nói gì, chỉ ồ một tiếng, lại ngượng ngùng mỉm cười. Ba Thiên Kim mỉm cười gật đầu đi về phía trước, có một người nói nhẹ nhàng nói, thật là phách lối. Người ta có cậu chủ tô thích, phách lối cũng không sao. Đường Khả Hinh đứng tại chỗ, cầm ly rượu, mới phát hiện trong xã hội thượng lưu, không phải một ngày hai ngày có thể đi vào, hiện tại cô hơi tức giận, căng thẳng, sau lưng cũng đổ mồ hôi lạnh liền vội vàng xoay người muốn tìm một chỗ trốn, không ngờ xoay người một cái, liền nhìn thấy một người đàn ông ngoại quốc rất đẹp trai, rất phong độ đang nâng ly, dùng ánh mắt đặc biệt mập mờ của người Tây phương, nhìn về phía Đường Khả hình, cảm tính khàn khàn nói nhỏ, "Hi." Đường Khả hình chớp mắt một cái, nhẹ nhàng nhìn xung quanh, phát hiện có thật nhiều thiên kim cũng bởi vì tò mò thân phận của mình mà nhìn mình, cô muốn tránh cũng tránh không kịp, liền hơi nâng ly về phía anh, mỉm cười nói, "Hi." You are so beautiful tonight, can I you know you? Tiểu thư xinh đẹp, tối nay cô rất đẹp, chúng ta có thể làm quen không? Người đàn ông ngoại quốc đẹp trai hết sức hấp dẫn nói. Chấm ngoặc kép, đường khả hình hơi trước mắt, thật ra câu này hết sức đơn giản, nhưng cũng bởi vì cô quá căng thẳng, nghe không hiểu, lại quên mất lời dạy của khúc huyền đình, cô liền bật cười nói, yes. Người đàn ông ngoại quốc đẹp trai vô cùng vinh hạnh nở nụ cười, tiếp tục nhiệt tình nói, I'm Aaron Electric Administrative Officer. My name is Phyllis, this year China to work, when I came to this beautiful country, I was shocked tôi là tổng giám đốc điều hành công ty điện tử Zaren, tôi tên là Phyllis, năm nay mới đến Trung Quốc làm việc, khi tôi tới đất nước xinh đẹp này, tôi rất vui mừng. Đường khả hình nghe một chàng tiếng Anh, giống như một bài phát biểu, sau đó cười một tiếng, bày tỏ kinh ngạc nói, yes ôi cô đã nói đúng rồi yes người đàn ông ngoại quốc đẹp trai giống như tìm được chi kỷ cười lớn mặt của đường khả hình cũng cười như hoa nở cười thật rạng rỡ trong lòng thì khổ sở đang suy nghĩ rốt cuộc người này đang nói cái gì tưởng thiên lỗi mới vừa đưa tử hiền trở về phòng khách quý nghỉ ngơi sau đó đi xuống lầu liếc mắt liền nhìn thấy đường khả hình mặc váy trắng khêu gợi tay nâng một ly cốc tai màu xanh dương dường như đang sôi nổi nói chuyện phiếm với người đàn ông ngoại quốc đẹp trai. Sau đó người ta hỏi, Presumptuous excuse me, beautiful lady, may I ask your name? Tiểu thư xinh đẹp, tôi có vinh hạnh làm quen với cô không? Đường khả hình trợn mắt to xinh đẹp, nhìn về phía người đàn ông ngoại quốc đẹp trai, giống như hết sức rõ ràng nói, what? ah, chấm ngoặc kép, người đàn ông ngoại quốc đẹp trai có chút ngạc nhiên nhìn đường khả hình một cái, vẫn thân sĩ phong độ mỉm cười lặp lại câu nói lúc này, Presumptuous excuse beautiful lady, may I ask your name. A, à, chấm ngoặc kép, đường khả hình giống như hiểu, lập tức khẽ che miệng, mỉm cười nói, yes. Tưởng thiên lỗi nghe vậy không nhịn được cười, đi xuống cầu thang, cầm một ly cốc tai màu trắng, uống nhẹ một hớp, mới phát hiện cốc tai này có mùi hoa hồng, hết sức thích hợp với mình. Người đàn ông ngoại quốc đẹp trai cảm thấy bối rối, Nhìn vẻ mặt hết sức đáng yêu của Đường Khả Hinh, anh lễ phép hỏi lại, "Pardon, miss, can you understand what he said?" "Tiểu thư, xin hỏi cô có thể nghe hiểu lời của tôi nói không?" "Yes." Đường Khả Hinh lại rất phong tình mỉm cười nói. Người đàn ông ngoại quốc đẹp trai nhìn bộ dáng Đường Khả Hinh, hơi kinh ngạc, lại nâng ly dùng ngôn ngữ khác cô nhất định có thể hiểu, nhẹ nhàng hỏi, "Tiểu thư, thật ra cô có thể nghe hiểu lời của tôi không? Nếu như nghe không hiểu, tôi có thể nói tiếng Trung." Quát Ah yes, Đường Khả Hinh thuận miệng nói. Phúc Tưởng Thiên Lỗi mới vừa uống vào một ngụm cốc tai, nghe những lời này vẫn không nhịn được phun ra ngoài một chút. Anh nhướng mày, vội vàng lấy khăn tay trắng, thất lễ lau nhẹ. Đường Khả Hinh nghe được âm thanh này, liền xoay người trừng mắt nhìn Tưởng Thiên Lỗi đứng ở gần mình. Cô kiêu ngạo xoay người, nhìn về phía người đàn ông đẹp trai, mỉm cười nói một câu Excuse me. Cô xinh đẹp phong tình đi mất. Người đàn ông nước ngoài đẹp trai vẫn còn đang cầm ly rượu trắng, nhìn về phía cô gái trước mặt, đi về phía bên kia, phong tình vạn trùng, xinh đẹp mộng ảo, nhưng cô nói cái gì nghe không hiểu. Tưởng thiên lỗi nhịn cười, đổi lại một cái ly, liếc mắt nhìn bóng lưng của cô. Đường khả hình đang cầm cốc tay, vừa đi về phía trước, trong lòng vừa âm thầm thề, tôi tuyệt không mở miệng nói chuyện, tôi giả như mình bị câm. Hi, đường tiểu thư, chấm ngoặc kép, có một thiên kim xinh đẹp, là bạn thân của Tô Linh, nâng ly về phía cô. Hi, chào cô, chấm ngoặc kép, đường khả hình lại nâng ly, dịu dàng cụng ly với cô. Tối nay cô rất đẹp, chấm ngoặc kép, tiêu tiêu nhìn về phía đường khả hình mỉm cười nói. Cô quá khen, cô mới là xinh đẹp nhất. Ôi, tôi rất thích chiếc váy của cô, thật đẹp nha. Chấm ngoặc kép, đường khả hình cười ngọt ngào nhìn về phía vị tiểu thư mặc chiếc váy dài kiểu nữ thần lộ vai, rất thật lòng cười nói có thật không? Tiêu Tiêu cũng thật sự vui vẻ mỉm cười nói. Chiếc váy của tôi là thời trang Paris mùa thu mới nhất năm nay. Toàn thế giới chỉ có hai chiếc, một chiếc ở chỗ của công chúa Bhutan. Trời ạ, à, thật làm cho người ta hâm mộ. Rất đẹp nha, váy đẹp, người càng đẹp hơn. Cuối cùng tôi cảm giác như công chúa Bhutan mặc nhất định nhìn cũng không có xinh như cô. Đường Khả Hinh hết sức có lễ phép nhìn chiếc váy, lộ ra vẻ hâm mộ. Tiêu Tiêu nghe vậy càng thêm vui vẻ lập tức nắm nhẹ cổ tay của cô, hết sức thân mật nói: lần sau tuần lễ thời trang Paris chúng ta cùng đi chứ? Nếu như thấy thích chúng ta trao đổi với nhau một chút. Tốt, Đường Khả Hinh nhiệt tình đồng ý, thật vui vẻ nói: có thể học tập với cô, tôi rất vui. Không nên quá khách sáo, mời cô tùy ý. Chấm ngoặc kép Tiêu Tiêu nói xong liền nâng ly đi khỏi. Đường Khả Hinh giống như như quả bóng cao su xì hơi, thật không muốn cười nữa. Cảm giác mặt của mình sắp cứng ngắc rồi, cô thở dài một hơi, mới vừa muốn cất bước, lại nhìn thấy người đàn ông nước ngoài đẹp trai nâng ly đi về phía mình, cô hoảng sợ, lập tức xoay người, lại nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi đang nâng ly mỉm cười nói chuyện với một vị thiếu gia, cô không chịu nổi Yes và What, không nói hai lời, không đề cập đến ân oán trước kia, liền kéo váy dài, lúc người nước ngoài sắp đuổi tới mình thì cô nâng ly giống như rất vui mừng nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Nói, tổng giám đốc Tưởng, đã lâu không gặp tưởng thiên lỗi nâng ly, trầm ngâm nhìn về phía cô. Thiếu gia này, cha là ủy viên chính trị, cũng nâng ly nhìn về phía bọn họ, chỉ mỉm cười, không nói lời nào. Xin chào, chấm ngoặc kép, đường khả hình làm theo lời uyển đình dạy mình, gật đầu mỉm cười nâng ly với vị thiếu gia này. Xin chào, chấm ngoặc kép, thiếu gia này cũng mập mờ nhìn khuôn mặt xinh đẹp cùng vóc người hấp dẫn của đường khả hình. Đường tiểu thư, chúng ta đã lâu không gặp sao. Tưởng Thiên Lỗi nhìn bộ dáng cầu xin của Đường Khả Hinh, lại nhìn về phía người đàn ông nước ngoài đẹp trai sau lưng cô, trợn trợn mắt nhìn cô, liền nhịn cười nói: "Chúng ta không phải mới vừa ăn cơm xong." Ăn cơm xong thì không thể đã lâu không gặp sao? Tôi một ngày không gặp như cách ba thu." Đường Khả Hinh mím môi, nghiến răng nói những lời này, nghĩ tới người đàn ông này, thật sự rất được a. À. Tưởng Thiên Lỗi không nhịn được bật cười, nhìn thiếu gia này lễ phép nâng ly đi khỏi, anh cũng nâng ly về phía anh ta. Trò chuyện với tôi một lát, Đường Khả Hinh vội vàng nói. Tôi không có thời gian, Tưởng Thiên Lỗi không nói hai lời, liền xoay người, không ngờ Tây Trang bị người lôi kéo, anh đột nhiên mỉm cười. Đường Khả Hinh tội nghiệp nhìn về phía anh, tay kéo một góc Tây Trang của anh. Chương 247, bóng đen. Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên quay người lại, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, nhìn về phía cô nói, lá gan cô rất lớn, lại dám kéo Tây Trang của tôi đường khả hình trước mắt một cái nhìn anh ngón tay không khỏi nới lỏng chậm rãi buông góc tây trang của anh ra tưởng thiên lỗi nắm bàn tay nhỏ bé của cô để ly rượu xuống liền nhìn cô nói nhảy một bản đi à đường khả hình cho rằng mình nghe lầm nhìn anh tôi nói nhảy một bản đi nếu không người của toàn thế giới nhất định cũng sẽ theo phong trào đến tìm cô tưởng thiên lỗi nhìn về phía cô lạnh nhạt nói đường khả hình nghe vậy vẫn đứng ở trong đám người nhìn anh đột nhiên cảm thấy lúc này mình tới tìm anh thật mất hết mặt mũi trong lòng của cô căng thẳng liền muốn xoay người đi khỏi tưởng thiên lỗi lại nắm bàn tay nhỏ bé của cô nhanh chóng kéo mạnh ôm cô vào trong ngực a à, cả người đường khả hình nhào tới trong ngực của anh khẽ kêu một tiếng cảm thấy lòng bàn tay trần của tưởng thiên lỗi đặt trên lưng mình nhẹ nhàng vuốt thậm chí đầu ngón tay đụng phải sống lưng của mình lòng của cô mềm nhún không tự chủ dựa trong ngực của anh ngẩng đầu lên, mê ly nhìn anh. Tưởng thiên lỗi im lặng cúi xuống, vừa nhìn cô, vừa kéo cô nhích lại gần mình hơn, chậm rãi xoay tròn ra sàn nhảy, đi tới trước đài phun nước hoa, mượn ánh đèn màu hồng, nhìn cặp mắt to của cô lộ ra xấu hổ, mong đợi, còn có chút cảm động, anh nhìn chằm chằm đôi mắt này, tối nay lông mi thật dài nổi bật càng mê người, tay của anh từ bên vòng eo khêu gợi của cô, nhẹ nhàng lướt phía sau lưng của cô, ngón tay xẹt qua ngọn lửa màu đỏ thấm, trầm thấp cảm tính nhìn cô, hỏi thích bữa tiệc tối nay không? Thích, chấm ngoặc kép, chỉ cần đường khả hình đi trong âm nhạc chập trờn, trong không khí mờ ảo, sẽ rơi vào trong thế giới của anh, không cách nào tự làm chủ. Tưởng thiên lỗi nhẹ bước, hưởng thụ ăn ý bước chân cô, thậm chí cảm nhận thân thể mềm mại của cô, nhẹ nhàng tựa vào trên người của mình, khơi gợi ham muốn mãnh liệt của đàn ông, hai mắt của anh thoáng qua nụ cười, nhìn cô nói tôi không biết cô sẽ đến. Còn dùng phương thức này. Đường Khả Hinh nhẹ hắng giọng, trong lòng hơi động nhìn về phía anh, nói: "Tôi thế nào?" Tưởng Thiên Lỗi im lặng không lên tiếng, chỉ nắm bàn tay nhỏ bé của cô, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, sâu kín nói: "Việc xã giao trong xã hội thượng lưu, thái độ nói chuyện không phải như thế." Đường Khả Hinh không hiểu nhìn về phía anh. Tưởng Thiên Lỗi lạnh nhạt mỉm cười, nói: "Khi một người đàn ông nói với cô, tôi không biết cô sẽ đến, còn lấy loại phương thức này, cô nên hiểu, anh ấy đang kinh ngạc vui vẻ." cô nên trả lời cảm ơn trong lòng của đường khả hình chấn động hơi khoa trương nhìn anh không nhịn được hỏi anh anh vừa mới cố ý hỏi tôi hay tưởng thiên lỗi nhìn mắt to ngây thơ trong sáng của đường khả hình cười khẽ một tiếng nói cố ý lòng của đường khả hình căng thẳng ánh mắt mở đi bước chân liền rối loạn không cẩn thận đạp chân của anh một cái tưởng thiên lỗi cau mày thật xin lỗi chấm ngoặc kép đường khả hình muốn buông tay của anh ra tưởng thiên lỗi lại ôm chặt thân thể của cô, để cho cô nhích lại gần trước mặt của mình hơn, rồi dắt cô xoay tròn giữa sàn nhảy, vừa xoay tròn vừa cúi đầu nhìn lông mi thật dài của cô, lỗ mũi cao thẳng, bờ môi khêu gợi, cô nhẹ nhàng bĩu môi một cái, anh mỉm cười nói, tức giận. Không có, đường khả Hinh lạnh nhạt đáp lời. Tưởng thiên lỗi lại hơi nghiêng mặt nhìn chừng mắt cô, quả thật có chút không vui, anh im lặng mỉm cười, cảm tính nói, ở trong vòng này, nếu như cô không vui vẻ, cũng không nên biểu lộ ra ngoài mà nên ngẩng đầu lên, nhìn về phía nam sĩ, mỉm cười với anh ta. Tôi không hiểu, chấm ngoặc kép, đường khả hình ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt tưởng thiên lỗi hết sức khiêu gợi hấp dẫn, nói chẳng lẽ trong vòng này, không có cảm xúc khác, cần phải cười với người ta, cười đến cứng mặt. Cô từ chối cái vòng này. Tôi từ chối. Cô lựa chọn con đường xa hoa, bước lên thảm đỏ, đi tới nơi này, không phải dự đoán được mọi chuyện hôm nay sao. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô nói: "Tôi." Chấm ngoặc kép, Đường Khả Hinh đột nhiên sững sờ, nhìn anh. "Cô đừng nói với tôi, cô không hưởng thụ ánh đèn nơi này, thức ăn ngon, còn có cậu chủ Tô say đắm khiêu vũ với cô." Chấm ngoặc kép, Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô, lại dịu dàng nói: "Chúng tôi chỉ bạn thân." "Nhưng anh ấy không xem cô là bạn thân." Tưởng Thiên Lỗi nhắc nhở cô, "Nói tối nay cô biểu hiện tốt như vậy, anh ấy bị chìm đắm vào trong thế giới của cô, cô làm sao từ chối anh ấy?" Ánh mắt đường khả hình thoáng qua một chút lạnh lùng nói, tổng giám đốc tưởng, ở trong thế giới của anh, tôi không xứng đáng có bạn bè, không xứng đáng có hoa tươi, không xứng đáng có váy xinh đẹp. Chỉ cần tôi thể hiện, tôi sẽ có lỗi với bất ai. Tưởng thiên lỗi nhìn cô. Đường khả hình ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt cứng lại, chậm rãi cười một tiếng hỏi, ở trong thế giới của anh, có phải người yêu của anh chỉ có thể tiếp nhận hoa tươi của anh, váy của anh, thảm đỏ rất đẹp rất đẹp của anh hay không? Tưởng Thiên Lỗi dừng lại động tác, hung hăng nhìn cô. Đường Khả Hinh suy nghĩ trong chốc lát, mới mỉm cười nói, "Mà tôi không phải, tôi đi, đơn giản là vì tôi là thư ký của Hoàn Cầu, tôi là bạn thân của Tô Thủy Kỳ, tôi muốn vì thân phận của tôi, tấm lòng của tôi thể hiện vẻ đẹp của tôi, nhưng tôi cảm thấy anh nhất định không cho phép người yêu của mình biểu diễn tất cả." Hai mắt Tưởng Thiên Lỗi thoáng qua một chút sững sờ, lại đông lạnh nhìn cô. Đường Khả Hinh ngẩng đầu nhìn Tưởng Thiên Lỗi, Mỉm cười nói, anh là hạng người như vậy sao? Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi lạnh nhạt nói, tôi không phải là người như thế, không cần cô nhiều lời. Tôi cũng không muốn nhiều lời. Đường Khả Hinh nhẹ nhàng buông lồng ngực của anh ra, thật lòng nhìn về phía anh, mỉm cười nói, chẳng qua ở chỗ này, tôi học được một thứ là, thứ muốn biểu đạt lại không thể biểu đạt, muốn mập mờ thì rất mập mờ. Tưởng Thiên Lỗi im lặng nhìn cô. Đường Khả Hinh cau mày nghĩ nghĩ, không nhịn được bật cười, nói thì ra. Tất cả mọi thứ đều không phải là lỗi của anh, lỗi là ánh đèn, âm nhạc, còn có đài phun nước xinh đẹp, nói cách khác. Lỗi của hoàn cảnh, sắc mặt của cô cứng rắn, không nói chuyện nữa, mà nhẹ nhàng nắm đuôi váy, đi qua bên cạnh anh đi về phía trước, cổ tay bị người nhẹ nhàng nắm lại, cô quay đầu nhìn về phía anh. Tưởng thiên lỗi im lặng không lên tiếng, chỉ nắm cổ tay của cô, hai mắt ở trong không gian mở ảo, lóe lên một cái. Đường Khả hình nhìn ánh mắt anh sốc sách lóe lên, lòng của cô thầm đau xót, nhưng vẫn di chuyển bước chân, đi về phía trước, người nước ngoài kia lại đi tới, cô mới vừa muốn mỉm cười nginh đón, lại cảm giác bên hông bị người kéo, cô cũng đã nhào vào trong ngực của anh, ngẩng đầu lên, vội vàng nhìn anh. Tưởng Thiên Lối cũng nhìn Khả hình, hai mắt cô bi thương và mong đợi, hai mắt anh lóe lên chút dịu dàng, ôm nhẹ thân thể của cô, dịu dàng nói, âm nhạc còn chưa kết thúc, tôi và cô nhảy xong điệu này hai mắt đường khả hình tràn qua nước mắt, trong lòng chợt chua xót buồn bã nhìn anh. Tưởng thiên lỗi không nói chuyện nữa, chỉ là ôm nhẹ thân thể của cô, tiếp tục nhẹ nhàng bước theo điệu nhảy, nhìn cô. Đường khả hình cũng phối hợp theo bước chân anh, buồn bã và đau lòng nhìn anh. Ánh đèn sàn nhảy từ màu hồng chuyển sang màu xanh, lại chuyển sang màu tím u buồn mê ly mờ ảo. Sau đó, trên sàn nhảy mờ ảo chỉ có hai người. Chỉ mong, âm nhạc mãi mãi không kết thúc. Đường khả hình giống như nghe được tiếng lòng của mình, ngẩng đầu lên nhìn tưởng thiên lỗi, nhớ tới ba năm trước đây, hai người gặp nhau thì mình là cô gái ngây thơ, đã từng hướng về phía người đàn ông hoàn mỹ lộ nụ cười của mình, cô đột nhiên bật cười, khóe mắt rơi xuống nước mắt. Anh nhìn giọt nước của cô, ánh mắt lại lộ ra một chút dịu dàng, muốn vươn tay lau giọt nước mắt cho cô. Khả hình vội vàng nhìn anh. Lúc này đông anh nhanh chóng đi tới, nói với tưởng thiên lỗi, tổng giám đốc, trái tim như mặt tiểu thư đột nhiên không khỏe, đã đưa đến phòng VIP, mời bác sĩ theo dõi. Tưởng thiên lỗi chợt buông khả hình ra, khiếp sợ nhìn về phía Đông Anh. Đường khả hình cũng đột nhiên không tin nổi nhìn về phía Đông Anh, lại nhìn về phía tưởng thiên lỗi. Hai mắt tưởng thiên lỗi lóe lên một cái, cũng không quay đầu lại, bước nhanh về phía trước. Khả hình nhìn về phía bóng lưng anh thản nhiên đi khỏi, đột nhiên hơi loạn choạng, tuyệt vọng cô đơn ngây người đứng trong ánh đèn màu hồng, nước mắt lăn xuống xuống ánh mắt tưởng thiên lỗi nóng này ái này bước nhanh đi về phía trước vừa đi vừa hỏi như mặt ra sao đông anh lập tức nói tình huống hết sức không tốt dường như gần đây trái tim khó chịu hơn so năm trước giống như ba năm trước đây cô không dám nói nữa ánh mắt tưởng thiên lỗi lóe lên mãnh liệt bước nhanh về phía phòng vip cuối hành lang tay nắm chặt khóa cửa dùng sức vặn một cái cửa mở cũng đã thấy tần vĩ nghiệp trang hạo nhiên còn có thủ tướng, người nhà họ tô, bác sĩ gia đình đều có mặt, hai mắt của anh lóe lên mãnh liệt, hơi thu hồi ánh mắt, nắm chặt quả đấm, đi về phía giường, nhìn thấy sắc mặt như mà tái nhợt, đầy mồ hôi hột, giống như sắp chết, thoi thóp nằm ở trên giường, tim của anh chợt đau nhói, nhìn hai mắt cô yếu ớt lóe lên, cố nén cảm xúc vào trong trái tim. Hỏi, như mặt như thế nào? Có phải, trái tim xuất hiện phản ứng bài xích hay không? Tần Vĩ Nghiệp ngồi ở bên cạnh vợ, ngẩng đầu lên nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười nói không có việc gì vì cô ấy mới vừa đi qua toilet thì nhìn thấy một bóng đen cô ấy giật mình bóng đen Tưởng Thiên Lỗi nhíu mày ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía như mạt như mạt thở gấp gáp sâu kín ngẩng đầu lên nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi Trang Hạo Nhiên mỉm cười nói tôi mới vừa đi điều tra đó chỉ là một nam nhân viên phục vụ đưa thức uống cho khách quý không cẩn thận làm cô ấy sợ không có chuyện gì như mạt yếu ớt nhìn về phía mọi người dịu dàng nói thật xin lỗi các vị là tôi không tốt phá hư nhã hứng của mọi người tô linh thật lo lắng cho nhìn về phía như mạt mỉm cười nói đứa ngốc chỉ cần cô không có việc gì là tốt rồi chúng tôi cũng yên tâm thủ tướng cũng gật đầu nói nếu là như vậy cô cũng đừng đi ra ngoài ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt không chấm ngoặc kép như mạt mỉm cười cố gắng muốn chỏi người lên nhìn về phía mọi người mỉm cười nói tối nay một bữa tiệc xinh đẹp như vậy tại sao tôi có thể vắng mặt tôi không sao đã qua rồi hiện tại hơi thở đã ổn thuận lợi rất nhiều không có việc gì thật không có chuyện tần vĩ nghiệp cẩn thận nhìn vợ ừm um, chấm ngoặc kép như mạt mỉm cười gật đầu vậy chúng ta đi ra ngoài đi xin lỗi mọi người tần vĩ nghiệp mỉm cười nói hết lời liền cẩn thận dắt vợ mọi người cùng nhau yên lòng đi ra ngoài tưởng thiên lỗi dừng ở tại chỗ Nhìn bộ dáng như mặt giống như bị thương, tim của anh cũng thật đau, anh biết cô đau cái gì. Như mặt vừa xoay người đi ra ngoài, vừa quay đầu để anh yên lòng, mỉm cười lắc đầu một cái, tim của anh đau nhói, nhưng vẫn cất bước xoay người đi theo bóng lưng của cô, đi về phía trước. Một bóng dáng màu trắng, nhìn cảnh tượng này, thân thể nhỏ nhắn lui nấp vào hành lang. Bữa tiệc tiếp tục, sắp sửa tổ chức nghi thức cắt bánh ngọt. Thủ tướng ngồi vào chỗ, tất cả mọi người đều xuống lầu, chuẩn bị xem Tô Thủy Kỳ cắt bánh ngọt, tuy nhiên tìm khắp nơi không thấy Khả Hinh, liền ngạc nhiên nhìn về phía mọi người nói, mọi người nhìn thấy Khả Hinh không? Tôi tìm cô ấy thật lâu. Mọi người nghe vậy cũng ngạc nhiên nhìn một vòng, mới nói, không nhìn thấy. Cậu cũng không biết cô ấy đi đâu sao? Không có. Chấm ngoặc kép, Tô Thủy Kỳ có chút lo lắng, cũng có chút mất mát nói, không phải cô ấy đã đi rồi chứ? Tôi còn muốn cùng cô ấy cắt bánh ngọt đấy. Tưởng Thiên lỗi nghe xong, Suy nghĩ một chút, hai mắt chợt lóe lên. Trang Hạo Nhiên cau mày, có chút lo lắng, cũng có chút nghiêm túc nhìn đám người náo nhiệt xung quanh hội trường, mới vừa muốn đứng dậy, lại nghe Tô Linh mỉm cười nói, "Em trai, cô ấy tới kìa." Tô Thủy Kỳ vừa nghe, nhanh chóng xoay người. Đường Khả Hinh đi ra từ lối đi phòng VIP, tay nâng một ly hỏa liệt điều, màu đỏ thấm, nhẹ vén đuôi váy, vừa đi qua tân khách, dịu dàng mỉm cười gật đầu, vừa đi về phía Tô Thủy Kỳ, vẫn linh động xinh đẹp vô cùng quyến rũ. Tưởng Thiên Lỗi nhìn bộ dáng cô nở nụ cười động lòng người. Trang Hạo Nhiên ngồi ở trên ghế salon, nhìn Đường Khả Hinh huyền chuyển đi tới, nhìn thấy Tiêu Tiêu, cô vui vẻ nở nụ cười, ánh mắt lộ ra khả ái giống như vầng trăng non, hướng về người tới nâng ly, anh đột nhiên mỉm cười. Tô Thủy Kỳ thở dốc một hơi, bước nhanh tới bên Đường Khả Hinh, bật cười nói, em làm anh sợ muốn chết. Anh tìm em rất lâu, cũng không nhìn thấy em. Đường khả hình thật dịu dàng mỉm cười nhìn về phía Tô Thủy Kỳ, cố ý hạ thấp giọng, khe khẽ nói, em không sao. Bên trong váy bị siết quá chặt, em đi ra bên ngoài lấy hơi. Tô Thủy Kỳ nhìn đường khả hình, đột nhiên mỉm cười. Đường khả hình cũng mỉm cười. Tưởng thiên lỗi nhìn bộ dáng cô như vậy, hai mắt xoay tròn, liền cúi đầu không lên tiếng. chương 248, ánh nến trong đời. Đến giờ cắt bánh cách, chúng ta cùng nhau cắt. Tô Thủy Kỳ lập tức kích động nắm bàn tay nhỏ bé của cô, muốn dẫn cô đi về phía sảnh tiệc. Không, đường khả hình cảm thấy cắt bánh ngọt lại thật sự quá chính thức, liền cười kéo tay lại, nhẹ nhàng nói, như vậy thật không tốt. Chúng ta, Tô Thủy Kỳ nắm bàn tay nhỏ bé của cô, để cho cô đi tới ngồi xuống bên cạnh chị, rồi nửa ngồi ở trước mặt cô, nắm bàn tay nhỏ bé của cô, dịu dàng nói, em chờ anh một lát, anh có bạn bè tới đây, anh tán gẫu với anh ấy một chút, không nên chạy loạn. Sắp cắt bánh cách rồi, biết không? Đường Khả Hinh không lên tiếng, ngồi tại chỗ, thật dịu dàng nhìn về phía người đàn ông với vẻ mặt chân thành tha thiết ở trước mặt, dịu dàng cảm động, cô bất đắc dĩ mỉm cười, mới dịu dàng nói tốt. Em chờ anh." Tô Thủy Kỳ cười ngọt ngào, sau đó đứng dậy, đi về phía trước. Đường Khả Hinh xoay người, nhìn Tô Thủy nhanh chóng đi về phía một người đàn ông nho nhã ở trước mặt, vừa nói vừa cười, ánh mắt của cô hơi tối lại. "Em trai của chị từ nhỏ đối với món đồ mình thích cũng đặc biệt cố chấp. Chấm ngoặc kép, Tô Linh cũng cưng chiều nhìn về phía em trai. Đường Khả Hinh quay đầu nhìn về phía Tô Linh đang nhìn về phía Tô Thủy Kỳ, vẻ mặt lộ ra cưng chiều, cô cũng cười nói, "Ba mẹ của em chỉ có một con gái, cho nên khi còn bé, em nhìn hàng xóm có chị gái, có em gái, có anh trai, có em trai, em vô cùng hâm mộ. Tô Thủy Kỳ có một người chị như chị, thật hạnh phúc." Tô Linh không nói gì, chỉ hơi mất mắt cười khổ nói, nhưng cậu ấy đã từng vì tình yêu, từ bỏ cả nhà chúng tôi. Đường Khả Hinh có chút kinh ngạc nhìn về phía Tô Linh. Tô Linh cũng nhìn về phía đường Khả Hinh, cảm thấy hơi hứng thú nhìn đôi mắt to hiền lành của cô gái trước mặt, còn có cả người tản ra trầm lặng an phận, nhưng cô không thể bỏ qua, thẳng thắn nói em và tiệp sư thật không giống nhau. Đường Khả Hinh trước mắt, lại tò mò nhìn về phía Tô Linh, hỏi tiệp sư. Xin hỏi cô ấy là ai? Tô Linh có chút ngạc nhiên nhìn về phía đường Khả Hinh, hỏi em không biết. Chấm ngoặc kép, đường Khả Hinh nhìn về phía cô lắc đầu một cái. Ánh mắt Tô Linh lộ ra sợ hãi đối với dư âm trong quá khứ, sâu kín nói, đối với chị mà nói, cô ấy là một phụ nữ đáng sợ, vào một buổi tối đáng sợ đó, lúc ấy em trai của chị đang trực, cả nhà chúng tôi vốn đang sống hạnh phúc, vào buổi tối đó, đã tan vỡ tất cả. Đường Khả Hinh có chút tò mò nhìn về phía Tô Linh, hồi tưởng lại cảnh tượng mới vừa rồi trên bàn tiệc, cả nhà bọn họ vui vẻ hòa thuận, thật sự không dám tưởng tượng bọn họ cả nhà đã từng chịu đựng chuyện không may. Vẻ mặt Tô Linh cứng lại, có chút đau thương nói, đêm hôm đó, có một cô gái với má trái không trọn vẹn, ở mưa to bay tán loạn, ôm người mẹ lớn tuổi, quỳ gối cửa bệnh viện, khóc kêu to, cứu mẹ của tôi, cầu xin mọi người cứu mẹ của tôi, nếu mọi người chấp nhận cứu bà, tôi chấp nhận đánh đổi tất cả. Trái tim đường khả hình nhảy lên, Hai mắt của cô xoay tròn. Tô Linh đột nhiên bật cười, nói cho nên, em trai của chị nhất định đi ra, giúp đỡ cô gái kia, cứu giúp mẹ của cô ấy, cũng phát hiện cả người cô ấy ướt đẫm, té ngã ở trước hành lang bệnh viện, lộ ra má bên phải thật xinh đẹp, cậu ấy đã yêu cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tình yêu chính là như vậy, tới rất nhanh, không kịp trở tay, làm cho người ta chống đỡ không được, em trai của chị cứ như vậy bị chìm đắm vào trong thế giới của cô ấy. Cho nên chị vẫn cảm thấy đối với tình cảm người nào có thái độ không rõ rệt, sẽ hại người khác, cũng sẽ hại bản thân mình. Đường khả hình không lên tiếng, thật yên tĩnh lắng nghe. Tô Linh nói tới chỗ này, cô đột nhiên nghẹn ngào bật cười, khẽ thở dài, mới tiếp tục sâu kín nhớ lại đoạn chuyện cũ, bọn họ yêu nhau, bất chấp tất cả để yêu nhau, cô ấy xuất hiện, cô ấy bắt đầu muốn càng nhiều, cô cảm thấy má trái không trọn vẹn khiến cho tình yêu, hạnh phúc, tất cả đều bị cản trở ngoài cửa, cô ấy khổ sở, cô ấy đau lòng, cô ấy sụp đổ, thỉnh thoảng lúc nửa đêm, khổ sở cầm đồ ném vào gương. Trái tim đường khả hình hơi đau, cô đột nhiên nín hơi thở, nắm chặt váy. Cũng bởi vì như vậy, Ricky buông xuống giao giải phẫu ngoại khoa đã học hành vất vả trong nhiều năm, lần nữa học tiếp 3 năm chỉnh hình ngoại khoa, tốt nghiệp đạt thành tích xuất sắc. Vì chuyện này, ông nội của chị phát bệnh tim 3 lần, rất đau đớn, thậm chí có mấy lần không để ý đến việc nước, cả nhà chúng tôi đều khuyên em trai đừng bỏ qua, vì người nhà suy nghĩ lại, nhưng cậu ấy vẫn bất chấp tất cả cầm dao chỉnh hình, trong một buổi sáng nắng ban mai rực rỡ, đổi khuôn mặt cho tiệp dư. Chấm ngoặc kép, Tô Linh mỉm cười nói. Đường khả hình nhất thời có chút căng thẳng nhìn về phía Tô Linh. Tô Linh cũng mỉm cười nhìn về phía cô nói, có phải cảm thấy cuộc sống hạnh phúc sẽ tới hay không? Đường khả hình không lên tiếng, chỉ nhìn cô. Ánh mắt của Tô Linh xẹt qua nụ cười có chút bất đắc dĩ nói, sẽ không bởi vì người tham lam chắc chắn sẽ không biết hạnh phúc cuối cùng cô ấy bắt đầu có khuôn mặt xinh đẹp việt trần nhưng cô ấy còn chưa thỏa mãn mong ước đôi mắt to lớn hơn một chút lỗ mũi cao hơn một chút đôi môi đẹp hơn một chút từng ngày cô ấy đòi hỏi càng không ngừng đòi hỏi ricky đã chỉnh khuôn mặt cho cô ấy nhiều lần cho đến lúc cuối cùng ricky mệt mỏi cậu ấy cảm thấy cô ấy yêu thích chính bản thân mình mà không yêu người khác bao gồm người mẹ lớn tuổi của mình chắc em không biết chứ bây giờ Ricky vẫn còn đang chăm sóc người mẹ của Tiệp Dư trong nhà. Đường Khả Hinh nhìn về phía cô. Tô Linh sâu kín quay đầu chiều mến nhìn em trai đang nâng ly, vui vẻ mỉm cười với người, cô cũng an ủi nói, nhưng thời gian là câu trả lời hay nhất. Tiệp Dư ra đi tìm người đàn ông khác chỉnh sửa khuôn mặt cho cô ấy. Rốt cuộc ở trong tình yêu mù quáng, Ricky đã tỉnh táo lại liền thề không bao giờ dùng dao giải phẫu nữa, rời khỏi giới y học, rời khỏi giới giải phẫu thẩm mỹ ngoại khoa, trải qua từng ngày bình thản yên tĩnh, mối quan hệ của cả nhà chúng tôi và em trai cũng được cải thiện gần một năm nay, vì thế, mẹ chị cũng rất an ủi, ông nội càng vui vẻ. Đường Khả Hinh đột nhiên nhớ tới giọng nói kích động của Tô Thủy Kỳ, thậm chí mang theo chút tức giận, anh đã từng thề với trời, cuộc đời này không cầm dao giải phẫu nữa, cũng sẽ không cứu giúp bất kỳ ai. Hai mắt của cô tràn lệ, đột nhiên cảm giác ngực bị nghẹn, không thở nổi. Chương 248 đến 2, ánh nến trong đời 2 hôm nay em trai của chị có thể vui vẻ như vậy, vẫn phải cảm ơn em. Chấm ngoặc kép, Tô Linh vươn tay nhẹ nhàng đặt trên màu u bàn tay của cô, tùy ý cười nói, trước đó lúc em chưa tới, cậu ấy gần như không nói gì, có vẻ buồn giàu không vui, mẹ chị nhìn thấy cũng có chút lo lắng, nhưng em vừa tới, cậu ấy liền cười, cười thật vui vẻ, người cả nhà chúng tôi cũng vui vẻ theo. Sau này, em nhất định phải trò chuyện, tâm sự với Ricky nhiều hơn, bởi vì cậu ấy ở bên ngoài một mình, rất cô đơn. Đường khả hình miến cưỡng cười cười, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía người chị gái khéo hiểu lòng người ở trước mặt, dịu dàng đáng yêu, ánh mắt nhìn mình mang theo chút cầu khẩn. Cô nhìn ánh mắt này, cô hiểu, liền mỉm cười gật đầu, sâu kín nói, em hiểu rõ nên làm như thế nào. Tô Thủy Kỳ là một người tốt, là một người chấp nhận đưa cho người khác ánh sáng ấm áp. Em tin anh ấy nhất định sẽ vui vẻ hạnh phúc, vì anh ấy vui vẻ hạnh phúc, em chấp nhận trả giá tất cả, em cũng không cần gì. Em rất hâm mộ gia đình chị, họp mặt đông đủ, em tin một mọi người sẽ hạnh phúc mãi mãi, sẽ không bao giờ xảy ra chuyện cũ nữa. Mãi mãi sẽ không. Tô Linh chân thành nhìn về phía cô, nghẹn ngào nói có thật không? Vâng, đường khả hình cảm giác trong lòng của mình rơi lệ, cô cười gật đầu một cái. Cảm ơn em, Tô Linh thật lòng cảm ơn cô. Không cần cảm ơn, chấm ngoặc kép, đường khả hình quay đầu đi, có chút khổ sở run người nhưng vẫn kiên trì ngồi ở trên ghế salon, thở mạnh. Đang nói chuyện gì vui vẻ như vậy, Tô Thủy Kỳ mỉm cười đi tới, nhìn về phía Khả Hinh và chị. Không có nói gì, Khả Hinh thật là một cô gái tốt đầy thiện ý, nói chuyện với cô ấy, chị rất vui vẻ. Tô Linh mỉm cười nói, "Đường Khả Hinh cũng ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn về phía Tô Thủy Kỳ, nói em nói chuyện với chị cũng rất vui vẻ. Em đang nghĩ, nếu em có một người chị như thế thật tốt biết bao nhiêu." Sau này em sẽ có." Tô Thủy Kỳ đột nhiên mỉm cười kéo đường khả hình cười nói, đi thôi. Chúng ta cùng đi cắt bánh ngọt. Tốt, chấm ngoặc kép, đường khả hình đồng ý anh, sau đó đứng dậy, lúc này toàn trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, hai người bọn họ bèn nhìn nhau mỉm cười, bước đi về phía chiếc bánh ngọt cao tầng trong sảnh tiệc, nhìn bánh sinh nhật rất xinh đẹp, phía trên lấp lánh màu sắc rực rỡ ảo mộng, đường khả hình nở nụ cười cảm động, ngẩng đầu lên nhìn Tô Thụy Kỳ. Tô Thủy Kỳ cũng nhìn về phía cô, ngọt ngào mỉm cười, mới vừa muốn sai người thắp nến, nhưng Khả Hinh lại ngăn nhân viên phục vụ tiến lên, cô nhận lấy cây nến, nhìn về phía Tô Thủy Kỳ dịu dàng cười nói, "Tối hôm nay, em muốn tự mình thắp nến cho anh." Tô Thủy Kỳ nhìn ánh mắt cô dịu dàng, liền mỉm cười gật đầu. Toàn trường nhất thời tối xuống, chỉ có ánh nến trong tay Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh nhẹ vén đuôi váy, bước lên trước, trong tay cầm cây nến nho nhỏ, đang lúc mọi người yên lặng hy vọng, cô nhẹ nhàng đốt lên một cây, hai cây cây thứ ba giống như ba năm trước đây nhìn thấy tô thủy kỳ anh luôn ở tại mỗi thời điểm khác nhau lúc nào cũng tràn đầy ánh mặt trời đem cho mình một chút ấm áp hai mắt của cô ứa lệ ngẩng đầu lên có chút không đành lòng nhìn về phía tô thủy kỳ tô thủy kỳ cũng đứng ở một đầu ánh nến vui vẻ mỉm cười nhìn về phía cô cô an ủi nở nụ cười rồi dịu dàng đốt một cây nến tô linh đứng ở đàng xa áy náy nhìn về phía cô gái trước mặt có chút đau lòng bất đắc dĩ nở nụ cười. Đường khả hình thật yên tĩnh thắp xong cây nến cuối cùng, toàn trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, cô và Tô Thủy Kỳ cùng đứng ở trước bánh ngọt, lại vui vẻ nở nụ cười, sau đó hai người chấp đôi tay, cùng ăn ý đứng ở trước bánh ngọt, cúi đầu cầu nguyện, sau đó đồng thời mở mắt, nhìn nhau một cái, rồi cùng nghiêng người tới phía trước, thổi tắt tầng nến kia. Toàn trường lại vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, ánh đèn chợt sáng lên, cả hội trường lấp lánh ngọn đèn nhỏ màu hồng rực rỡ, đèn thủy tinh trong sảnh tiệc cũng bắt đầu chiếu sáng rực rỡ chói mắt. Một đêm xinh đẹp sắp kết thúc, nhân viên phục vụ mỉm cười đưa tới cây dao dài mỏng màu xanh. Tô Thủy Kỳ cầm lấy cùng Đường Khả Hinh nắm cây dao dài. ở trong tiếng vỗ tay và giấy màu bay xuống giống như tuyết mịn. mới vừa muốn cắt xuống bánh ngọt, cửa chính sảnh tiệc ầm ầm mở ra. một bóng dáng như hoa bách hợp, xinh đẹp mộng ảo xuất hiện tại trước cửa, giống như một nàng công chúa đến sau cùng, hướng về phía trước kêu lên. chấm ngoặc kép, Ricky toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người xoay người nhìn về phía bóng hình xinh đẹp nơi xa, tất cả mọi người khẽ kêu lên. Trong tiếng gọi xa xôi, Tô Thụy Kỳ ngẩng đầu lên nhìn về phía cô gái mặc váy dài màu trắng, buộc bím tóc vàng óng ánh, vô cùng xinh đẹp, giống như từ bên kia thế giới trở về, vẻ mặt tràn đầy thâm tình, cảm động nhìn mình. Trong lòng của anh chợt tan vỡ, lòng bàn tay không nhịn được mềm nhũn, cây dao dài phịch một tiếng, rơi trên mặt đất. Đường Khả Hinh cúi đầu, nhìn cây dao kia, lại vội vàng ngẩng đầu lên nhìn về phía cô gái đứng ở bên cửa, rất xinh đẹp đến nổi không chân thật, lại làm cho người ta hít thở không thông. Hai mắt Tô Thủy Kỳ chợt rưng rưng, cắn chặt răng, nhìn về phía khuôn mặt xinh đẹp kích động của cô, trong ánh mắt chứa đựng thâm tình nồng đậm, sắc mặt của anh lạnh lẽo, đột nhiên xoay người, bước dọc theo hành lang đi tới một đầu khác. Ricky, chấm ngoặc kép, tiệp sư khóc nấc, nhấc đuôi váy thật dài, rơi lệ đuổi theo bóng dáng anh tất cả tân khách toàn trường đều kinh hô. Đường khả hình ngây ngô đứng ở một bên, nhìn bánh kem to lớn rực rỡ ở trước mặt, nước mắt của cô lăn xuống, thân thể mềm nhũn lập tức ngã xuống đất. Tưởng thiên lỗi thấy thế, căng thẳng lập tức phóng người lên trước, nhưng cảm giác có một bóng dáng thoáng qua bên cạnh mình, nhanh chóng đi tới trước mặt của khả hình, lập tức bế cô lên, anh vội vàng ngẩng đầu lên nhìn thấy trang hạo nhiên ôm lấy đường khả hình đã mê man, vẻ mặt nghiêm túc đi qua từng đám người, hai mắt nóng bỏng đi về phía trước tất cả mọi người cũng khiếp sợ nhìn về phía bọn họ. Đường khả hình không còn hơi sức nằm ở trong ngực trang hạo nhiên, hai mắt lộ ra bi thương và mờ mịt, cuối cùng một giọt nước mắt lăn xuống. mươi 249, tổn thương. Ricky, Ricky, chấm than ngoặc kép, tiệp sư rơi lệ đứng ở trước cửa phòng VIP, thất thanh khóc giống nói, mở cửa đi. Em sai rồi, anh mở cửa đi, em cố ý chọn sinh nhật của anh trở lại là hy vọng cho anh một bất ngờ. Em biết rõ anh yêu em, em biết rõ anh mãi mãi cũng sẽ không quên em ricky mở cửa đi em yêu anh em đã trở về trước kia do em tham lam sau khi không có anh vẻ đẹp của em mọi thứ của em tất cả đều không quan trọng khi đó em mới phát hiện anh mới là người quan trọng nhất trong cuộc đời em vẻ mặt tô thủy kỳ tiều tụy và đau thương ngã ngồi cạnh cửa hai mắt rưng rưng lại tức giận nhìn về phía trước ricky em cầu xin anh mở cửa đi Tiệp sư lại dùng sức vỗ cửa, thất thanh khóc giống. Tô Linh ngăn cản mọi người đi vào VIP, tự mình tức giận đi tới, hai mắt Dương Dương nhìn về phía cô gái được gọi là xinh đẹp nhất phương Đông, giờ phút này không còn dáng vẻ, ngã ngồi ở trên cửa khóc giống, Tô Linh lạnh lùng và oán hận nói với cô, cô trở về làm gì? Cô còn dám trở về? Em trai của tôi mới vừa khôi phục từ trong thế giới của cô. Bây giờ cô lại còn không biết xấu hổ trở về? Chị, chấm ngoặc kép tiệp sư rơi lệ kêu lên cô đừng gọi tôi là chị tô linh tức giận quát khẽ tôi không có em gái như cô cũng không có em dâu như cô tôi vô cùng hận cô tại sao cô cứ ích kỷ như vậy lúc ấy nói đi là đi bỏ rơi người đàn ông cứu cô sống lại yêu cô đến chết không để ý thâm tình của cậu ấy tình yêu của cậu ấy tất cả mọi thứ của cậu ấy cứ bỏ đi cô biết lúc cô đi khỏi cậu ấy khổ sở thế nào không ngày ngày sống giống như đã chết mấy ngày mấy đêm không ăn cơm, không ngủ được, cha mẹ tôi ngậm đắng nuốt cay nuôi con khôn lớn, lại bị cô tổn thương, người cả nhà chúng tôi đau khổ theo cậu ấy mấy năm. Tại sao cô còn không biết xấu hổ trở về? Cô sống ở trong thế giới kia không phải rất tốt sao? Tại sao cô còn muốn trở lại? Rốt cuộc cô còn muốn tổn thương cậu ấy bao nhiêu lần mới bằng lòng hả? Nước mắt Tô Thủy Kỳ Bi vẫn lăn xuống. Em sai rồi, em thật sự sai rồi, chị, chị tha thứ cho em đi em sai rồi." Chấm ngoặc kép, Tiệp sư lại khóc nhìn Tô Linh. "Cô đừng nói tôi tha thứ cho cô, bây giờ tôi và cô không có quan hệ, người cả nhà chúng tôi cũng không có quan hệ tới cô. Tôi xin cô, tôi cầu xin cô sau này đừng dây dưa em trai của tôi nữa. Cô cút cho tôi, lập tức cút cho tôi." Tô Linh tức giận hét. "Chị, em cầu xin chị, để cho em gặp Ricky." Nhiều năm qua, em vẫn rất cố gắng rất cố gắng sống, chính là vì để kiêu ngạo trở về gặp anh ấy một lần em cầu xin chị đừng đuổi em đi em sai rồi em vì anh ấy bây giờ em có thể không cần gì cả nếu muốn em khôi phục lại mặt mũi trước kia em cũng cam tâm tình nguyện chỉ cần ricky chấp nhận yêu em em sẽ không cần gì cả em thề em thề chấm ngoặc kép tiệp dư khóc ngã xuống đất tô linh lại tức giận nói cô không cần thề với tôi cuộc đời của cô không có liên quan đến chúng tôi cô cút cho tôi nếu không cô đừng trách tôi không khách khí Quá khứ tôi lưu cho cô một con đường sống, là bởi vì tôi cũng thương em trai. Hôm nay thì không, cút. Chị, cho dù hôm nay chị giết chết em, cũng cho em gặp anh ấy một lần đi, đã nhiều năm, em thật sự rất nhớ anh ấy, nhớ đến muốn phát điên. Chấm ngoặc kép, Tiệp sư khóc thật bi thảm. Tô Thủy Kỳ cắn chặt răng, hai mắt tràn lệ nhưng cũng không nhúc nhích. Lúc này Nhậm Tử Hiền cũng đi vào, hết sức tức giận nhìn về phía Tiệp sư nói, từ trước đến giờ tôi nói lời độc ác nhưng hiện tại tôi mắng cô cũng cảm thấy cô không có tư cách để nghe tôi chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như vậy anh ấy bị cô vứt bỏ cô biết không một người yêu cô sâu đậm cô vì việc riêng của mình vứt bỏ anh ấy đợi đến khi người ta đã bình phục cô lại đâm một dao vào trên vết thương của người ta ngay cả từ chối cô cũng đau nếu cô thật lòng muốn tốt cho anh ấy tại sao không mang theo bi thương của cô mà chết đi đi tìm chết là được không nên nói cái gì vì anh ấy cô đều chấp nhận, cô tình nguyện chết đi. Tôi cũng không tin trên thế giới này thực sự có người chết vì người khác. Tôi càng không tin loại người như cô sẽ vì người khác mà chết. Tôi không chút nào tin lời nói của cô. Cô đi đi, đừng tổn thương Ricky và người nhà bọn họ. Cho em một cơ hội chuộc tội đi. Chị, tiệp dư quỳ đến trước mặt của Tô Linh, nắm váy của cô, khóc nói. Cô không hề có cơ hội chuộc tội. Hai mắt tử hiền chợt lóe, đột nhiên vỗ cửa phòng, kêu to Tô Thủy Kỳ. Mặc dù tôi không coi trọng Đường Khả Hinh, mặc dù tôi rất ghét cô ấy, nhưng anh làm chuyện gì phải đến nơi đến trốn chứ? Tối nay nhiều người nhìn chừng chừng, tay cũng đã dắt, cơm cũng ăn, cha mẹ cũng gọi rồi, nhảy cũng nhảy rồi, đèn cây cũng cùng nhau thổi, còn thiếu một chút thời gian, buổi tối này sẽ kết thúc, anh cũng làm cho người ta bị mất hết mặt mũi tại trước mặt bao nhiêu người, cô ấy không chịu nổi, đã ngất đi. Hai mắt Tô Thủy Kỳ nóng lên, lập tức đau lòng nhảy dựng lên, nhanh chóng mở cửa phòng trực tiếp nhìn về phía tử hiền, gấp gáp hỏi, khả Hinh đâu? Không biết cô ấy đi đâu, giống như là trang hạo nhiên đưa cô ấy đi rồi, lúc đi, người đã hôn mê. Tử hiền nhìn anh nói, tô thủy kỳ nóng nảy, lập tức phóng người lên trước, kêu to, khả Hinh Ricky, chấm than ngoặc kép, tiệp sư khóc gọi tô thủy kỳ. Ánh mắt nhầm tử hiền lạnh lùng nhìn về phía cô nói, trên thế giới này, cái gì cũng có thời hạn bảo đảm chất lượng. Bao gồm tình yêu. Tiệp sư khóc nhìn về phía bóng dáng tô thủy kỳ chạy lên phía trước, cô ngã trên mặt đất. Khả Hinh chấm ngoặc kép tô thủy kỳ đau lòng chạy ra đại sảnh, nhìn xung quanh một vòng, nhìn tân khách sắp rời khỏi đang ngạc nhiên nhìn mình, trong lòng của anh quính lên, lại chạy như bay ra ngoài, nhanh chóng đi xuống cầu thang xoắn ốc, lao ra câu lạc bộ Á Châu, nhưng phát hiện lúc này trên bầu trời đêm sâu kín, nhẹ nhàng rơi xuống hạt mưa lất phất, giọt mưa ẩm ướt đêm đen, giờ phút này đang buông thả một chút hơi lạnh đầu thu trong lòng của anh đau nhói nhanh chóng đi xuống bậc thang dọc theo con đường hoa hồng thật dài nhìn xung quanh gấp gáp đau lòng gọi khả hinh thật xin lỗi lúc này anh không nên tổn thương em bây giờ em ở đâu em mau ra đây đi anh thật sự rất lo lắng thật lo lắng cho em tất cả đều không có thay đổi chúng ta đều không có thay đổi khả hinh một tiếng thét to truyền khắp cả bầu trời đêm truyền khắp cả câu lạc bộ nào có ai biết vào lúc vui vẻ phải cẩn thận một chút bởi vì tất cả mọi thứ đều cần phải gìn giữ bảo vệ. Âm thanh kia tràn đầy áy náy và lo lắng, kéo dài ở trong đêm mưa, thét cao, nhưng không có âm thanh nào đáp lại áy náy của anh. Một chiếc xe thể thao màu trắng, ở trong đêm tối, tiếp tục lướt đi. Trang hạo nhiên vừa lái xe, vừa quay đầu nhìn về phía khả hình đang thoi thóp giống như chết, ánh mắt cô rời rạc, mê man tựa vào chỗ ngồi, sâu kín nhìn mưa phùn ngoài cửa sổ, ở trong từng ánh đèn đường, Lập lè những lần nước chảy giống như nước mắt bi thương Sắc mặt cô tái nhợt nhìn Nước mắt này im lặng không lên tiếng Anh cũng không nói chuyện gì Chỉ chăm chú lái xe Có một yếu ớt âm thanh Tuyệt vọng, sâu thẳm, bi thương Không còn hơi sức vang ở trong buồng xe Chấm ngoặc kép Người ta yêu người và được người yêu Người ta đều vì yêu người Và được người yêu mà cố gắng Còn tôi thì sao Tiếng nói từ trong linh hồn đường khả hinh khẽ phát ra Trang Hạo Nhiên hơi đau lòng quay đầu sang, tối nay cũng không muốn nói gì, chỉ đau lòng nhẹ nhàng hỏi, cô không có yêu và được người yêu sao? Đường Khả Hinh chớp mắt một cái, không còn hơi sức nói nhỏ, tôi rất cố gắng yêu người tôi yêu, tôi rất cố gắng yêu người yêu tôi. Nhưng bọn họ đều không hẹn mà cùng rời bỏ tôi, bỏ lại tôi một mình, để cho bọn họ sống với số mệnh của bọn họ. Trang Hạo Nhiên nghe vậy, chợt cảm thấy tâm trạng nặng nề, khẽ nói, đừng nghĩ nhiều như vậy, tôi đưa cô về nhà trước nhà chấm ngoặc kép đường khả hình đột nhiên sâu kín nhớ tới chữ này hai mắt lộ ra buồn bã không còn hơi sức nói nơi đó thật là của tôi nhà sao tôi không có nhà trang hạo nhiên bất đắc dĩ lái xe chạy nhanh tới ven đường dừng lại nghe tiếng mưa rơi tí tách xoay người lại nhìn cô nói như vậy cô muốn đi chỗ nào tối nay mặc kệ cô muốn đi đâu tôi đều đi với cô đường khả hình suy nghĩ một chút nhìn bầu trời đêm phía ngoài cửa sổ nhìn nước mưa, nước mắt của cô lăn xuống. Chiếc xe thể thao màu trắng tiếp tục chạy như bay trên đường, chạy qua đường lớn ven biển, chạy qua cái cầu cao, chạy vào phố xá sầm uất, đến một vùng ngoại ô nào đó, cuối cùng mới chuyển vào một con đường nhỏ âm u, chậm rãi ngừng lại, anh quay đầu nhìn về phía Khả Hinh. Đường Khả Hinh không nói gì, thân thể mềm nhũn không còn hơi sức đẩy cửa xe ra, mang giày cao gót, bước ở mặt trên đất ướt đẫm, vén chặt đuôi váy, từng bước từng bước, Thật gian nan đi tới trong hẻm nhỏ. Trang Hạo Nhiên vội vàng dừng xe đi theo tới, mới vừa muốn đưa tay dìu cô. Tôi muốn đi mình, chấm ngoặc kép, cô không còn hơi sức tránh ra khỏi tay của anh, hai mắt nổi lên hơi nước, đau lòng nghẹn ngào nói, tôi không dám tùy ý tiếp nhận sự đồng tình của người khác, bởi vì tôi biết có một ngày, thứ này sẽ giống như thủy tinh tan vỡ trong thế giới của tôi, đâm vào làm cho tôi đau đớn, thậm chí nụ cười cảm động trong quá khứ, hôm nay trở thành châm chọc thật sâu tôi không dám cầu xa. Trang hạo nhiên đau lòng nhìn cô. Vẻ mặt đường khả hình mệt mỏi đi vào trong hẻm nhỏ, càng đi càng sâu, rốt cuộc nhìn thấy trước mặt có cây chuối tây, có một cái sân nhỏ, ngọn đèn nhỏ trước sân đang thắp sáng, cô có chút an ủi nở nụ cười, nước mắt lan xuống, hơi vui vẻ đi về phía trước. Trang hạo nhiên biết đêm này cô muốn tới gặp người này, không thuộc về thế giới của mình liền dừng lại ở một bên tường, nhìn về phía cô đường khả hình đứng ở trong mưa nhỏ dưới ánh đèn nghẹn ngào gọi nhỏ mẹ mẹ con là khả hình cô vừa gọi vừa có chút đau lòng phát ra tiếng khóc nhỏ khóc gọi mẹ mẹ đi ra gặp con đi con là khả hình mẹ trong nhà nhanh chóng vang lên tiếng mở cửa sau đó có người gấp rút đi ra sân nhỏ sau đó một người phụ nữ trung niên nhanh chóng mở cửa trang hạo nhiên không có nhìn lại chỉ nghiêng mặt sang bên im lặng không lên tiếng khả hinh, Lý Tú Lan đau lòng cũng kinh ngạc nhìn con gái mặc đồ này, khuôn mặt lại rơi lệ, rất bi thương nhìn mình, bà lập tức hoảng sợ, nhìn con gái, bật khóc hỏi con gái, con làm sao vậy? Nghe tiếng gọi, đường khả hinh càng rơi lệ nhìn mẹ, khó chịu nói không ra lời, cả người mãnh liệt nước nở rơi lệ. Con làm sao? Mau vào đây, người kia không có ở nhà. Mau vào, đừng sợ. Lý Tú Lan đau lòng vội vàng đỡ con gái, muốn đi vào trong nhà. Con không vào được chấm ngoặc kép đường khả hình đột nhiên không nở nhìn mẹ tiếp tục rơi lệ nói mẹ con chỉ nhớ mẹ thôi để cho con nhìn mẹ một chút tối hôm nay con đột nhiên rất nhớ mẹ tại sao năm đó mẹ không quan tâm con để cho con giống như đứa bé không có cha mẹ nước mắt lý tú lan lăn xuống biết con gái bị thương nếu không cô sẽ không tới tìm mình đau lòng tiến lên ôm nhẹ con gái vào trong ngực khóc nói mẹ sai rồi con mau đi vào đội mưa bị cảm thì sao? Nghe lời nói quan tâm này, nước mắt khả hình lại từng viên lăn xuống, bật khóc nói, tối nay, con thật nhớ mẹ, con rất nhớ. Mẹ thương con, mẹ thương con, chấm ngoặc kép, Lý Tú Lan vội vàng ôm con gái, cũng bất đắc dĩ bật khóc. Mưa phùn vẫn bay tán loạn, ánh đèn trước cái sân nhỏ, lóe có chút ánh sáng ấm áp. Mưa nhỏ giọt, Trang Hạo Nhiên vẫn đứng ở góc tường, ngắm nhìn vào trong sân nhỏ. Khả Hinh mặc váy dài thật xinh đẹp, chống cây dù mẹ cho cô, cẩn thận nhẹ nắm váy dài, ngồi ở trên ghế nhỏ, nước mắt không khô, cũng đã có chút nụ cười cầm dao nhỏ, gọt vỏ khoai tây, vừa gọt vừa quay đầu nhìn về phía mẹ ở bên trong phòng bếp nhỏ, đang cầm bột mì, nhào nặn cho mình, vừa nhào nặn vừa nhìn mình, rất đau lòng mỉm cười, cô cười thỏa mãn, nước mắt lăn xuống, tiếp tục chăm chú gọt vỏ khoai tây, dịu dàng nói, mẹ, con tìm được một công việc tốt rồi, cấp trên rất thương con, dạy cho con học rượu đỏ. Trang Hạo Nhiên nghe vậy, im lặng không lên tiếng, mỉm cười. Thật sao? Tốt. Chấm ngoặc kép, Lý Tú Lan nghe vậy, tiếp tục nhào nặn bột mì, tay thuần thục đem từng khối bột nhanh chóng kéo thành sợi mì, bỏ vào trong nồi nước đun sôi, sau đó cầm đũa lên, nhanh chóng vớt vớt, lại bỏ vào rau cải và thịt băm ăn còn dư lại đêm qua, nhìn nó lăn lộn ở phía trên, lại nhanh chóng đem khoai tây con gái gọt xong, nhanh chóng thái sợi, sau đó bắt chảo nóng, xào khoai tây chua cay cho con gái món mà cô thích ăn nhất. Khả Hinh cứ ngồi ở trên ghế nhỏ, ánh mắt vui vẻ, sâu kín nhìn bóng dáng mẹ bận rộn vì mình, khóe mắt lăn xuống nước mắt, lại nhanh chóng lau đi. Lý Tú Lan đang chăm chú xào khoai tây sợi, nghe tiếng khóc của con gái, bà có chút lo lắng xoay người, nhìn con gái một cái, phát hiện cô lại rơi lệ, liền nghẹn ngào đau lòng nói con chờ một chút, ăn được ngay. Vâng, chấm ngoặc kép, đường khả hình như đứa bé khéo léo, mỉm cười thỏa mãn gật đầu một cái. Lý Tú Lan lại vui vẻ xoay người, chăm chú xảo món ăn. Đường Khả Hinh vẫn ngồi trong cây dù, ánh mắt vui vẻ nhìn về phía mẹ, đúng lúc này, cô nghe được âm thanh say rượu, thô lỗ đáng sợ từ nơi xa chuyển đến bên này, sắc mặt của cô khẽ thay đổi. Lý Tú Lan nhanh chóng xào kỹ khoai tây, chút vào mì sợi xong, cũng không sợ nóng, cầm một tay, vui vẻ cười đi ra nói, nấu xong rồi, đói bụng, mau ăn đi. Khuôn mặt già nua của bà sững sờ, đang cầm món ăn, nhìn sân nhỏ trước mặt đã trống rỗng, chỉ có nước mưa tí tách rơi vô tận giống như nước mắt, còn có cây dù màu đen rách nát đặt xuống ở một bên, mới vừa rồi con gái đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ, đã ướt đẫm rồi, tay của bà mềm nhún, tô mì nóng trong tay và cái đĩa toàn bộ rơi trên mặt đất, xoảng một tiếng, vẩy ra. Bà đau lòng chạy nhanh ra cửa nhà, nhìn con hẻm nhỏ tối tăm ướt đẫm, thê lương đau lòng kêu khóc con gái. Chấm ngoặc kép, chương 250, ôm nước mưa vẫn lạnh lẽo rơi xuống dốc rách. Vào lúc này cả tòa khách sạn Á Châu khổng lồ cũng chìm trong màn mưa không dứt. Cánh cửa, phòng tổng thống, ở lầu cuối, bị đẩy ra nhẹ nhàng, ánh đèn ấm áp cả đại sảnh yên tĩnh chiếu sáng vật dụng trong nhà thật ấm áp, còn có phòng piano thủy tinh hình bán nguyệt nối liền phòng khách. Trang hạo nhiên yên lặng đi vào trong cửa, mới quay đầu nhìn về phía cô. Cả người đường khả hinh ướt sủng đứng ở bên cửa, hai mắt sâu kín nhìn hoàn cảnh bên trong, lộ ra một chút do dự. Trang hạo nhiên cười khẽ một tiếng, nhìn về phía cô, dịu dàng nói, vào đi. Cô nhóc, đường khả hình ngẩng đầu lên nhìn anh một cái. Mới từng bước từng bước đi vào trong căn phòng làm cho người ta nhất thời có cảm giác an toàn và nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn khổ sở làm cho trái tim cô vẫn chìm đắm trong buổi tối đáng thương này. Cô im lặng giống như áng mây đứng ở giữa phòng khách, hai mắt mờ mịt rời rạc, không biết nhìn về phương nào. Trang hạo nhiên đi lại mấy bước, xoay người nhìn về phía cô vẫn bi thương và mờ mịt đứng ở giữa phòng khách anh cũng bất đắc dĩ thở dài xoay người cất bước đi tới trước mặt cô cúi đầu nhìn cô đường khả hình chậm rãi ngẩng đầu lên giống như đứa bé mất mát nhìn anh trang hạo nhiên yên lặng nhìn đôi mắt to không hồn của cô ảm đạm không có ánh sáng giống như đã chết muốn mở miệng nói gì nhưng đột nhiên phát hiện nói không nên lời chỉ nắm nhẹ bàn tay nhỏ bé của cô dắt cô đi vào trong đường khả hình cũng không lên tiếng cất bước đi theo anh. Trang hạo nhiên dắt đường khả hình đi vào gian phòng rộng rãi đầu tiên, nhất thời nhìn thấy trong phòng trưng bày giống như cung điện hiện đại, bốn chiếc ghế salon bằng gỗ gụ màu vàng nhạt, cửa sổ sát đất bên cạnh biển để ghế nằm màu đỏ thẫm, phía trên để một quyển sách, còn có một đĩa anh đào đỏ, một chiếc đèn bàn, đặt ở trước bàn thủy tinh đang chiếu sáng thật ấm áp, hai chiếc bình xứ màu vàng đặt ở hai bên cổng vòm trước phòng khách và phòng ngủ, hai bó lan hồ điệp màu trắng cắm trong bình hoa vẫn tốt tươi một tấm rèm lụa màu vàng nhạt áp sát phía trong tường bên dưới là chiếc giường thêu hoa văn hình rồng màu trắng hai bên là bóng đèn nhỏ hình rồng lấp lánh ánh sáng màu bạc tường bên trái có một ghế nằm hình tròn phía trên bảy mấy bộ sách rượu đỏ khả hinh đứng ở bên giường nhìn mấy cuốn sách này thậm chí nhìn thấy có một trang bìa sách màu đỏ hết sức hết sức đẹp mắt bên trong gian phòng truyền đến từng đợt tiếng động cực nhanh lúc này trang hạo nhiên đã cởi tây trang đen chỉ mặc áo sơ mi trắng cổ áo mở ra, im lặng cầm một bộ quần áo thể thao nữ màu trắng, đi tới trước mặt của đường Khả Hinh, đưa cho cô nói tắm đi. Khả Hinh cúi đầu, sâu kín nhận lấy quần áo thể thao anh đưa tới, nhưng vẫn có chút do dự ngẩng đầu nhìn về phía anh. Trang hạo nhiên bất đắc dĩ vịn thân thể của cô, đẩy cả người cô về phía cổng vòm nhỏ cách chiếc giường không xa, bên trong để tất cả bức tranh quý giá, chiếc gương toàn thân tinh xảo, còn có giá gỗ phía bên trái gương để tất cả các loại tinh dầu tắm, Tiếp theo là các loại mỹ phẩm dưỡng da, một hồ tắm màu vàng đã chứa đầy nước, phía trên nổi cánh hoa hồng bồng bềnh. Cô quay đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên nhìn về phía cô, nói câu nói thứ hai, tắm đi. Không cần nghĩ gì cả, tắm. Hả? Đường Khả Hinh vẫn nhìn về phía anh. Đói bụng rồi sao? Mới vừa đi chỗ của mẹ cũng không có ăn cơm. Chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên nhìn về phía cô hỏi. Đường Khả Hinh lắc đầu một cái. Trang Hạo Nhiên gật đầu một cái, nói, vậy thì tắm đi. Tôi đã pha nước ấm xong rồi. Đường Khả Hinh đành cầm quần áo thể thao, gật đầu một cái. Cửa nhẹ nhàng đóng lại. Trang Hạo Nhiên đứng ở bên cửa, suy nghĩ một chút, cũng cởi cúc áo sơ mi, đi ra khỏi phòng, đi qua phòng khách, dọc theo cầu thang xoắn ốc đi lên một gian phòng kiểu mở, phía trên thiết kế mới, lịch sự trang nhã, kết hợp ngọn đèn vàng ẩn trên một vòng tròn lớn trang trí trên trần nhà, bên trái để một giá sách khổng lồ, phía trên có thật nhiều bộ sách, anh cởi áo sơ mi ra, đi vào phòng tắm, tiếng nước chảy truyền ra, qua một lúc lâu, người anh đã tắm rửa xong, mặc t-shirt màu xanh nhà tay ngắn, quần thường màu trắng. Tóc hơi ẩm ướt, mang dép màu trắng dọc theo cầu thang xoắn ốc đi xuống, lại thấy đường khả Hinh đã tắm rửa xong, mặc t-shirt tay ngắn, quần thể thao màu trắng, tóc ướt đẫm đứng ở cửa sổ sát đất phòng khách, nhìn phong cảnh phía ngoài cửa sổ. Anh dừng ở trên cầu thang, suy nghĩ một chút liền cất bước đi xuống lầu đi tới bên cạnh cô nhìn mưa phùn rất nhỏ rơi ngoài cửa sổ rơi vào trong mặt biển anh đột nhiên mỉm cười đường khả hình quay đầu nhìn về phía anh trang hạo nhiên mỉm cười nhìn phía ngoài cửa sổ thở dài nói sắp lập thu rồi đây là lúc hoa nho nở đẹp nhất nhất là đầu xuân mưa phùn phất phới rơi trên lá nho rơi trên hoa nhỏ tất cả đều rất yên lặng thậm chí mang theo một chút bi thương rất đẹp mỗi lần tôi đi qua nơi đó đi qua con đường mòn nhỏ, từng khóm hoa thì tôi đều cảm thấy nó có sức sống bền bỉ. Nơi đó, rất đẹp sao, đường khả hình quay đầu nhìn về phía trang hạo nhiên. Ừ, ở Bóc Đô, nơi đó có khí hậu dễ chịu, bầu trời trong xanh, mây trắng trắng, có thật nhiều chim nhỏ không biết tên, còn có con đường nhỏ ngoài trang viên treo rất nhiều hoa violet. Yên tĩnh làm cho người ta càng cô đơn, 7 giờ sáng, có một vài cô gái cưới xe đạp mang theo tiếng chuông êm tai chạy qua từng con hẻm nhỏ, còn có quán cà phê lãng mạn, ấm áp. Lúc đó tôi ngồi yên ở một nơi chỗ, cảm nhận tất cả mọi thứ trước mắt, rốt cuộc phát hiện, cô đơn cũng không quá khổ sở. Hai mắt trang hạo nhiên xẹt qua một chút thâm trầm. Đường khả Hinh bị giọng nói anh hấp dẫn, nhìn anh. Trang hạo nhiên quay đầu nhìn về phía cô, mỉm cười nói, bây giờ cô đau thương như vậy, chẳng qua là bởi vì thế giới của cô quá nhỏ. Thật sao, đường khả Hinh đột nhiên nhớ tới lời của cha, hiểu được cuộc sống càng nhiều, phương hướng con đi tới càng rõ ràng hơn nhận thức và tiến bộ là một quá trình cô đơn và khổ sở dài đằng đẵng quá hạnh phúc làm cho người ta hài lòng cả đời khi cô đã đi tới giai đoạn này sẽ phát hiện thì ra hạnh phúc vẫn luôn đi cùng với cô trang hạo nhiên mỉm cười nói cha của tôi đã từng nói những lời này chấm ngoặc kép trong lúc mông lung đường khả hinh nhớ tới những lời này nhận thức cùng tiến bộ là một quá trình cô đơn và khổ sở dài đằng đẵng thật sao Chẳng lẽ chúng tôi có quan hệ?" Trang Hạo Nhiên mỉm cười nói. "Không thể nào." chấm ngoặc kép, Đường Khả Hinh sâu kín nói, "Chúng ta là người không cùng một thế giới." "Cha của cô không phải rất yêu cô sao? Tôi thường nghe cô nói đến ông ấy." Ừm." chấm ngoặc kép, Đường Khả Hinh nhắc tới người cha yêu quý, trong lòng của cô đột nhiên thư thái, trên mặt không nhịn được nở nụ cười, hơi nhớ lại nói, "Ông ấy dạy tôi rất nhiều thứ, giảng giải cho tôi rất nhiều thứ có liên quan đến thức ăn." có liên quan đến rượu đỏ, còn có ông ấy thích nhất gọi tôi là công chúa nhỏ. đột nhiên ôm tôi đưa lên cao để cho tôi ở trên cao nhìn xuống ông ấy, nói tương lai Khả Hinh nhất định là một cô gái có thể giỏi giang hơn cha, còn có trách nhiệm, hết lòng tín ngưỡng. một ngày nào đó cha sẽ ngẩng đầu nhìn con gái của cha. thật sao? Trang hạo nhiên nghe vậy, hai mắt xẹt qua vui vẻ hỏi. ừ, Đường Khả Hinh mỉm cười gật đầu. Trang Hạo Nhiên đột nhiên mạnh mẽ tiến lên, trong chớp mắt ôm Đường Khả Hinh đưa lên cao, đôi tay ôm chặt cái mông của cô, ngẩng đầu lên nhìn về phía Đường Khả Hinh, bật cười nói có phải như vậy hay không. Tổng giám đốc, trái tim Đường Khả Hinh đập thình thịch, hoảng sợ đến thất sắc cúi đầu nhìn Trang Hạo Nhiên nở nụ cười đẹp trai trí tuệ, cô muốn giữ vững khoảng cách, muốn giãy dụa xuống, nhưng anh lại ôm cô càng chặt hơn, ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Đường Khả Hinh, nhất thời khôi phục tức giận hai mắt anh xẹt qua dịu dàng, nói, hôm nay công chúa nhỏ của tôi đau lòng, tôi tạm thời thay thế người cha cô yêu quý, ôm cô. Thoáng chốc, hai mắt đường khả hình đỏ thắm, kích động nhìn về phía anh. Cha thường ôm cô như thế nào? Xoay vòng vòng sao? Trang hạo nhiên đột nhiên ôm đường khả hình, bật cười xoay tròn một vòng, đường khả hình hoảng sợ vươn tay ôm lấy cổ của anh, nhìn anh nở nụ cười thật ấm áp, cô không nhịn được ngẩng mặt lên nở nụ cười, đôi mắt to trong sáng lấp lánh. Trang Hạo Nhiên nhìn thấy cô cười, lại ôm cô đứng ở giữa phòng khách, vui vẻ xoay tròn, hơn nữa càng xoay càng nhanh. Choáng váng, choáng váng, choáng váng, mau buông tôi xuống, khi anh nhanh chóng xoay tròn, Đường Khả Hinh không nhịn được ôm cổ của anh, cười ha ha. Trang Hạo Nhiên không dừng lại, ôm cô đi vào phòng piano, đứng ở bên trong quả cầu thủy tinh khổng lồ màu xanh dương lấp lánh ánh sáng, lại vui vẻ xoay tròn. Đường Khả Hinh đã chút bớt rất nhiều bi thương, ôm Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu lên, khuôn mặt nở nụ cười sáng lạn. Mưa vẫn còn đang rơi xuống, nó vẫn còn bi thương sao? Không biết, chỉ là chúng ta biết, có một chút an ủi, thật ra không cần quá nhiều ngôn ngữ, chỉ cần làm bạn ở bên cạnh cô là tốt rồi. Đêm này, rốt cuộc có một chút vui vẻ. Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh hai người chân không, nằm ở trên mặt chiếc piano ba chân, ở giữa để một chai Lapi năm 1982, hai người nắm ly rượu đỏ, Uống đến say mù mịt nhưng vẫn cười thật vui vẻ, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía đối phương, nở nụ cười dịu dàng. Cuối cùng Đường Khả Hinh nằm ở trên mặt piano, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, mặt đỏ hồng, ngây ngốc hỏi Tổng giám đốc tại sao phải đối xử tốt với tôi như vậy. Trang Hạo Nhiên rất tao nhã, hai mắt nóng bỏng hết sức hấp dẫn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng của Đường Khả Hinh, anh im lặng không lên tiếng, dịu dàng đưa ngón tay nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, cái mũi của cô môi trơn bóng và cái cằm nhỏ xinh đẹp của cô, thở dốc một hơi, nhắm mắt lại, mỉm cười. Hai mắt đường khả hình đã rời rạc nhìn về phía anh, đột nhiên cảm giác uống rượu làm mỏi mệt, say khướt, mặt dính vào trên mặt piano, chìm vào giấc ngủ. Đêm trôi qua, chỉ cần bạn tin tưởng, chắc chắn khổ sở sẽ có lúc đi qua, ánh mặt trời chiếu rọi trên mặt biển, chiếu sáng quả cầu thủy tinh khổng lồ, quả cầu thủy tinh còn có hai người cánh cửa, phòng tổng thống, đột nhiên bị đẩy ra. Đám người lâm sở nhai, tô lạc hoành và tiêu đồng náo nhiệt hò hét, vừa nói vừa cười đi tới, đang muốn đi lên phòng tìm trang hạo nhiên, lại nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đột nhiên tất cả trợn tròn mắt. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 250